Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Thiên Nam hiện lên cảm giác bất an mãnh liệt, cảm giác như đang từng chút một tiến vào trong hố to bên lề đường, tim ông ta đập nhanh hơn. Không hay rồi, chẳng lẽ Hạ Tưởng vì để tiếp đón mình, đã cố ý đào sẵn một hố to chờ mình nhảy vào. Sau khi đoàn xe lại khởi động lại lần nữa, không còn phải dừng lại nữa, hố to ở ven đường cũng biến mất không thấy nữa, tâm trạng căng thẳng của Diệp Thiên Nam giờ mới bình tĩnh lại một chút. Có lẽ là ông đã lo lắng quá, Hạ Tưởng không đến mức gấp đến nỗi ngay ngày đầu tiên ông đến nhậm chức đã muốn đào hầm chôn ông ta. Nhưng, Diệp Thiên Nam lại cảm thấy ô tô bỗng nhiên chậm chậm dừng lại lần thứ ba, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, mí mắt lập tức nhảy loạn lên, bên ngoài lại vẫn đang sửa đường, hơn nữa lại có một hố to thật sâu không thấy đáy. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu Diệp Thiên Nam, chợt nghe đến âm thanh ầm ĩ từ bên ngoài. Thứ tự của đoàn xe là, xe cảnh sát đi đầu hàng, xe Hạ Tưởng theo sát sau đó mới là xe riêng của Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam và Uông Thanh Thành cùng ngồi chung một xe, Uông Thanh Thành có trách nhiệm đi kèm, không phải chỉ là vì cấp trên muốn ra mặt ủng hộ Diệp Thiên Nam, mà còn bởi vì Diệp Thiên Nam và Uông Thanh Thành có quan hệ không tồi. Sau xe riêng của Diệp Thiên Nam, mới là nhân viên tùy tùng của tỉnh ủy và xe cảnh sát cản ở phía sau. Chuyện lần trước Diệp Thiên Nam ở nhà họ Phó rằng co với Hạ Tưởng, kỳ thực không phải thật tâm muốn làm vậy, ông cũng không muốn để lộ ra mâu thuẫn xung đột giữa mình và Hạ Tưởng, điều đó không hợp với cách đối nhân xử thế của ông. Nhưng trong yêu cầu của nha nội, có điều kiện đi kèm. Điều kiện chính là nếu ông ta giúp nha nội một tay, khi ông ta muốn quay lại một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Không một ai đứng trước sự lựa chọn lớn trong cuộc đời lại có thể giữ vững lập trường được, Diệp Thiên Nam đồng ý thỏa hiệp. Chẳng qua ông ta mới ở hiệp đầu đã bị Hạ Tưởng đánh cho chạy trối chết, cũng không có cơ hội được tận mắt nhìn thấy sự ngoạn mục sau đó. Tuy nhiên khi Diệp Thiên Nam nghe được sau khi ông ta rời đi đã có cuộc giao tranh kịch liệt ngoạn mục như thế nào, ông ta cảm thấy may mà sớm rời khỏi, nếu không, thật sự sẽ đắc tội chết với Hạ Tưởng và thế lực gia tộc đứng ở đằng sau hắn, như thế thì mất nhiều hơn được. Cuối cùng khi nhận được kết quả bổ nhiệm, Diệp Thiên Nam tuy rằng thất vọng vì vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh tuy rằng không thể so sánh với phó bí thư tỉnh ủy, nhưng ít ra đó cũng là một trong những nhân vật có thực quyền. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc là ủy viên tỉnh ủy tuy rằng không sai, nhưng lại không có nhiều thực quyền. Nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận sự thực này, lại càng cảm thấy may mắn là lúc trước ở nhà họ Phó không rằng co với Hạ Tưởng đến tận cùng, nếu không sau khi vào lĩnh Nam nhậm chức, dưới sự lãnh đạo của Hạ Tưởng. Chẳng những xấu hổ hơn nữa mà còn sợ sẽ bị Hạ Tưởng trả thù. Diệp Thiên Nam cũng biết thái độ làm người của Hạ Tưởng, tuy rằng đối với kẻ thù thì rất hung ác, nhưng cũng có ánh mắt nhận định tình hình, biết tiến thoái đúng mực. Ông ta tin tưởng Hạ Tưởng sẽ không cố ý làm khó dễ ông ta, trừ phi ông ta lại lần nữa chủ động muốn gây chuyện. Đối với việc nhậm chức ở lĩnh Nam, ý đồ của Diệp Thiên Nam là bốn chữ không chịu đổi mới. Làm việc khiêm tốn, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Chỉ cần ổn định, không cần thành tích. Tuổi của ông ta cũng chưa tính là lớn, nếu làm đâu chắc đấy, vẫn còn có cơ hội. Nếu nhiệm kỳ ở lĩnh Nam xảy ra sai lầm, cơ hội bắt đầu lại sẽ gần như bằng không. Hơn nữa sau nhiệm kỳ mới, ông ta đã không còn có người đứng sau để có thể dựa vào. Nếu ông ta an phận thủ thường, khiêm tốn, lẽ nào Hạ Tưởng còn có thể giữ mãi định kiến, cứ nhất thiết lập cạm bẫy để ông ta nhảy vào hay sao? Lúc ở trên máy bay Diệp Thiên Nam đã cho rằng Hạ Tưởng sẽ không tìm ông ta gây phiền toán, vật đổi sao rời, Hạ Tưởng cũng không phải là người có tính cách tính toán chi ly, chắc là sẽ cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng để chào đón ông ta đến. Cho dù Diệp Thiên Nam mơ hồ nghe được sở dĩ ông ta không được điều nhiệm đến tỉnh Tề mà được sắp xếp tới lĩnh Nam là bởi vì có ý đồ của Hạ Tưởng ở phía sau, ông ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mới vừa xuống máy bay, đoàn xe đã phải dừng lại 3 lần. Khiến cho trong lòng Diệp Thiên Nam có chút bực. Hạ Tưởng này được lắm, từ lúc nào mà đã trở nên đeo bám như vậy rồi, cố ý làm mất mặt ông ta cũng được, nhưng đừng quên rằng trên xe còn có một phó trưởng ban tổ chức trung ương Uông Thanh Thành. Diệp Thiên Nam cho rằng Hạ Tưởng là cố ý muốn ông ta khó xử, liền cố ý nói với Uông Thanh Thành. Phó trưởng ban Uông, chắc là phó bí thư Hạ mới đến Dương Thành không lâu nên không quen đường, đưa chúng ta đi đường rẽ. Uông Thanh Thành đối với việc Mễ Kỳ Hỏa không trực tiếp đi đón tiếp đã hơi tức giận, thật vất vả mới nén xuống, lại trên đường mới đi được một chút lại dừng lại. Đã 3 lần dừng xe rồi, cơn tức tích góp từng tí một, đến khi nghe Diệp Thiên Nam nói thì đã tới mức độ nhất định,
đột nhiên bùng phát lên. Có lẽ là chúng ta tới không đúng thời điểm rồi, đừng trách người ta nơi nào cũng thấy đào hố, muốn trách thì phải trách chúng ta không được hoan nghênh. Nghe Uông Thanh Thành tức giận nói xong, Diệp Thiên Nam biết ông ta đã thành công châm lửa giận của Uông Thanh Thành, ánh mắt lại lần nữa nhìn xuống đám người đang chen chúc bên ngoài, nhìn thấy không ít công nhân đang vây quanh đoàn xe, lòng ông ta vừa mới bình tĩnh một chút, cơn tức giận lại lần nữa xông lên, được, 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 được lắm. Hạ Tưởng, tôi mới đến Dương Thành mà cậu đã ra đòn phủ đầu với tôi, trước kia tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi, hóa ra cậu cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi. Thật là, nhìn tình hình, hôm nay không thể về tới tỉnh ủy thì cũng chẳng lạ. Mà cũng quái thật, Dương Thành lớn như vậy, không thể chỗ nào cũng làm đường được, sao chỗ nào đường bị chắn, chúng ta cũng đều gặp phải chứ. Nói không chừng là do phó bí thư Hạ bị cấp dưới không có năng lực lừa bịp. Diệp Thiên Nam tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, ông ta sẽ khiến Hạ Tưởng phải để lại ấn tượng xấu trong mắt Uông Thanh Thành. Uông Thanh Thành ngược lại mỉm cười. Năng lực công tác của phó bí thư Hạ, thật đúng là để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Uông Thanh Thành phụ trách việc kiểm tra và đánh giá các cán bộ cấp phó tỉnh, tuy rằng lời nói của ông ta không đóng vai trò quyết định, nhưng muốn viết vài lời không tốt trong lý lịch của Hạ Tưởng, cũng không phải việc khó. Diệp Thiên Nam âm thầm cười lạnh, Hạ Tưởng, tôi muốn chung sống hòa bình với cậu, nhưng cậu tiểu nhân, vậy đừng trách tôi bôi nhỏ cậu. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, bỗng nhiên từ đằng đầu xe truyền đến một tiếng nổ, sau đó một miếng sắt thình lình nện lên mui xe ô tô. Diệp Thiên Nam sợ tới mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, ông ta chưa từng gặp qua trường hợp lớn như vậy, nhất thời sợ hãi kêu lên một tiếng. Uông Thanh Thành thì ở tại Bắc Kinh lại càng quen với lối sống an nhàn sung sướng, đi xuống địa phương cũng là tiền hô hậu ủng, đừng nói là dân chúng tầm thường dám đập xe riêng của ông, ngay cả đến gần trong phạm vi 10 mét cũng không được. Ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ phát sinh ngay trước mắt mà cho dù nằm mơ ông cũng không tưởng tượng được. Uông Thanh Thành ngày thường làm quan uy phong vô cùng, lúc này lại càng cực kỳ hoảng sợ, biểu hiện so với Diệp Thiên Nam lại càng khoa trương hơn. Ông ta giật mình nhảy dựng lên, nhưng lại quên người đang ở trong xe, bởi vì hơi dùng sức nên đỉnh đầu đập vào trần xe, phát ra một tiếng, binh. Uông Thanh Thành, a, một tiếng, lại ngồi xuống, giận dữ. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Dương Thành đúng là nơi tồi tàn, an ninh trật tự ở đâu rồi? Hạ Tưởng. Phó bí thư Hạ. Vừa dứt lại có một cái chảo sắt nện xuống kính chắn gió, độ mạnh rất lớn, chấn động đến nỗi xe cũng lay động một chút. Uông Thanh Thành vô cùng luống cuống, khẩn trương, ôm lấy cánh tay Diệp Thiên Nam. Thiên Nam, mau, mau, mau giải vây. Diệp Thiên Nam thì có thể giải vây bằng cách nào chứ? Hiện giờ ông ta còn chưa chính thức nhậm chức, mà cho dù đã được tuyên bố bổ nhiệm, thì cũng chỉ là một chủ tịch mặt trận Tổ quốc không có thực quyền. Còn nữa, cho dù ông ta có là phó chủ tịch thường trực tỉnh có năng lực thì thế nào? Sự phẫn nộ của quần chúng được ví như đại dương mênh mông biển rộng, là ai cũng không thể ngăn cản được nước lũ thật lớn này. Không đúng, Diệp Thiên Nam lúc này mới chú ý tới xe ở đằng trước xuất hiện mấy người, không phải là nhóm công nhân vây quanh lúc trước, mà những người này đều mặc quân phục quân nhân. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Sao ngay cả quân đội cũng tham gia, lại còn dám động vào lãnh đạo tỉnh ủy? Không chút e dè xe của phó trưởng ban tổ chức trung ương, thật là coi trời bằng vung. Lúc đó Diệp Thiên Nam bỗng nhiên dũng khí ngút trời, mở cửa xe bước xuống, vừa ngẩng đầu nhìn thấy, lập tức sợ đến ngây người. Đằng xa có một hố to, trong hố đó có cả công nhân, có cả quân nhân, đang túm lại ẩu đả với nhau. Rất rõ ràng, bên phía quân nhân số lượng và chất lượng đều chiếm ưu thế hơn, công nhân liên tiếp thối lui, đã sắp thất bại thảm hại. Trước mặt có đến hơn 10 quân nhân đang vây quanh đoàn xe, đang lần lượt đập phá. Ban nãy xe riêng của mình bị đập, Diệp Thiên Nam một bụng tức giận, tưởng Hạ Tưởng cố ý sắp xếp mọi chuyện để làm mất mặt mũi của ông ta, không ngờ xuống xe mới phát hiện, xe của Hạ Tưởng cũng bị đập. Không chỉ xe của Hạ Tưởng bị đập, mà tất cả xe trong đoàn cũng bị, thậm chí cả xe của cảnh sát nữa. Nhóm cảnh sát giữ gìn trật tự, và những nhân viên an ninh đi cùng, khi đối mặt với đội ngũ quân đội hung hăng này, không đủ sức để chống lại. Hoặc là bị đánh cho ngã tại chỗ, hoặc là sợ tới mức trợn mắt há mồm, tóm lại là hiện trường trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không thể khống chế được. Đại não Diệp Thiên Nam như bị chập mạch, lần đầu tiên đối mặt với trường hợp bạo loạn, ông ta hoàn toàn không biết phải làm thế nào,
cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện tình cảnh hỗn loạn như thế này, ông ta chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ, choáng váng. Trong khi đang ngây người, Hạ Tưởng ở xe phía trước vội bước xuống, nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Thiên Nam, sau đó kéo ông ta trốn vào trong xe. Khi cửa xe được đóng lại, Hạ Tưởng mới vội vàng nói. Phó trưởng Ban Uông, đồng chí Thiên Nam, bởi vì đội thi công đường đào hỏng ống dẫn nước của quân khu Dương Thành, đội ngũ thi công tạm ngừng thi công, đang định chờ đoàn xe đi qua rồi mới nhanh chóng sửa chữa lại. Nhưng quân khu Dương Thành lại không đồng ý như thế, không nói lời nào liền đánh đập tàn nhẫn đối với đội ngũ thi công, đội ngũ thi công cũng ra sức phản kháng, kết quả là ảnh hưởng đến đoàn xe, lực lượng an ninh của tỉnh ủy không đủ, không thể kịp thời chặn lại đám quân nhân hành hung này, mong Phó trưởng Ban Uông và đồng chí Thiên Nam thông cảm. Sự giải thích của Hạ Tưởng đã khiến cho cơn giận vì ba lần dừng xe ban nãy và cuộc ẩu đả của Uông Thanh Thành toàn bộ thay đổi mục tiêu, chuyển hướng về phía quân khu Dương Thành. Quân khu Dương Thành này được lắm, ngay giữa ban ngày ban mặt, ngay cả xe của tỉnh ủy cũng dám đập, Ngô Hiểu Dương này thực sự là rất có uy phong. Diệp Thiên Nam tuy rằng có chút nghi hoặc, nghĩ thầm rằng sao lại trùng hợp như thế, nhưng thấy xe của Hạ Tưởng cũng bị đập đến không thể nhận ra, cũng cho là thật, nếu không Hạ Tưởng sẽ không chật vật như vậy. Uy danh của Ngô Hiểu Dương ở Dương Thành, ở Bắc Kinh ông ta cũng sớm nghe thấy, cũng biết rõ những việc giữa Ngô Hiểu Dương và Hạ Tưởng. Trước khi đến Dương Thành, ông ta thậm chí đã quyết định sau khi đến Dương Thành, sẽ tiếp xúc với Ngô Hiểu Dương trước, có liên thủ với nhau hay không thì không nói trước, nhưng ít nhất cũng có một chút tiếng nói chung. Không ngờ Ngô Hiểu Dương lại mang đến cho ông một bất ngờ lớn như vậy, khiến ông vô cùng tức giận, chút ấn tượng tốt về Ngô Hiểu Dương từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Diệp Thiên Nam cũng không muốn chỉ trích Ngô Hiểu Dương, mà chỉ hỏi phương hướng giải quyết. Ông ta hôm nay mới đến nhậm chức mà đã gặp phải cảnh ngộ bị đập xe, thật sự là rất xui, trong lòng không còn chút vui sướng nào. Có nên báo cho Ngô Hiểu Dương, bảo anh ta dừng tay hay không? Hạ Tưởng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu chủ tịch tỉnh Mễ ở đây thì tốt, có thể trực tiếp liên hệ với tư lệnh Ngô. Ngụ ý chính là hắn không đủ cấp bậc để trực tiếp gọi điện cho Ngô Hiểu Dương. Lại có một thanh sắt nện vào đằng trước xe. Mắt thấy tấm kính chắn gió sắp bị đập cho vỡ nát, Uông Thanh Thành vừa sợ vừa giận. Để tôi gọi điện thoại cho Ngô Hiểu Dương, bảo anh ta lập tức hạ lệnh thu binh, nếu không, tôi sẽ trực tiếp đến quân ủy tố cáo tội trạng của anh ta. Uông Thanh Thành vừa mới lấy điện thoại, chợt nghe thấy một trận cười như điên từ bên ngoài truyền đến. Đập nát toàn bộ cho tôi. Một lũ khốn kiếp, vô liêm sỉ, ngay cả ống dẫn nước của quân khu mà cũng dám đào hỏng. Phá hoại. Không đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ, bọn chúng sẽ không biết Ngô công tử tôi lợi hại như thế nào. Nên đánh gãy chân chó thì cứ đánh, không cần nương tay. Dừng tay. Giọng nói kiêu ngạo của Ngô công tử vừa vang lên, dưới sự bao vây của rất nhiều xe cảnh sát, một người vội vã chạy ra. Là Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng đang ở tỉnh ủy đã đợi đoàn người Hạ Tưởng đến, Diệp Thiên Nam chính thức đến nhận chức, khiến tình hình ở lĩnh Nam thay đổi không thể ngờ. Mặc dù trong lòng y cũng không rõ đi theo hướng nào, nhưng nghĩ đến giữa lập trường Diệp Thiên Nam cùng với Hạ Tưởng đã từng có quan hệ đối địch, tin tưởng tiếp theo việc Diệp Thiên Nam nhận chức, tình hình ở lĩnh Nam sẽ tiến thêm một bước bất lợi đối với phương hướng thiên lệch của Hạ Tưởng. Thì như hội nghị thường vụ lần trước bởi vì chống một người mà xuất hiện thế hỏa 6-6, nếu lúc ấy Diệp Thiên Nam có mặt, có lẽ cũng có 7-6 mà phản đối bổ nhiệm Lý Dật Phong. Trừ khi Trần Hạo Thiên bãi bỏ biểu quyết hội nghị thường vụ. Nói chung dựa vào tình hình này, tuy rằng Trần Hạo Thiên bản thân là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng sẽ tôn trọng biểu quyết của hội nghị thường vụ, sẽ không đơn giản mà sử dụng quyền phủ quyết. Nếu quả nhiên đúng như vậy, thì đối với danh tiếng của Hạ Tưởng là thiệt hại một lần nặng nề. Chỉ tiếc là, lúc đó Diệp Thiên Nam không có mặt. Cho dù dạo này số lần Lâm Song Bồng báo cáo công việc cho Hạ Tưởng dần dần nhiều lên, nhưng trên thực tế tận sâu trong tim y đối với Hạ Tưởng vẫn là có tâm lý mâu thuẫn. Bởi vậy đối với việc nhận chức của Diệp Thiên Nam, vẫn là đặt hy vọng nhất định. Chỉ có điều khiến y hoàn toàn không thể hiểu đó là, Hạ Tưởng đứng ở phía sau một mực thúc đẩy Diệp Thiên Nam đến lĩnh Nam, cuối cùng có ý đồ gì? Chẳng lẽ là Hạ Tưởng vẫn ngây thơ cho rằng, sau khi Diệp Thiên Nam đến nhận chức ở lĩnh Nam, sẽ cùng với hắn củng cố địa vị? Thủ đoạn của Hạ Tưởng có quá nhiều khiến Lâm Song Bồng nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời, cũng không trách được Lâm Song Bồng không hiểu thủ đoạn của Hạ Tưởng. Tuy rằng y đã là quan cao cấp tỉnh,
nhưng từ đầu cho đến cuối vẫn chưa rời Lĩnh Nam, vẫn luôn xoay vòng trong tỉnh Lĩnh Nam, đã được tiếp xúc với rất nhiều người và việc ở đây nhưng chủ yếu là giải quyết tranh chấp nội bộ Lĩnh Nam, thì sẽ nuôi dưỡng thành một lối suy nghĩ cố định. Thổ nhưỡng nào sẽ bồi dưỡng người theo địa phương đó có hàm ý sâu xa hơn chính là, người ở mỗi địa phương đều có tính chung và tính hạn chế khi xem xét vấn đề, người của Lĩnh Nam cũng có chỗ tương tự, người tỉnh Tề cũng có, người tỉnh Yến cũng có, phân chia khu vực không phải là phân chia khu vực đơn giản, nguyên nhân đều có lịch sử lâu đời. Lâm Song Bồn chưa từng rời Lĩnh Nam, chưa tiếp xúc qua thói quen khác nhau của cán bộ cấp cao của các tỉnh phần, có kiểu suy nghĩ máy móc, thiếu đi khí phách và cái nhìn đại cục khi ở Nam Cương mà nhìn về phương Bắc. Cũng thiếu đi tầm mắt dài lâu đứng ở cao độ toàn cục mà đối đãi vấn đề. Cho nên khi Lâm Song Bồn nghe được đoàn xe giữa đường có trở ngại, bởi vì vấn đề ống nước mà bị quân nhân quân khu cản đường, thậm chí vẫn còn đập vỡ xe. Y giật nảy người, lập tức hướng về Trần Hạo Thiên làm báo cáo ngắn gọn, theo sau liền dẫn theo đại đội nhân mã vội vàng tới cứu giúp. Trên đường Lâm Song Bồn không ngừng gọi điện thoại khắp nơi, sau khi chạy tới nơi mới phát hiện tình hình vẫn là nghiêm trọng hơn so với trong trí tưởng tượng, vừa xuống xe đã thấy Ngô công tử ngang ngược và ngạo mạn không ai chịu nổi, bỗng nhiên lúc này y mới nhận ra, bề ngoài xem ra tình hình hôm nay và y không liên quan, trên thực tế y khó mà chối được sai lầm này, hơn nữa phải làm ra việc đắc tội với Ngô công tử thì mới có thể xong việc. Trước hết, y là bí thư thành ủy Dương Thành, bất luận thành phố Dương Thành xảy ra sự kiện trọng đại gì, đều là trách nhiệm của y. Sau đó, công nhân thi công đào đoạn đường ống hình như cùng y không có vấn đề gì, nhưng đoạn đường đào cũng là đường ống dẫn nước của quân khu Dương Thành, thế là cùng y có liên quan, bởi vì có liên quan đến dự án sửa chữa đường Lam Thiên, tuy rằng không phải là dự án lớn nhưng dự án đó đích thân y là người chịu trách nhiệm chính. Sau cùng, nếu y xử lý không thỏa đáng chẳng những sẽ mất mặt trong tỉnh ủy, mà phó trưởng ban tổ chức trung ương ngồi trên xe, chính là phó trưởng ban kiểm tra khảo hạch cán bộ quản lý. Lúc này Lâm Song Bồn mới tỉnh ngộ, hóa ra khắp nơi đều là sát khí, lập tức khiếp sợ đến cả người toàn mồ hôi lạnh. Trước kia quân khu Dương Thành bởi vì vấn đề địa bàn, không ít nơi từng xảy ra xung đột, tuy rằng không có đánh đập tàn nhẫn, nhưng đã từng có tình cảnh dùng sức mạnh quân sự, y cũng đã quen thói cứng rắn của bọn binh lính, các nơi đều không giống nhau, lại không phải là địa phận của Dương Thành, đổi lúc bình thường, bọn binh sĩ và công nhân thi công đánh nhau, chẳng qua là việc nhỏ bình thường. Nhưng hôm nay lại dẫn tới tai họa, chúng ngay xe của ban tổ chức trung ương và lãnh đạo tỉnh ủy, là trùng hợp hay là cố ý. Sự việc ngày càng lớn, trách nhiệm trên người y ngày càng nặng, Lâm Song Bồn đừng thấy tuổi trẻ, bình thường lúc nào cũng sóng yên biển lặng, hôm nay cuối cùng lại bối rối. Mặc dù Ngô công tử là một kẻ thích phá đám, có thể tốt nhất là không nên chọc gã, nhưng hôm nay không làm không được, là chức trách của y. Sau khi hét lớn một tiếng, vài tên cảnh sát đặc biệt vây quanh Lâm Song Bồn, tách ra khỏi đám người, ngăn vài tên quân nhân, gấp rút tiến lên, đi tới bên cạnh Ngô công tử. Vẻ mặt Ngô công tử còn có chút ngờ nghịch, lúc bước đi thì giống như khiêu vũ theo nhịp trống. Gã đang hưng phấn không ngừng hét lên, dường như uống phải thuốc kích thích, tình cảnh ẩu đả có thể kích động tâm hồn suy nhược của gã, nếu không phải còn chưa đủ thuốc, thì bây giờ có lẽ gã đã nhảy dựng lên. Lâm Song Bồn đi vào gần trước mắt, oai phong nói. Ngô công tử, nói chuyện một chút. Vừa rồi Ngô công tử đã nghe được Lâm Song Bồn hét lớn một tiếng, vốn dĩ không xem Lâm Song Bồn ra gì, việc hôm nay gã có lý, bình thường vô lý còn danh mãnh ba phần, hiện tại có lý, lại càng muốn ồn ào không để yên. Chuyện gì thế, bí thư Lâm? Ngô công tử lườm mắt. Vừa rồi gầm lên giận dữ, chấn động đến mức cái lỗ tai của tôi thiếu chút nữa là điếc, thật là uy phong. Lâm Song Bồn kiềm nén cơn giận dữ. Không thể nói lý với người không phân rõ phải trái, thật sự là một sự việc làm người ta vô cùng nhức đầu, nhưng sự việc hôm nay chỉ đành tiên lễ hậu binh. Mau dừng tay, lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh ủy đang ngồi trong xe. Nói thật, hôm nay Ngô công tử còn thật sự không biết trong đoàn xe có ai, gã cứ tưởng là xung đột với đội ngũ công nhân thi công, cách khá xa, gã nhìn không rõ xe gì, càng không quan tâm trên xe có ai, thì cho rằng đoàn xe là xe của chủ thầu thi công công trình. Cho nên có làm ầm lên gã cũng không sợ. Vừa nghe có lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh ủy, gã cũng hết hồn. Cái gì, ai, đều là ai? Lâm Song Bồn bổn bực, Ngô công tử không biết trong xe là ai. Chẳng lẽ sự cố hôm nay thật sự là hiểu lầm, vội vàng nói.
Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Uông Thanh Thành và Phó bí thư tỉnh ủy Hạ Tường. Hạ Tường, ánh mắt của Ngô công tử bỗng chốc liền giống như bóng đèn thắp sáng lên, đảo mắt, lại nhìn về phía khác. Quá ầm ĩ, tôi không nghe rõ những gì bí thư Lâm nói cái gì, xin lỗi bí thư Lâm. Tuy nhiên tôi đang muốn cùng ông nói chuyện một chút, công việc quản lý chính phủ của Dương Thành rốt cuộc sao lại như thế này, sao đào cắt đứt nguồn cung cấp nước cho quân đội. Nếu chẳng may ảnh hưởng đến việc chuẩn bị chiến đấu, chính quyền thành phố các ông có chịu trách nhiệm nổi không? Lâm Song Bồng nổi giận. Ngô công tử vừa nghe bên trong xe có Hạ Tưởng, rõ ràng có dấu hiệu muốn tiếp tục đại náo, lại cắn ngược lại một cái, chỉ trích thành ủy chính phủ thành phố, y liền áp chế không được cơn giận. Ngô công tử, anh lấy tư cách gì mà cùng tôi nói chuyện? Nếu như anh không khống chế người của anh, tôi sẽ sử dụng phương pháp cần thiết. Ngô công tử đặt tay phía sau lỗ tai. Bí thư Lâm, tôi nghe không rõ ông nói là cái gì, làm phiền ông nói lần nữa. Hiện tại Lâm Song Bồng thật sự muốn đá vào bụng của gã, sau đó đấm một cú lên mũi gã, hiện tại y mới biết được tâm tình lúc trước của Hạ Tưởng khi ở tỉnh ủy tát lên mặt Ngô công tử một bạt tai để giải hận, chỉ tiếc, y vẫn là chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Không dám đánh Ngô công tử, lại cần phải động thủ, so với việc đắc tội Ngô công tử. Bảo vệ sự an nguy của Uông Thanh Thành và Hạ Tưởng quan trọng hơn, Lâm Song Bồng hạ lệnh. Các đơn vị chú ý, cần phải bảo vệ sự an toàn của lãnh đạo, ai dám tiếp cận xe chuyên dụng của lãnh đạo, tất cả đều thanh trừ. Khi Lâm Song Bồng tới mang theo mấy chục cảnh sát đặc biệt, y ra lệnh một tiếng, mấy chục đặc cảnh ngay lập tức vây chặt xe của mấy người Hạ Tưởng ngay cả kiến cũng không lọt qua được, không cho phép bất kỳ người lính nào tới gần. Bọn lính dám động thủ ẩu đả với công nhân. Đối mặt với đặc cảnh súng vác vai, đạn lên nòng mọi thứ đã sẵn sàng, vẫn là chần chừ dừng bước. Ngô công tử thấy được thời cơ tốt đẹp bị hủy trong tay Lâm Song Bồng, rất bất mãn nói. Bí thư Lâm, ông thật sự muốn xen vào việc của người khác. Lâm Song Bồng nổi cơn điên tiết chức trách sở tại, y không có đường lui. Xin lập tức nhường đường, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Ngô công tử cười lạnh lùng. Được, tự mình gánh lấy hậu quả. Rõ ràng là Dương Thành có sai trước, trái lại hiện tại có lý, tôi không nhường đó, ông có thể làm gì được tôi nào. Lần trước Hạ Tưởng tát tai Ngô công tử, Lâm Song Bồng còn vì Ngô công tử kêu oan, cho rằng Hạ Tưởng xuống tay quá độc, rất không nể mặt, còn cho rằng bản thân Hạ Tưởng đường đường là phó tỉnh, còn động thủ đánh người, thật là mất thể thống, nhưng hôm nay y đột nhiên có kích động muốn đánh người, nếu y có thủ đoạn và lòng tin giống với Hạ Tưởng, hiện tại y đã cho một cái tát qua đó. Đáng tiếc y không có. Lâm Song Bồng biết không thể tiếp tục dây dưa, gia huấn nhà họ Quý là không tiếp xúc với quân đội, ý nghĩa của không tiếp xúc là vừa không lui tới cũng không đối địch, y luôn luôn cùng Ngô Hiểu Dương nước giếng không xâm phạm nước sông, nhưng Ngô công tử làm cho y chỉ có thể chọn lựa đánh bừa, bởi vì y chịu không nổi hậu quả nghiêm trọng nếu một người trong hai người Hạ Tưởng và Uông Thanh Thành bị thương. Tình cảnh lúc này cho dù là một cái hố, y chỉ có thể làm việc nghĩa không thể chùn bước nhắm ánh mắt mà nhảy xuống. Quý Như Lan và Ngô Hiểu Dương mới liên kết, sau khi trừng trị Mộc Phong, y liền cùng Ngô công tử trở mặt thành thù, mặc kệ là trùng hợp hay là do con người tạo ra, y phải đưa ra dũng khí quyết định thật nhanh. Lâm Song Bồng không thèm để ý tới Ngô công tử kiêu ngạo, ngông cuồng, trong chốc lát đã truyền đạt mệnh lệnh. Bảo vệ đoàn xe rời khỏi, không cho phép bất cứ kẻ nào ngăn trở. Đặc cảnh đồng loạt trả lời lại một tiếng. Vâng. Âm thanh giống như sét đánh. Đoàn xe dưới sự yểm trợ của đặc cảnh, chậm rãi tiến về phía trước. Kỳ thật lúc này mặt mũi của Lâm Song Bồng đã mất hết, Uông Thanh Thành ngồi ở trên xe, từ đầu đến cuối không có ra mặt, Hạ Tưởng cũng không có lộ mặt, liền chứng minh có ý kiến với y, mà sau khi y xuất hiện mà vẫn không thể tức khắc xử lý hiện trường, còn phải khiến đoàn xe dưới sự bảo vệ của đặc cảnh chật vật rời khỏi. Cũng là thất trách lớn nhất của y. Lâm Song Bồng trong lòng buồn bực có thể hiểu. Trong xe riêng, sắc mặt của Uông Thanh Thành tái nhợt. Phó Bí Thư Hạ, đồng chí Lâm Song Bồng sao trước mặt con của Ngô Hiểu Dương không có khí phách. Còn khiến đoàn xe chật vật rời khỏi, năng lực công tác của y vẫn còn phải đề cao. Hạ Tưởng tự phê bình bản thân. Cũng có sai lầm của tôi, xin trưởng ban Uông phê bình tôi. Phê bình cậu làm cái gì? Xe của cậu không phải bị cũng đập vỡ sao? Ở Bắc Kinh, quân đội cũng không dám hống hách ngang tang thế. Uông Thanh Thành tức giận đối với Ngô Hiểu Dương, đối với Ngô công tử thì có hơi cáu, cũng vô cùng bất mãn với cả Lâm Song Bồng.
Phó Bí Thư Hạ, cậu có cách gì làm thông thoáng một chút, đi như vậy, quá chậm. Không phải quá chậm, là quá mất mặt. Uông Thanh Thành chỉ thuận miệng nói, bởi vì Hạ Tưởng vẫn ở trong xe hắn không ra, ông ta không cho rằng Hạ Tưởng vẫn còn cách có thể giải quyết được, không ngờ Hạ Tưởng lại nói như đinh đóng cột. Xin Phó trưởng ban Uông yên tâm, lập tức có thể thuận lợi giải vây. Vừa dứt lời, phía xa một loạt âm thanh hỗn độn vang tới, tập trung nhìn vào, có rất nhiều binh lính đang tràn sang đây. Lúc này sắc mặt của Uông Thanh Thành sợ tới mức biến sắc. Diệp Thiên Nam cũng không giữ được bình tĩnh, nói lắp ba lắp bắp. Phó Bí Thư Hạ, Ngô Hiểu Dương kiêu ngạo như thế sao? Hạ Tưởng thở dài một tiếng. Anh Thiên Nam vừa tới, có chút tình hình hiểu không rõ, thôi đi, trước không nói, tôi đi một chút, đồng chí song bồng một mình thật đúng là ứng phó không nổi. Tuy nhiên cũng lạ, Ngô Công Tử rõ ràng biết ngồi trên xe chính là Phó trưởng Ban Uông, còn không nhường đường, thật là không hiểu chuyện. Hạ Tưởng xuống xe mà đi, Uông Thanh Thành ánh mắt lạnh lùng. Thiên Nam, Ngô Hiểu Dương đúng là có một đứa con quý hóa. Ngô Công Tử không có gia giáo, không chỉ Dương Thành ngay cả Bắc Kinh không ít người cũng được biết đến. Tuy nhiên ánh mắt của Diệp Thiên Nam chỉ nhìn phía ngoài cửa sổ, bóng dáng kiên trì dứt khoát vội vàng rời đi của Hạ Tưởng, khiến trong lòng y thậm chí sinh ra ảo giác, tuy nhiên vẫn là ổn định tâm thần, nói. Ngô Công Tử có lẽ cũng không phải cố ý nhắm vào chúng ta, mà là muốn Hạ Tưởng không chịu nổi. Tôi mặc kệ y xuất phát từ ý muốn gì, ngăn cản xe của tôi là không được. Uông Thanh Thành chưa từng chịu nỗi nhục như vậy, tức giận nói. Thiên Nam, anh phải xem kỹ một lần nữa quan hệ của anh và nhà họ Ngô, có tên phá hoại Ngô Công Tử này, anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa. Uông Thanh Thành vì Diệp Thiên Nam được trọng dụng lần nữa, ở dưới ban tổ chức trung ương cũng tốn không ít sức lực, mối quan hệ cá nhân giữa ông và Diệp Thiên Nam cũng không tồi. Diệp Thiên Nam bình thường rất có chủ kiến, nhưng có lời nói của hai người có ảnh hưởng rất lớn đối với y, một là thủ tướng, người kia chính là Uông Thanh Thành. Lời nói Uông Thanh Thành trực tiếp đào một cái hào rộng trong quan hệ hợp tác giữa Diệp Thiên Nam cùng với Ngô Hiểu Dương khi đảm nhiệm ở lĩnh Nam. Lại nhìn sau khi Hạ Tưởng xuống xe, chen chúc đi tới quân đội, hai người trước mặt, theo thứ tự hướng Hạ Tưởng cúi chào, Hạ Tưởng lần lượt cùng hai người bắt tay, cũng không biết nói mấy câu gì, hai người lại cúi chào mà đi. Hai người mang đến gần trăm binh lính, trái phải hai bên, chỉnh tề mà đứng ở hai bên đường, vì đoàn xe ngăn ra một quãng đường lớn. Hiển nhiên, quân lính mới tới và quân lính gây rối không phải cùng chung phe. Trong lòng Uông Thanh Thành liền thoáng ra rất nhiều. Đồng chí Hạ Tưởng rốt cuộc so với Lâm Song Bồng càng có thủ đoạn, đối phó quân lính, vẫn là quân lính mạnh mẽ nhất. Thiên Nam, anh phải học hỏi tác phong quyết đoán nhanh gọn, dứt khoát của Hạ Tưởng, người làm việc lớn không quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt. Diệp Thiên Nam im lặng gật đầu, nghĩ thầm hay cho một Hạ Tưởng, mây mưa thất thường. Vừa nãy Uông Thanh Thành đối với hắn còn rất bất mãn, trong nháy mắt đã tán dương khen ngợi đối với hắn, thật sự là bại cũng Hạ Tưởng, thành cũng Hạ Tưởng. Lại suy ngẫm lại, nếu sự việc hôm nay là do một tay Hạ Tưởng sắp xếp, chẳng những khiến Lâm Song Bồng và Ngô Hiểu Dương bất hòa, lại khiến Uông Thanh Thành và y đối với Ngô Hiểu Dương mang hận trong lòng, đồng thời lại khiến y và Hạ Tưởng phải cùng chung một mối thù, kết cục hôm nay, chẳng những là khắp nơi đầy sát khí, lại nhất cử vô số tiện. Có thể dùng mà kít mít không chút kẻ hở để hình dung. Diệp Thiên Nam không dám khẳng định phỏng đoán của mình, vẫn là trong lòng bất an. Hôm nay là ngày đầu nhậm chức, nhân vật trong giới chính quyền ai cũng chú ý vận may, trước thì gặp phải đào hầm, sau lại đi đường vòng, rồi thì bị chặn đường đi lại, trong lòng y vô cùng không vui, đối với cha con nhà họ Ngô ngày càng căm giận. Sau khi Lâm Song Bồng xuất hiện, Diệp Thiên Nam liền biết Ngô Công Tử khẳng định sẽ biết bên trong xe là ai. Lại vẫn như cũ bày ra thái độ không chịu nhượng bộ, rõ ràng không để ý đến y. Nghĩ lại cũng phải, ban đầu y còn muốn ôm kẻ thù của kẻ thù làm bạn, cùng liên kết với Ngô Hiểu Dương, hiện tại đi sâu vào tưởng tượng, Phó trưởng Ban Uông nói cũng đúng, có Ngô Công Tử như là một thứ phế thải, hợp tác giữa y và Ngô Hiểu Dương, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hạ Tưởng trở tay lợi dụng. Là phải một lần nữa xem kỹ lập trường ở lĩnh Nam một chút. Diệp Thiên Nam hít sâu một hơi. Cho rằng Hạ Tưởng ra mặt, lại có quân đội bảo vệ, khẳng định đoàn xe có thể lưu hành an toàn, không ngờ đoàn xe mới lại lấy lại tốc độ, đột nhiên lại có biến cố xảy ra. Vốn Ngô Công Tử trong phút chốc thấy Hứa Quan Hoa và Mộc Phong mang binh lính xuất hiện, cũng đã quyết định dừng tay lại. Y cũng rõ không thể quá đắc tội với Lâm Song Bồng,
quân khu Dương Thành dù sao cũng ở trên đất Dương Thành, y cũng có nhiều buôn bán cần Lâm Song Bồng rộng lòng giúp đỡ, nếu thật sự hoàn toàn chọc giận Lâm Song Bồng, nếu Lâm Song Bồng làm khó y khắp trốn, thì y sẽ khó sống trên đất Dương Thành. Chủ yếu còn có một điểm, Hứa Quan Hoa và Mộc Phong xuất hiện rất đúng lúc, binh lính mang đến đều là binh lính chính quy của họ, chỉ nghe bọn họ hiệu lệnh, tức là nói, hiện tại về số người đã không chiếm thượng phong, không còn nắm chắc phần thắng, chỉ bằng thấy chuyển biến tốt thì thu tay vậy. Nhưng Hạ Tường vừa ra mặt, Ngô Công Tử nháy mắt lại thay đổi chủ định. Hạ Tường bước đi ung dung kiên quyết không dao động, mỗi một bước đi đều giống như dẫm vào lòng của y, khiến trong lòng ngực tích tụ lửa giận rất lâu của y không thể đè nén được nữa, thiêu đốt rừng rực, nhớ tới ở tỉnh ủy trước mặt mọi người bị Hạ Tường bạt tai sỉ nhục, nhớ tới nỗi thống khổ của xuất huyết bao tử ở Bắc Kinh là vì Hạ Tường. Từ đó đến nay trên mặt vẫn còn mơ hồ phát sốt, mình mẩy còn đau ngầm, ánh mắt y bỗng nhiên đỏ bừng. Gặp mặt kẻ thù, hết sức đỏ mắt, chính là hình dạng Ngô Công Tử giờ phút này. Vừa lúc Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa, Mộc Phong nói chuyện xong, đúng lúc cần phải đi, chỉ cách xa Ngô Công Tử vài mét, y lại đột nhiên phát tác như con trâu được cắm đầu xuống, phát điên xông thẳng tới Hạ Tưởng. Kỳ thật lần trước ở cửa nhà họ Phó, Ngô Công Tử và nha nội bàn kế hoạch vây đổ nhằm vào Hạ Tường, bên trong còn có một cảnh Ngô Công Tử trước mặt mọi người đánh Hạ Tường một bạt tai, cũng chính là khiến Hạ Tường mất hết sĩ diện. Tuy nhiên lúc ấy nhất thời đầu óc không nghĩ kỹ, bị Hạ Tường giữ lại, không dám ra tay. Hôm nay, chiếm giữ ưu thế thời cuộc, bên người lại có vô số binh lính, đánh Hạ Tường một bạt tai còn có thể ung dung thoát khỏi, thời cơ tốt không thể tụt mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tốc độ của Ngô Công Tử không nhanh, bình thường cũng làm nhiều chuyện xấu bắt gà trộm chó, đánh lén đối với y mà nói là sở trường, bởi vậy y vừa ra tay, trong chớp mắt liền vọt tới bên cạnh Hạ Tường. Lâm Song Bồng sợ đến ngây người. Mộc Phong tức giận rồi. Chỉ có Hứa Quan Hoa sau khi kinh ngạc, lại vẫn không nhúc nhích, cũng không ra tay thay Hạ Tường ngăn Ngô Công Tử, ngược lại khoanh tay đứng nhìn. Mắt thấy Ngô Công Tử sẽ bổ nhào lên người Hạ Tường. Hạ Tưởng dường như hoàn toàn không biết gì cả lại đột nhiên bước chân nhanh hơn, bỗng nhiên hướng về phía trước lướt qua còn kém nửa mét, Ngô Công Tử liền bổ nhào vào khoảng không. Ngô Công Tử cho rằng chắc thắng, thấy Hạ Tưởng không có phòng bị, liền dùng hết sức, thế sắp đắc thủ lại vồ hụt, y làm sao còn kịp rút lại bước chân, liền xông thẳng vào binh lính giữ gìn trật tự phía trước. Binh lính là lính của Hứa Quan Hoa, cực kỳ ăn ý né sang hai bên, không có một ai giơ tay đỡ Ngô Công Tử một phen. Kết quả Ngô Công Tử liền tiếp tục chạy vội về phía trước, vừa lúc đụng vào phía bên phải xe chuyên dụng mà Uông Thanh Thành và Diệp Thiên Nam đang ngồi. Xe chuyên dụng vừa mới tăng tốc, Ngô Công Tử vừa lúc đụng vào một bên đầu xe, đầu tiên là cơ thể bị ô tô quẹt phải, sau đó kính chiếu hậu đụng mạnh vào cánh tay trái của Ngô Công Tử, cũng không nghe tiếng của xương bị gãy, chỉ là nghe tiếng gào thét chu lớn không cam tâm còn cả đau đớn của Ngô Công Tử, Hạ Tường cũng tốt, Hứa Quan Hoa cũng tốt. Bao gồm cả Mộc Phong ở trong đó, đều lập tức kết luận, cánh tay của Ngô Công Tử bị gãy rồi. Thật sự là cú va chạm vô cùng khéo. Ngay cả Hạ Tưởng cũng âm thầm trầm trồ khen ngợi, thật đúng là đáng đời, nếu không phải là hành động nổi điên cuối cùng của Ngô Công Tử, vẫn sẽ chưa đạt tới hiệu quả lớn nhất và lợi ích lớn nhất. Va chạm này, Uông Thanh Thành làm tổn thương Ngô Công Tử. Va chạm này Diệp Thiên Nam đắc tội với Ngô Hiểu Dương. Va chạm này... vì tình hình ở lĩnh Nam mà chôn xuống phục bút. Nếu như là bình thường, cho dù Uông Thanh Thành là phó trưởng ban tổ chức trung ương, xe của mình đụng phải người, cũng nhất định phải xuống xe tự mình đỡ. Nhưng hôm nay, xe lại ngay cả một chút do dự cũng không có, liền nhanh chóng tăng tốc bỏ đi, chỉ còn lại Ngô Công Tử té trên mặt đất, không ngừng kêu la. Binh lính đi theo Ngô Công Tử đến đây mặc kệ tất cả, Ngô Công Tử là con cưng của tư lệnh Ngô, đụng phải Ngô Công Tử, bọn họ chịu không nổi. Liền hô hào một tiếng, mười mấy người cùng nhau vọt về phía này. Thực ra binh lính xông về phía trước là vì cứu Ngô Công Tử hay là vì chặn lại chiếc xe chuyên dụng, đã không còn quan trọng là, Hứa Quan Hoa cũng tốt, Lâm Song Bồng cũng tốt, cần phải xem binh lính tấn công trở thành sự kiện tập kích. Vì thế, Lâm Song Bồng và Hứa Quan Hoa đồng thời hạ lệnh. Bảo vệ an toàn lãnh đạo. Đại quân của Hứa Quan Hoa và cảnh sát Lâm Song Bồng dẫn theo cùng nhau động thủ. Không chút khách khí và hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn, hơn 10 tên lính xông đến khống chế được 4-5 tên, rồi vây mấy người còn lại ở bên trong, thậm chí rút vũ khí ra, nòng súng tối om nhắm ngay vào vài tên lính không biết thân biết phận.
mà Mộc Phong lại tự mình ra tay, động tác nhanh nhẹn đã đánh ngã ba tên lính. Lúc động thủ, vẻ mặt anh ta đầy sát khí, khiến vài tên còn lại có ý đồ phản kháng đều khiếp sợ, không dám có hành động gì nữa. Sau khi đoàn xe hoàn toàn đi qua, Lâm Song Bồng vung tay lên, cảnh sát mới nhảy sang một bên. Theo sau Hứa Quan Hoa khẽ gật đầu, thuộc hạ của anh ta cũng tránh đường, vài tên lính mới chạy tới nâng Ngô Công Tử đang lăn mình trên mặt đất dậy, bối rối đưa y đến bệnh viện. Ngô Công Tử vừa đi, binh lính cũng tự giải tán, hiện trường chỉ còn lại có Lâm Song Bồng, Hứa Quan Hoa và Mộc Phong Hạ Tưởng không biết đã theo đoàn xe rời đi khi nào, không dừng lại thêm khắc nào. Lâm Song Bồng và Hứa Quan Hoa, Mộc Phong bắt tay, cảm ơn bọn họ đã kịp ra tay giải vây. Hứa Quan Hoa và Mộc Phong nói vài câu khách sáo, cũng tiễn bước Lâm Song Bồng. Đợi sau khi hiện trường khôi phục yên tĩnh, Hứa Quan Hoa mới im lặng nhìn thoáng qua hướng xa xa với vẻ mặt đầy thâm ý, nói với Mộc Phong. Vừa rồi anh thi thố tài năng, đúng lúc để Tư lệnh Ngô nhìn thấy. Xem như anh mở mày mở mặt, Tư lệnh Ngô chắc tức giận đến nổi ngủ không yên. Mộc Phong kinh ngạc. Tư lệnh Ngô ở đâu? Sao mà tôi không phát hiện ra y? Hứa Quan Hoa cười thầm, đừng nói là Mộc Phong không phát hiện Ngô Hiểu Dương đang ẩn náu không lộ diện, đến Lâm Song Bồng cũng không phát hiện, không cần nghĩ, Uông Thanh Thành và Diệp Thiên Nam ngồi ở bên trong xe cũng sẽ không biết. Vừa rồi cảnh tượng cuối cùng Ngô Công Tử gặp phải, Ngô Hiểu Dương trốn trong một chiếc xe ở đằng xa kia, vừa vặn nhìn thấy hết. Kỳ thật ngay từ đầu Hứa Quan Hoa cũng không có chú ý tới dị thường, là Hạ Tưởng trước khi rời đi âm thầm nhắc nhở anh ta mới phát hiện, âm thầm quan sát, thật đúng là như thế, chả trách anh ta không thể không khâm phục, Hạ Tưởng quan sát tỉ mỉ còn hơn cả anh ta một quân nhân chuyên nghiệp. Đúng vậy, ở xa xa trong một chiếc ô tô cực kỳ bình thường. Ngô Hiểu Dương và Tống Cương ngồi trong xe, Ngô Hiểu Dương vừa mới kéo ống nhòm xuống liền tức giận đến cả người phát run, trơ mắt nhìn đứa con bị đụng ngã lại không thể ra mặt cứu giúp, y bình sinh chưa hề nghẹn khuất như thế. Rất đau lòng vì Ngô Công Tử, Ngô Hiểu Dương cũng vì hành động liên thủ của Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa, Mộc Phong mà âm thầm khâm phục, Hạ Tưởng không những hung hăng đá y một cước, khiến Lâm Song Bồng có thù hận đối với y, cũng hoàn toàn đóng lại cánh cửa liên kết giữa Diệp Thiên Nam với y. Lần trước Ngô Hiểu Dương và Quý Như Lan hợp lại, cho Mộc Phong một đao. Sau đó tuy rằng Mộc Phong bị Hứa Quan Hoa đưa đi từ cục công an thành phố một chút không thương tích, nhưng người đã mất rồi, khiến danh tiếng, hình tượng của Mộc Phong ngày càng giảm đi. Ngô Hiểu Dương cũng rất là phấn chấn, thậm chí còn khen bắt đầu thuận lợi. Dù sao trong số lần đối kháng của y và Hạ Tưởng, chưa từng có một lần thắng lợi mang tính quyết định, băng video Mộc Phong chật vật bị cảnh sát giao thông đưa đi, khiến y thoải mái cười to. Kỳ thật Ngô Hiểu Dương không có ý thức được chỗ đáng buồn của chính mình, với cấp bậc của y, là sự tồn tại bao nhiêu người cần ngưỡng mộ. Muốn làm gì đó với ai, chỉ cần một câu nói sẽ khiến đối phương sống không bằng chết, không ngờ hiện tại đã nghèo túng tới bước thực tại không làm gì được Hạ Tưởng mà chỉ có thể lao vào những người bên cạnh hắn. Hơn nữa còn là kế hoạch hãm hại, thật sự là thủ đoạn thấp kém. Ngô Hiểu Dương càng vui vẻ hơn chính là, Lý Dật Phong vừa được Hạ Tưởng đề bạt lấy cũng xảy ra vấn đề. Tuy rằng Mộc Phong và Lý Dật Phong xuất hiện đều là vấn đề nhỏ, nhưng là con cóc rơi xuống chân, không cắn cũng có thể khiến người ta ghê tởm. Hai trợ lực lớn đắc lực nhất của Hạ Tưởng ở lĩnh Nam đồng thời gặp chuyện không may, quả thật là chuyện tốt làm cho người ta thoải mái tâm tình. Ngô Hiểu Dương cũng biết sự phản kích của Hạ Tưởng sẽ rất nhanh, nhưng không ngờ sau mấy ngày đã bắt được Phó Chủ tịch huyện đã tặng lễ cho Lý Dật Phong, thậm chí còn vung đao lớn. Ngay cả Lăng Chấn Hà lực lượng hậu bị của nhà họ Quý mà Trần Hạo Thiên đều băn khoăn ba phần cũng đáp lời ngã ngựa. Thực tại khiến Ngô Hiểu Dương khá là giật mình, Hạ Tưởng thực sự dám khiêu chiến với quyền uy nhà họ Quý. Tuy nhiên lại nghĩ, Ngô Hiểu Dương rất chờ mong Hạ Tưởng ra tay mạnh với nhà họ Quý, y sẽ ngư ông đắc lợi, không ngờ sau sự việc nhà họ Quý cũng không trả đòn, ngược lại còn trầm mặc, dường như ngầm thừa nhận sự ngã ngựa của Lăng Chấn Hà, hoặc là đã bị Hạ Tưởng đánh cho sợ rồi. Tiếp sau đó tin tức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Minh Giang nghỉ bệnh dài hạn được truyền ra, Ngô Hiểu Dương càng hít phải một hơi khí lạnh. Hạ Tưởng chẳng những thủ đoạn dày đặc hơn nữa còn rất cay độc, từng chiêu đánh lên điểm yếu của nhà họ Quý chịu để yên mới lạ. Y lại một lần nữa chờ mong nhà họ Quý có thể vung tay lớn đánh vùi dập Hạ Tưởng. Kết quả lại khiến y thất vọng, nhà họ Quý vẫn như cũ trầm mặc không nói. Nếu Ngô Hiểu Dương không hiểu dụng ý của nhà họ Quý, là thông qua Trương Lực muốn đối thoại với Quý Như Lan.
Kết quả tin tức Trương Lực đáp lại chính là, Quý Như Lan cuối cùng thân thể không khỏe, khi cần, sẽ liên hệ sau với y. Khiến cho Ngô Hiểu Dương rất không vui. Quý Như Lan không coi y là bạn hợp tác, chỉ coi y là vai phụ làm trợ thủ vẫy tay thì tới xua tay thì đi. Trong cú trả đòn liên tiếp của Hạ Tưởng, sau khi Quý Như Lan trở nên mặt lạnh với y, tâm tình của Ngô Hiểu Dương không còn thoải mái như thế nữa. Hơn nữa y còn nghe nói Phụ Huyên còn đang ở quân ủy đi thiết khách mấy vị cấp cao gật đầu, muốn bắt y liền giận đến mức nhức răng. Chỉ có điều Phụ Huyên cấp bậc quá cao, lại là đời sau của người lãnh đạo khai quốc, y không làm gì được, chỉ có thể chịu đựng. Cũng may trong quân ủy có người đỡ y, tạm thời vô lo. Nhức răng không phải phát bệnh là thực sự mất mạng, duy nhất khiến Ngô Hiểu Dương cảm thấy vui mừng chính là, sự kiện Lý Dật Phong Hạ Tưởng có thể vãn hồi ảnh hưởng, sự kiện Mộc Phong Hạ Tưởng chỉ có thể nhịn, không có cách nào để gỡ hòa một ván, càng khiến y sung mãn chờ mong đó là việc Diệp Thiên Nam đến nhậm chức. Diệp Thiên Nam là đối thủ cũ của Hạ Tưởng lại là cao thủ chính trị rất có trí tuệ chính trị. Lần này gác đến lĩnh Nam, nhất định có thể nhẹ nhàng mà bẻ chân sau của Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng cầm đá ném vào chân của mình. Tuyệt đối thật không ngờ, tràn chứa chờ mong Diệp Thiên Nam hôm nay trong phạm vi tầm nhìn của y, đã xảy ra xung đột không coi là kịch liệt với con trai của y. Nếu như không tính cú va chạm cuối cùng này, Ngô Hiểu Dương thậm chí cho rằng y và Diệp Thiên Nam còn có khả năng bắt tay giảng hòa, y và Uông Thanh Thành cũng có cơ hội hóa giải hiềm khích trước kia, nhưng cuối cùng cú va chạm đã làm tan giấc mộng của y. Nhất là khi nhìn thấy xe chuyên dụng của Uông Thanh Thành và Diệp Thiên Nam sau khi đụng phải người, dừng cũng không dừng vẫn nghênh ngang mà đi, y liền biết, Uông Thanh Thành và Diệp Thiên Nam rất rõ người bị đụng đó là ai. Không dừng xe chính là bày rõ thái độ vạch rõ giới hạn với y. Ngô Hiểu Dương vừa đau lòng con trai bị thương, vừa căm hận kỹ xảo của Hạ Tưởng. Thậm chí đối với sự lạnh lùng của Uông Thanh Thành và Diệp Thiên Nam, cũng rất có ý kiến nhưng lại không cho rằng Ngô Công Tử có lỗi. Bởi vì sự việc hôm nay, vốn là đội ngũ thi công có lỗi trước. Ngô Hiểu Dương nhìn đống lộn xộn khắp nơi, chăm chú nhìn khuôn mặt hăng hái của Mộc Phong, mới ý thức ra Mộc Phong mượn chuyện hôm nay để hãnh diện, chẳng khác nào là hòa một ván. Y nghĩ thông tình tiết này, răng càng đau hơn, mồ hôi lạnh đều toát ra. Hôm nay Hạ Tưởng mượn vụ việc đào hố cũng không phải là cái hố quá lớn gì, đã chôn sống y, vùi con trai y, ly gián Diệp Thiên Nam. Còn bày ra cho Lâm Song Bồng một đường, lại khiến Hứa Quan Hoa và Mộc Phong ra đầu ngọn gió. Thật đúng là tính không lộ chút sơ hở, có thủ báo thù, chỗ xấu của kẻ địch, chỗ tốt giữ cho mình, bản tính rất khôn khéo. Gần như có thể khẳng định chính là, Ngô Công Tử rất không may mà bị thương. Ngô Hiểu Dương đánh một đấm xuống ghế. Hạ Tưởng, người thật là khá. Tống Cương sẽ không cân nhắc tính kế như thế nào với Hạ Tưởng như Thi Khải Thuật. Y chỉ biết đơn giản rõ ràng mà giải quyết vấn đề, lạnh lùng nói. Tư lệnh, Hạ Tưởng đã hại chết không ít anh em ở tỉnh Tương, quân khu có không ít anh em đang chờ dành mấy mạng chó của y để báo thù cho anh em chết oan của quân khu tỉnh Tương. Tôi ra mặt thu dọn Hạ Tưởng, nếu sự việc bại lộ, mình tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm. Không vội. Ngô Hiểu Dương chậm rãi lắc lắc đầu. Hạ Tưởng bây giờ là nhân vật trung tâm của thế lực gia tộc, không dễ dàng đụng vào. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể cá chết lưới rách. Y trên có sự chiếu ứng của Trần Hạo Thiên, bản thân lại là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, nghe nói lại giành được sự tín nhiệm của tổng bí thư, một khi động đến y, sẽ tác động đến ánh mắt của quá nhiều người. Ngô Hiểu Dương không phải không muốn diệt Hạ Tưởng, chỉ là vầng sáng trên đầu hắn quá chói mắt, không dám tùy tiện ra tay mà thôi. Tôi không chờ được, tư lệnh, Hạ Tưởng rất càn rỡ. Tôi hiện tại rất mong bắn chết hắn, cùng lắm thì thay hắn đền mạng, một mạng đổi một mạng, tôi cũng không thua lỗ. Tống Cương ánh mắt lộ ra sự hung hãn. Ngô Hiểu Dương gật đầu khen ngợi. Cậu có lòng là được rồi, về sau chuyện này không được nhắc lại nữa. Tôi không muốn có ngày như thế, chỉ cần Hạ Tưởng không khinh người quá đáng, thì tất cả dựa theo quy củ, tuy nhiên ngộ nhớ có một ngày như vậy. Tống Cương, cậu thật sẽ có đất dụng võ đấy. Tôi chờ lệnh bất cứ lúc nào. Tống Cương nói chắc như đinh đóng cột. Tỉnh ủy. Khi mấy chiếc xe bị méo mó chạy vào trong trụ sở tỉnh ủy, các lãnh đạo tỉnh ủy ra nghênh đón đều hết sức giật mình kinh hãi. Hạ Tưởng vừa xuống xe liền tự phê bình với Trần Hạo Thiên và Mễ Hòa Kỳ, thành khẩn nhận lỗi với sự kiện đột phát ngày hôm nay, biểu thị nguyện ý tiếp nhận mọi xử phạt và phê bình của tỉnh ủy. Đồng thời cũng làm nhẹ đi trách nhiệm của Lâm Song Bồng,
bày tỏ bản thân nhận toàn bộ trách nhiệm. Sự thành khẩn của Hạ Tưởng lại khiến Uông Thanh Thành ngượng ngùng, ra mặt lần nữa thay Hạ Tưởng che giấu. Diệp Thiên Nam không tiện nhiều lời, cấp bậc của gã không đủ, không dám xen mồm. Trần Hạo Thiên sớm đã nghe nói về bất ngờ hôm nay, liền làm bộ không nặng không nhẹ phê bình Hạ Tưởng mấy câu, nhưng lại trọng điểm nói bóng gió Lâm Song Bồng một hồi, sau đó lại đích thân tạ lỗi với Uông Thanh Thành. Đường đường ủy viên Bộ Chính trị tỏ ý xin lỗi với ông ta, khiến Uông Thanh Thành rất cảm thấy dễ chịu, vội cung kính mà khách khí vài câu. Nói ra kỳ thật Trần Hạo Thiên chót vót trên cao, ngay cả việc ra mặt tiếp đón cũng không cần, có thể ở trong sân nghênh đón một chút, đã là nể mặt ông ta lắm rồi. Mễ Kỳ Hỏa cũng chiếu lệ bày tỏ mấy câu, sau đó trước tiên tổ chức hội nghị thường vụ, do Uông Thanh Thành tuyên bố quyết định bổ nhiệm của Trung ương. Trần Hạo Thiên, Mễ Kỳ Hỏa và Hạ Tưởng lần lượt thay nhau bày tỏ thái độ, tỏ vẻ hoan nghênh và ủng hộ với quyết định của Trung ương. Nghi thức tiếp sau đó liền chiếu theo trình tự cố hữu đi qua sân khấu cần có, nhiệt liệt mà long trọng, đơn giản mà nghiêm trang. Diệp Thiên Nam lúc này chính thức bước vào tỉnh ủy Lĩnh Nam, trở thành một thành viên của tỉnh ủy Lĩnh Nam. Diệp Thiên Nam đến, không chỉ bởi vì lập trường của bản thân gã mà mang đến những biến hóa tinh tế cho thế cục Lĩnh Nam, cũng bởi vì trải qua trên đường nhậm những tia sáng dị thường lộ ra của gã, cũng bởi vì cục diện của Lĩnh Nam mở ra một trang hoàn toàn mới. Buổi tối, tỉnh ủy cử hành tiệc đón khách xa đến, Trần Hạo Thiên không lộ diện, Mễ Kỳ Hỏa đích thân đến, tiệc rượu cử hành tương đối thành công. Diệp Thiên Nam trở thành đối tượng mọi người tranh nhau chúc rượu, mà gã lại một lần nữa bày ra bản lĩnh mạnh vì gạo bạo vì tiền, nói nói cười cười với từng người, hồn nhiên mà quên đi cảnh tượng không vui hôm nay. Trong các ủy viên thường vụ có liên quan, Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải là nhiệt tình nhất, nhiều lần kính rượu Diệp Thiên Nam, ý lôi kéo tuy không rõ ràng, nhưng cũng khiến cho mọi người để ý. Hạ Tưởng thờ ơ, chỉ nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng là người buồn bực nhất trong cuộc tụ hội hôm nay. Sự tình hôm nay, cuối cùng là trùng hợp hay là do con người tạo ra cũng không trọng yếu, mà quan trọng là y và Ngô Hiểu Dương xem như quyết liệt triệt để, cho dù là chủ động hay là bị động, tóm lại, y và Ngô Hiểu Dương đã không còn khả năng bắt tay giảng hòa. Mấu chốt là sau sự tình hôm nay di chứng rất nghiêm trọng, Uông Thanh Thành nhất định sẽ có ấn tượng cực kém với y. Liên quan đến sự khảo hạch về sau của ban tổ chức trung ương đối với y có lẽ không có cách nào để bình chọn ưu tú nữa. Còn một điểm, sự ngoài ý muốn ngày hôm nay y cần phải làm kiểm điểm với tỉnh ủy. Nhìn như một việc ngoài ý muốn không có bất kỳ nguyên nhân nào, nhưng sự thái dẫn phát và ảnh hưởng sâu xa là không thể đánh giá. Lâm Song Bồng trong lòng một trận bi ai, nếu sau lưng sự kiện thật sự là Hạ Tưởng gây nên, như vậy cũng tương đương với tạo với phiền toái cho Quý Như Lan. Y đã nuốt vào quả đắng. Quyết liệt với Ngô Hiểu Dương vẫn là chuyện nhỏ, làm kiểm điểm với tỉnh ủy mới là chuyện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến uy vọng của Y ở tỉnh ủy. Tương đương với sức ảnh hưởng của lực lượng cấp phó tỉnh duy nhất ở tỉnh ủy của nhà họ Quý, suy yếu đi nhiều. Lâm Song Bồng sống mũi cay xè, không biết nên đối xử với Hạ Tưởng như thế nào, càng không biết nên đối xử thế nào với Diệp Thiên Nam. Vốn cho rằng Diệp Thiên Nam đến sẽ thay Lĩnh Nam mang đến khí tượng bất lợi cho Hạ Tưởng, bây giờ xem ra, Diệp Thiên Nam dù không liên thủ với Hạ Tưởng, cũng không có khả năng tiến gần với Ngô Hiểu Dương. Thế cục Lĩnh Nam, rốt cuộc sẽ có biến động như thế nào khi Diệp Thiên Nam đến? Diệp Thiên Nam tuy là một lần nữa bắt đầu hoạt động lại, tuy chỉ là chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy, nhưng y thực sự là lực lượng trung kiên của phái bình dân, ai không biết. Nếu nói Hạ Tưởng đến nhậm chức đã kết thúc lịch sử Lĩnh Nam không có thế lực gia tộc nhúng tay, vậy thì Diệp Thiên Nam đến nhậm chức, đã kết thúc lịch sử Lĩnh Nam không có thế lực bình dân tham gia. Bỗng nhiên, Lâm Song Bồng lớ lên một ý tưởng, cuối cùng từ việc Diệp Thiên Nam đến nhậm chức, phát hiện điểm thiết nhập có thể giữ cân bằng Hạ Tưởng. Sau khi tiệc rượu chấm dứt, nhờ làn gió nhẹ nhẹ, tâm trạng buồn bực của Lâm Song Bồng cũng có phần tan biến. Trong chớp mắt ông nhấc điện thoại định gọi cho Quý Như Lan nhưng lại phát sinh một cảnh tượng khiến người ta vô cùng khó hiểu. Sau khi lần lượt bắt tay cáo từ Diệp Thiên Nam, lãnh đạo tỉnh chia nhau lên xe, có bốn người bắt tay Diệp Thiên Nam lâu nhất là Khang Hiếu, Ngưu Nguyên Hải, Thi Khải Thuận và Trì Bình Phàm. Nếu nói ba người trước cố ý đến gần Diệp Thiên Nam là nhắc lại lợi ích chính trị trước đây của bản thân thì Trì Bình Phàm cố ý tỏ ra thân mật với Diệp Thiên Nam còn có một ý vị vô cùng tế nhị. Trong tỉnh ủy Lĩnh Nam, Hạ Tưởng trẻ nhất, sau đó là Lâm Song Bồng, cuối cùng là Trì Bình Phàm. Trước khi Hạ Tưởng chưa tới nhậm chức,
Chỉ Bình Phàm là ứng cử viên sáng giá nhất của tỉnh ủy Lĩnh Nam. Cũng không phải vì tướng mạo đường bệ của y mà là vì y đa tài đa nghệ và vô cùng thận trọng. Lĩnh Nam là miền đất hứa của chính trị. Không những bí thư tỉnh ủy là lãnh đạo cấp cao, trong lãnh đạo tỉnh ủy cũng đã từng xuất hiện lãnh đạo quốc gia, mà theo phân tích kết cấu tỉnh ủy lúc này, khả năng xuất hiện lãnh đạo quốc gia sau này không thể nói là 100% cũng sấp xỉ con số đó. Chỉ Bình Phàm năm nay 54 tuổi làm cấp phó tỉnh đã 8 năm, tức là năm 46 tuổi ông ta đã là quan chức cấp cao, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn sau khi đảm nhận chức bí thư thành ủy Bằng Thành nhất định phù chính. Nếu tính đúng thời gian ông ta tại vị thì còn lâu hơn so với Hạ Tưởng. Như thế thì Chỉ Bình Phàm có khả năng vào bộ chính trị trước Hạ Tưởng một bước. Hơn nữa, lý lịch Chỉ Bình Phàm vô cùng sáng lạng với những thành tích xuất sắc và học vấn uyên thâm. Theo như Lâm Song Bồng thì Chỉ Bình Phàm hoàn toàn có hy vọng bước trong hàng ngũ lãnh đạo cấp quốc gia một ngày không xa. Nhưng những điều trên không đủ để khiến Lâm Song Bồng không thể lý giải việc Chỉ Bình Phàm cố ý thân mật với Diệp Thiên Nam, mà vì cho tới hẳn hôm nay Lâm Song Bồng cũng không rõ Chỉ Bình Phàm rốt cuộc là người phe nào. Lý lịch của Chỉ Bình Phàm rất đơn giản, đầu tiên là dạy học, tiếp đó là tham gia chính trị rồi từ từ thăng chức. Sau khi thăng chức cấp phó tỉnh ở tỉnh Giang được điều tới Lĩnh Nam đảm nhiệm chức bí thư thành ủy. Nhất là gần đây con đường lên chức vô cùng suôn sẻ, mỗi bước một bậc thềm khiến người ta không thể không nghi ngờ, rốt cuộc sau lưng ông ta ai đã ra sức trợ giúp. Nhưng với năng lực và mối quan hệ của Lâm Song Bồng lại chẳng có một chút manh mối gì về Chỉ Bình Phàm, Chỉ Bình Phàm đã không qua Trung ương đoàn cũng không phải là phe đối lập lại không phải đội ngũ của thế lực gia tộc. Nếu không phân chia theo xuất thân thì y thuộc phái bình dân sẽ thích hợp hơn, chẳng qua trong nhiều lần đề bạt Chỉ Bình Phàm tuyệt nhiên chưa hề có sự giúp đỡ của Thủ tướng. Quả là chuyện lạ. Một người không có ưu thế lớn có thể một bước lên mây, để trở thành bí thư thành ủy trước Bằng Thành trong tuyến đầu cải cách mở cửa, có thể thấy đã nhận được sự trọng dụng của Trung ương. Bởi vậy, Lâm Song Bồng vô cùng khó hiểu đối với sự hỗ trợ giữa Chỉ Bình Phàm và Diệp Thiên Nam, đã khiến ông ta âm thầm cảnh giác. Quan hệ của ông ta với Chỉ Bình Phàm quả thật không tồi nhưng cũng chẳng có lời nào để nói với nhau. Hơn nữa người trong chốn quan trường cũng không thể làm được, chỉ vô bất ngôn ngôn vô bất tận, được biết thì sẽ nói đã nói là nói hết Chỉ Bình Phàm chẳng lẽ lại gắn bó với phái bình dân. Nói rộng ra, Chỉ Bình Phàm trong bốn phe phái ở Lĩnh Nam thuộc về phe ngoài tỉnh nhưng phe ngoài tỉnh rất rộng, chỉ tất cả các thế lực khác trừ ba phái Lĩnh Nam. Thực ra phe ngoài tỉnh không đủ chặt chẽ. Giống như ba phe ở Lĩnh Nam so với cả nước và Lĩnh Nam cùng đẳng cấp, có ý đề cao Lĩnh Nam cũng là do thế lực chính trị quá tự khép kín, mới khiến cho những năm trở lại đây Trung ương khi bố trí những cán bộ cấp cao ở những thành thị quan trọng tại Lĩnh Nam chủ yếu nghiêng về phía quan chức ngoại tỉnh. Lại nhắc lại, phe ngoài tỉnh nếu phân nhỏ ra cũng chia thành đoàn hệ, thế lực gia tộc, phe phản đối và phái bình dân. Giữa các phe ngoại tỉnh cũng không phải là một tấm thép nên mới luôn luôn không trực diện chống lại ba phái Lĩnh Nam. Nhưng sau khi Hạ Tưởng đến nhậm chức, giữa các phe đoàn kết lại thành một khối mà trước nay chưa từng có trừ Chỉ Bình Phàm. Giờ đây nếu vì sự hiện diện của Diệp Thiên Nam mà khiến cho các phe ngoài tỉnh phân hóa thêm một bước cũng có thể xem như một diệu kế giữ cân bằng của Hạ Tưởng. Trong lòng Lâm Song Bồng lại càng kiên định ý nghĩ vừa rồi, không thể để Hạ Tưởng tiếp tục lớn mạnh ở Lĩnh Nam, nếu không thì nhất định sẽ là mối đe dọa tới địa vị của nhà họ Quý. Sau khi mọi người về, Lâm Song Bồng để ý thấy Diệp Thiên Nam cũng lên xe, trên mặt vẫn vương lại nụ cười đầy thỏa mãn. Tự nhủ Diệp Thiên Nam lần này tới Lĩnh Nam không chừng là đúng rồi. Có khi người làm chính trị leo cao không hẳn là nhờ có hậu phương vững chắc, mà là vì gặp thời. Sở dĩ Thủ tướng đồng ý với Diệp Thiên Nam bỏ cả vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Tề để tới Lĩnh Nam, cố nhiên có ý nhường một bước. Ai lại dám nói dụng ý sâu xa lại không phải là lùi một bước để tiến 10 bước. Lâm Song Bồng nhấc máy gọi cho Quý Như Lan. Như Lan, ông cụ gần đây có đề cập tới kế hoạch Dương Thành hay không? Việc nhà họ Quý dẫu cho Quý Như Lan quản lý nhưng nếu có việc ông ta hoàn toàn có thể trực tiếp gọi cho ông cụ. Tuy nhiên, vì muốn làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng với Quý Như Lan nên hỏi cô ta trước một tiếng là điều nên làm. Không. Quý Như Lan uể oải đáp. Có việc gì thì trực tiếp gọi cho ông cụ là được rồi, mắc mớ gì mà gọi cho tôi. Vẽ chuyện, Quý Như Lan gần đây cũng không biết là bị Hạ Tưởng trả đũa khiến xây sầm mặt mày, hay là bị ông cụ phê bình vài câu nên trong lòng có phần khó chịu. Dù sao cũng không hứng thú, Lâm Song Bồng khẽ thở dài, phụ nữ nhi vẫn mãi là phụ nữ, tâm trạng thất thường khó mà đoán trước được.
Lâm Song Bồng nhất quyết không khuyên Quý Như Lan, ông ta cũng không có nghĩa vụ dụ dỗ cô vui vẻ. Lúc sắp khúc máy, đột nhiên Quý Như Lan hỏi một câu. Phải rồi, Diệp Thiên Nam nhậm chức có thể mang tới phiền phức gì cho Hạ Tưởng hay không? Té ra Quý Như Lan vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, Lâm Song Bồng miễn cưỡng cười, nói. Có lẽ không, hôm nay đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng Diệp Thiên Nam và Ngô Hiểu Dương hợp tác, mà Mộc Phong cũng mượn việc này để nở mày nở mặt. Lâm Song Bồng kể lại vắn tắt chuyện xảy ra hôm nay kèm theo một chút châm chọc. Nói tới vẫn phải cảm ơn sự náo loạn của em, Ngô công tử đồng minh của em xem như hại tôi không ngóc đầu lên nổi ở tỉnh ủy. Quý Như Lan trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên cao giọng hỏi. Ngô công tử là cái thá gì, y không phải là đồng minh của tôi, đừng đánh đồng y với tôi. Sau khi phì phì mấy hơi, Quý Như Lan lại nói. Không cần biết Hạ Tưởng có sắp đặt hay không, vụ này cũng phải tình lên đầu hắn, hãy đợi đấy, tôi và hắn vẫn chưa xong, nhất định hắn phải bại dưới tay tôi. Tức chết mất. Còn anh, Lâm Song Bồng, đừng đem chuyện về đổ lên đầu tôi, đội thi công đại lộ Lam Thiên do anh phụ trách, đào hỏng đường ống cũng là do anh tự làm tự chịu, ai biểu anh ăn cho lắm vào. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc là Diệp Thiên Nam, Mai Hoa là nơi tập trung Hoa Kiều nhiều nhất. Chỉ cần anh đánh tiếng để Diệp Thiên Nam đến Mai Hoa một chuyến với danh nghĩa quan tâm tới công tác của Hoa Kiều. Lời của Quý Như Lan nói một hơi một hồi, Lâm Song Bồng không phản bác được câu gì. Nói cách khác, bụng dạ cô ta mặc dù hẹp hòi, mặc dù khó khống chế được tinh thần nhưng tầm mắt chính trị quả thật siêu phàm. Câu nói cuối cùng đã hé ra cho ông ta một điểm sáng đúng là không mưu mà hợp. Lâm Song Bồng có phần coi thường Quý Như Lan vì cô ta là hội tụ của tất cả các khiếm khuyết của phụ nữ thế gian nhưng cũng không thể không phục vì cô ta cũng có rất nhiều ưu điểm. Đắn đo một chút nhưng ông ta vẫn gọi về Mai Hoa. Trong khi Lâm Song Bồng gọi cuộc điện thoại quan trọng về Mai Hoa thì Hạ Tưởng cũng nhận được một cuộc điện thoại không kém phần quan trọng từ Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng đều đã dự đoán trước được mọi biểu hiện của Diệp Thiên Nam trong bữa tiệc. Diệp Thiên Nam là người tinh danh mà điều này thì ai ai cũng biết. Hơn nữa Diệp Thiên Nam vừa đến đã nhận được sự hoan nghênh của mọi người, hắn cũng sớm dự bị trước. Đối nhân xử thế của Diệp Thiên Nam cũng rất dễ đánh lừa người khác, dễ dàng lưu một ấn tượng tốt ngay từ đầu với người ta. Hơn nữa gần đây hắn được thăng chức quá nhanh ở tỉnh ủy làm cho Khang Hiếu đứng đầu thế lực địa phương Lĩnh Nam bất mãn, đã lôi kéo Diệp Thiên Nam khiến cho phe ngoài tỉnh không đồng lòng, đó là con đường tắt nhanh nhất vừa có thể hạn chế hắn lại có thể lợi dụng triệt để tình hình vốn có của hắn và Diệp Thiên Nam để đối phó hắn. Hạ Tưởng đã hăng hái lôi kéo Diệp Thiên Nam về Lĩnh Nam thì tất nhiên sớm đã có dự tính, không thì không thể kéo Diệp Thiên Nam đến bên mình. Đương nhiên, đối với việc tích cực chủ động của người khác, hắn cũng không thể khinh suất. Tống Chiêu Độ gọi tới thật đúng lúc bởi hành trình tới Lĩnh Nam của Diệp Thiên Nam có thêm biến số mới. Bộ máy tỉnh ủy Lĩnh Nam hôm nay xem như đầy đủ rồi. Sau khi Diệp Thiên Nam lên chức tình hình Lĩnh Nam sẽ tinh tế đây, Hạ Tưởng, anh có lòng tin không? Giọng Tống Chiêu Độ vẫn thái độ chậm rãi, nhưng trong lời nói có hàm chứa ý vị sâu xa. Biết rõ tính khí của Tống Chiêu Độ, trong lòng Hạ Tưởng đột nhiên nhảy dựng. Lòng tin ắt phải có chứ, tình hình Lĩnh Nam có Bí Thư Trần và Chủ tịch Mễ giúp sức nên cơ bản nằm gọn trong tay. Nhưng nếu phía Trung ương có biến thì khó mà nói. Tống Chiêu Độ tán thành. Anh nói đúng, đó chính là mấu chốt. Diệp Thiên Nam đến Lĩnh Nam không chỉ để đảm nhiệm mỗi chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc mà là vì một mục tiêu cao hơn. Mục tiêu cao hơn, Lĩnh Nam đã kín ghế hết rồi, Diệp Thiên Nam không thể nào bước vào được nữa. Không đúng, bây giờ thì không trống nhưng có một người vẫn nắm hai chức đó thôi. Phía Trung ương có người lên tiếng mình anh nắm hai chức vụ không hợp lẽ thường đề nghị anh từ chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Tống Chiêu Độ rốt cuộc đã chỉ rõ ra điểm đến. Quả nhiên là suy tính lâu dài, Hạ Tưởng phải thừa nhận hắn đúng là sơ sót điểm này. Chẳng trách phe bình dân phải lui một bước để cho Diệp Thiên Nam đến Lĩnh Nam. Hóa ra vẫn còn có phục bút sâu xa tới vậy. Không nói, Hạ Tưởng lại mỉm cười tự tin, có người đề nghị thì lo gì. Cho dù bị bức phải từ chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật vì có người muốn ưu ái Diệp Thiên Nam mà ông ta vừa mới được bổ nhiệm chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc thì ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới có thể bàn giao. Đừng nói hòa hoãn nửa năm, ba tháng thì đủ rồi, Hạ Tưởng nói trước mọi việc với Tống Chiêu Độ. Đồng chí Diệp Thiên Nam có mục tiêu rất cao, nhưng Lĩnh Nam cũng có ngọn núi cao hơn cần ông ta trèo lên. Ngày mai Diệp Thiên Nam sẽ phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng.
Hạ Tưởng rất ít nói suông cũng không đánh vào cái không chắc chắn. Như việc Diệp Thiên Nam tới lĩnh Nam chẳng hạn, có mưu tính cao thâm cũng sẽ chẳng thể ngờ tới, nhưng bữa tiệc mà hắn đã chuẩn bị đón tiếp Diệp Thiên Nam không những chỉ đầy đủ thức nóng và món nguội mà còn là bữa tiệc hội tụ đủ các món mãn Hán rực rỡ muôn màu. Nói chuyện xong với Tống Chiêu Độ định bụng ngủ một giấc thì điện thoại lại reo, vốn đã chẳng muốn bắt máy, hôm nay quả là mệt mỏi nhưng từ xa nhìn qua dãy số, đành vội bắt máy. Muộn thế này mà lãnh đạo còn gọi điện quan tâm, đã khiến lãnh đạo lo lắng. Hạ Tưởng buông một câu bông đùa. Hờ hờ, Diệp Thiên Nam lên trước mà tâm trạng cậu vẫn tốt thế, giống như cậu và ông ta là bằng hữu nhiều năm rồi ấy. Tiếng cười của Cổ Thu Thật xua tan đi cái màn đêm tĩnh mịch, đầu dây bên này Hạ Tưởng cũng cười đáp lại. Bí thư Cổ nói quá chuẩn, Thiên Nam là bằng hữu của tôi nhưng bằng hữu chưa chắc đã là bạn tốt. Hạ Tưởng cười đáp. Khi còn ở tỉnh Tương, ông ta có ưu thế là chủ nhà, giờ ở lĩnh Nam ưu thế chủ nhà là tôi, trước khác nay khác. Cổ Thu Thật nhận thấy sự tự tin đó thì rất yên tâm. Cậu có lòng tin vậy thì được nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu vẫn nên kết nối với Ngô Tài Dương một chút. Tin tức mà Cổ Thu Thật tiết lộ còn tỉ mỉ hơn cả Tống Chiêu Độ, một là đề nghị của cả phe phản đối và bình dân, mình Hạ Tưởng kiêm hai chức đã không hợp với lẽ thường trốn quan trường mà còn thâu tóm cả quyền lực. Đề nghị ban tổ chức trung ương đề cử người mới kế nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh lĩnh Nam, hai là quân ủy có người phản ánh với bộ chính trị rằng Hạ Tưởng qua lại mật thiết với người trong quân đội nên đề nghị ban tổ chức trung ương cần có biện pháp cảnh cáo hắn. Cuối cùng Cổ Thu Thật nhấn mạnh, trung ương có trưởng ban Ngô phối hợp với tôi, lại do tổng bí thư trấn thủ, một vài người chĩa mũi nhọn vào cậu sẽ không thể gây ra sóng gió lớn, nhưng cậu cũng cần chú ý tới hình tượng của mình một chút đừng để họ bắt thóp. Theo tôi suy đoán, chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh của cậu sớm muộn gì sẽ phải nhượng lại, nếu ủy ban tổ chức trung ương kéo dài một chút sẽ có khoảng hơn nửa năm hòa hoãn. Nửa năm, tôi nghĩ với cậu mà nói, hẳn là quá đủ rồi. Thật ra Cổ Thu Thật khá xem trọng hắn, Hạ Tưởng như mở cờ trong bụng, Tống Chiêu Độ và Cổ Thu Thật lần lượt gọi điện tới đã thể hiện rõ sự trân trọng của hai người dành cho hắn. Trong triều có người dễ làm quan, quả thật không giả. Hạ Tưởng khấp khởi mừng thầm có thể ngủ một giấc ngon lành nhưng vừa đặt mình xuống, điện thoại lại reo, quả thật Hạ Tưởng chẳng biết nói sao, điện thoại của hắn hôm nay sao lại thành ra đường dây nóng thế này. Nhưng không thể không bắt máy vì đó là cuộc gọi của Tống Nhất Phàm. Vừa mới bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên tiếng sụt sùi của Tống Nhất Phàm. Anh Hạ, anh có sao không? Mau nói đi, em lo quá. Hạ Tưởng như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, hỏi một cách khó hiểu. Anh vẫn ổn, tất nhiên không sao rồi, Tiểu Phàm, em sao thế? Khóc gì, chỉ có đứa trẻ bị bố mẹ nhốt mới sụt sùi thôi. Nhưng, hức hức, em mơ thấy anh rơi xuống cái hố rất sâu mà toàn nước là nước sao mà anh leo lên được. Em muốn nhảy xuống cứu anh nhưng không thể nào nhảy xuống được, làm em sợ quá. Tống Nhất Phàm nghẹn ngào hiển nhiên rất sợ hãi. Anh nói xem anh đã lớn thế rồi, còn là phó bí thư tỉnh ủy, đi đào hố đào hầm chi. Rơi xuống hố sâu như thế sẽ mất mạng đó, anh bảo ai không lo cho nổi, em không quan tâm anh. Hạ Tưởng dở cười dở khóc, hắn đang yên lành sao mà lại rơi được xuống hố. Là người khác rơi xuống hố được không, chấp nhận tai bay vạ gió không nói, vẫn còn rơi vào sự oán giận, chỉ vì giấc chiêm bao của Tống Nhất Phàm, phụ nữ sao mà khó hiểu tới thế. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, lại không thể la Tống Nhất Phàm vài câu, hắn luôn cưng chiều cô. Đành phải khuyên giải Tống Nhất Phàm vài câu. Rằng hắn ăn ngon ngủ yên, trước giờ chỉ có người ta nhảy hố chứ hắn thì ngay cả miệng hố còn không bén mảng tới thì đừng nói rơi xuống hố. Rằng lát nữa hắn cũng có ác mộng, sẽ thấy Tống Nhất Phàm trong con kênh ven đường. Cuối cùng cũng chọc cho cô cười thì Hạ Tưởng cũng mỏi dã cả miệng. Nhưng, trước khi ngủ Hạ Tưởng vẫn cảnh tỉnh chính mình nhất định phải đề cao cảnh giác, thường thì miệng hố khó đi, khó tránh trượt chân. Ngày thứ hai. Mặt trời lên cao, nắng đẹp. Sau khi đi làm, Đường Thiên Vân nói sơ qua lịch làm việc trong ngày trước, sau đó Lâm Khang Tân tới báo cáo công việc. So với trước, thái độ của Lâm Khang Tân vẫn cung kính như thường mà lại còn pha mấy câu thân thiết, sau khi báo cáo công tác xong, cẩn thận nói một câu. Bí thư Lâm vừa sáng đã tới tỉnh ủy giờ đang ở văn phòng xếp Diệp. Hạ Tưởng như không nghe thấy, vào thẳng trọng tâm chính. Khang Tân, việc hôm qua. Sắp xếp lộ trình anh cũng có trách nhiệm nhất định, về viết một bản kiểm điểm nộp cho tôi.
Lâm Khang Tân vui mừng ra mặt. Bí thư Hạ, tôi đã viết xong cả rồi. Bước lên trước một bước, đưa ra bản kiểm điểm, nói tiếp. Tôi chấp hành mọi hình thức kỷ luật của tỉnh ủy và phó bí thư Hạ. Lâm Khang Tân không thực sự có tấm lòng bao la để tiếp thu phê bình, mà là ông ta biết, việc ông ta thay phó bí thư Hạ giải quyết đã chiếm được cảm tình của cấp trên. Phê bình của lãnh đạo cũng như là sự quý trọng, mà bản kiểm điểm nộp cho phó bí thư Hạ, thì việc đó chỉ tới bí thư Hạ là xong, sẽ không lên tỉnh ủy thảo luận, cũng có nghĩa là phó bí thư Hạ sẽ giúp ông ta ém nhẹm việc đó đi. Cũng cho thấy mối quan hệ giữa ông ta và Hạ Tưởng xích lại thêm chút nữa. Sau khi Lâm Khang Tân đi rồi, Hạ Tưởng miên man suy nghĩ, không hiểu Lâm Song Bồng và Diệp Thiên Nam có mục đích gì, đắn đo một hồi liền đứng dậy tới văn phòng Trần Hạo Thiên. Lãnh đạo tỉnh ủy Lĩnh Nam có một vị bí thư tỉnh ủy là ủy viên Bộ Chính trị là việc tốt mà cũng là việc xấu. Tốt là nếu như quan hệ tốt, sau này sẽ là bàn đạp vững chắc để tiến thân hơn nữa, chẳng may Trần Hạo Thiên nhập thường vụ thành công, thì trong triều lại có người càng dễ làm quan. Nhưng xấu ở chỗ nếu đắc tội với Trần Hạo Thiên thì sau này sẽ rắc rối to. Vẫn còn có một chút phiền phức là báo cáo công việc với Trần Hạo Thiên, độ khó cao hơn rất nhiều so với bí thư tỉnh ủy thông thường, dù sao dưới tới cấp sở, trên tới cấp phó tỉnh cơ hội có thể trực tiếp tiếp xúc với ủy viên Bộ Chính trị không nhiều, tỉnh ủy Lĩnh Nam lại có một người, ai ai chẳng muốn tranh lên trước tiếp cận Trần Hạo Thiên một lần để lấy làm vinh dự. Nếu chẳng may để lại ấn tượng tốt không chừng một câu nói của Trần Hạo Thiên là có thể lên mây xanh rồi. Hạ Tưởng muốn gặp Trần Hạo Thiên không nhất định phải xếp hàng chờ. Trên thực tế, tỉnh ủy Lĩnh Nam ngoài Mễ Kỷ Hỏa, thường vụ khác muốn gặp Trần Hạo Thiên thường thì đều phải hẹn trước. Thái độ của Hạ Sinh Nam với Hạ Tưởng vẫn hờ hững, thản nhiên nói. Phó bí thư Hạ đến đấy à, vào đi. Trần Hạo Thiên có dặn, Hạ Tưởng có đến thì cứ việc vào. Hạ Tưởng quá quen với sự hờ hững của Hạ Sinh Nam, bình thường hắn cũng chỉ khẽ gật đầu chào Hạ Sinh Nam mà không nói một lời nào, bỗng nhiên hôm nay lại có ý muốn, liền dừng bước. Sinh Nam, đối nhân xử thế và năng lực của Trương Lực theo anh thì sao? Hạ Sinh Nam ngớ người nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt nghi hoặc, nói. Trương Lực có năng lực công tác, lại thông minh, IQ chỉ số cảm xúc không cao, tinh thần dễ dao động. Việc nhỏ có thể giao phó nhưng việc lớn. Hạ Sinh Nam nói được nửa chừng thì không nói nữa vì anh ta đã nói quá đủ rồi. Hạ Tưởng mỉm cười, bước đi mà không nói gì cả. Sự sự của Hạ Sinh Nam giống với những gì hắn đoán trước, nói chuyện cứng nhắc mà trực tiếp cũng được, cái hắn cần nghe chính là đánh giá trực tiếp. Trần Hạo Thiên đã xử lý xong việc trong tầm tay, dáng vẻ nhàn nhã như chỉ chờ Hạ Tưởng đến vậy. Biết trước hôm nay anh sẽ tới. Trần Hạo Thiên đứng dậy cười hề hề, tự tay rót mời Hạ Tưởng một tách trà. Nào, nếm thử trà mới. Hạ Tưởng vội đưa hai tay đón lấy, nhấp một ngụm. Đổi khẩu vị sao? Anh không thể ngờ nổi đâu, vừa mới nhận được điện của Quý Như Lan, hỏi trà còn không, cô ấy nói vừa mới tự tay rán được một ít trà, muốn tặng tôi một bịch, tôi nói không cần, gần đây thích loại trà khác. Quý Như Lan lại động lòng sao? Tặng trà cũng không phải là bắn tên không đích, dạo này sự khiêm nhường của Quý Như Lan khiến Hạ Tưởng có phần không quen lắm, chủ yếu là nội ứng của hắn không ở cạnh Quý Như Lan, Quý Như Lan bình thường làm gì nói gì hắn hoàn toàn không hay biết. Khỏi nói, Nghiêm Tiểu thì vừa đi, mới khiến Hạ Tưởng nhận ra đánh vào nội bộ bên trong kẻ địch là trọng yếu thế nào. Nghiêm Tiểu thì cần điều chỉnh cấu hình buôn bán ở thành phố Yến. Cô ấy vội vàng rời khỏi Dương Thành bay luôn tới thành phố Yến. Từ đầu chí cuối, cô ấy chưa ở cạnh hắn một ngày nào, kể ra cũng thật đáng tiếc. Còn về hướng đi gần đây của Quý Như Lan, Hạ Tưởng có phần hứng thú nhưng lúc này phải xác định việc của Diệp Thiên Nam trước, cái khác gác lại sau. Hạ Tưởng cười nói. Đồng chí Thiên Nam đã đến là mang đến cho Lĩnh Nam một luồng khí mới làm mặt hồ gợn sóng, hề hề, chính xác là sức hấp dẫn của đồng chí Thiên Nam năm đó không hề giảm. Có ý tưởng gì? Trần Hạo Thiên cũng nhấp một ngụm trà. Hoa Kiều Lĩnh Nam cực nhiều, hành động đặc biệt cũng cần sự đồng tình và ủng hộ của họ. Ý tôi là, đồng chí Thiên Nam gia nhập tổ lãnh đạo hành động đặc biệt không những rất cần mà còn rất cấp bách. Hạ Tưởng đưa ra ý kiến. Trần Hạo Thiên hiểu được dụng ý của Hạ Tưởng, trầm ngâm. Tôi đồng ý, đợi lúc đồng chí Thiên Nam đến tôi thử nói qua với anh ta. Diệp Thiên Nam nhậm chức tất phải tới xin Trần Hạo Thiên chỉ thị mới có thể triển khai. Hạ Tưởng thấy tất cả đều thuận lợi, nói thêm vài câu với Trần Hạo Thiên rồi đứng dậy cáo từ. Bỗng nhiên, Trần Hạo Thiên gọi lại,
hỏi một câu không đầu không cuối. Trong nửa năm hòa hoãn có đủ hay không? Hạ Tưởng hiểu Trần Hạo Thiên muốn nói tới chuyện chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, bèn nói. Phần lớn là đủ. Trần Hạo Thiên yên tâm. Ban tổ chức trung ương có thể kéo dài 2-3 tháng, tổng bí thư hạn thêm 2-3 tháng hoặc cũng gần như thế. Xem ra, thực lực của đối phương không nhỏ, Hạ Tưởng cũng rõ chỉ có thể như thế, dù sao phần lớn điều kiện chính trị trong nước đều như thế, hắn không thể yêu cầu hơn được, đúng lúc phải đi, nghe thấy tiếng thông báo của Hạ Sinh Nam từ ngoài vọng vào. Bí thư Trần, trưởng ban Diệp tới. Nếu nói hố to hố nhỏ trên đường Diệp Thiên Nam nhận chức chỉ là một bữa tiệc nguội mà kéo được ông ta vào tổ lãnh đạo hành động đặc biệt mới là một bữa tiệc lớn. Là lựa chọn lớn nhất mà Diệp Thiên Nam gặp phải trong ngày đầu tiên nhậm chức. Không, phải nói là, ông ta không có quyền cự tuyệt. Như thế thì Diệp Thiên Nam sau khi gặp Lâm Song Bồng đã quyết định một việc hệ trọng như phải thể hiện rõ lập trường kiên định của ông ta trong ngày đầu tiên nhậm chức. Mặc dù chưa chắc là cố ý nhằm vào kế hoạch trở tay của Hạ Tưởng, cũng gián tiếp là một phản kích tuyệt diệu đối với sự xếp đặt của Hạ Tưởng. Có Diệp Thiên Nam ở lĩnh Nam tình hình đột nhiên khó mà phân biệt. Hạ Tưởng chưa đi mà ngồi lại. Diệp Thiên Nam thong thả bước vào, thấy Hạ Tưởng cũng ở đó, khẽ gật đầu chào, sau đó kính cẩn chào hỏi Trần Hạo Thiên và nói vài câu khách sáo. Trần Hạo Thiên cũng tự tay rót trà mời ông ta. Thiên Nam, lĩnh Nam cảnh đẹp lại đúng vào độ xuân, anh tới vào lúc này rất đúng dịp đó. Diệp Thiên Nam cầm tách trà trong tay, cảm ơn Trần Hạo Thiên. Được làm việc dưới quyền của Bí thư Trần, Chủ tịch tỉnh Mễ và Phó Bí thư Hạ đối với cá nhân tôi mà nói, là một trải nghiệm khó được. Hy vọng tôi có thể làm tốt công việc của mình ở lĩnh Nam, có chỗ nào thiếu sót rất mong Bí thư Trần và Phó Bí thư Hạ chỉ bảo. Không thể không nói, thái độ của Diệp Thiên Nam rất nghiêm chỉnh không có gì để nói. Cho dù là thái độ hay cách ăn nói đều đạt đến một mức độ nhất định khiến ngay cả người lão luyện trên quan trường cũng không thể bắt bẻ được gì. Thiên Nam, có việc anh nói trước đi. Sau khi nói xong, tôi còn có chuyện muốn thương lượng với anh. Trần Hạo Thiên ôn tồn bảo Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam hơi do dự, sau đó mới phân bua. Tôi muốn bàn một chút với Bí thư Trần và Phó Bí thư Hạ, Mai Hoa là quê hương Hoa Kiều. Lại có truyền thống văn hóa vẻ vang từ lâu đời nên tôi muốn đến Mai Hoa một chuyến xem như chuyến công tác đầu tiên đến lĩnh Nam. Câu này vừa thốt ra bầu không khí bỗng nhiên trở nên tế nhị hẳn. Sắc mặt Trần Hạo Thiên không đổi, liếc nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng đưa đôi tay về phía sau, chống ngực đập thình thịch nhưng trong nháy mắt đã đoán ra được dụng ý đích thực của Diệp Thiên Nam. Nếu không có Lâm Khang Tân khi nãy báo cho biết cuộc nói chuyện của Lâm Song Bồng và Diệp Thiên Nam thì có lẽ Hạ Tưởng thực sự đã cho rằng Diệp Thiên Nam muốn mượn hành trình đi Mai Hoa là trạm đầu tiên triển khai công tác đặc biệt nhưng... Giờ đây trong lòng hắn rất rõ Diệp Thiên Nam tới đó không phải để triển khai công việc mà là muốn mở rộng phạm vi. Dày công chuẩn bị salad và đại tiệc cho Diệp Thiên Nam không ngờ ông ta quả nhiên là không giống bình thường, sau khi ăn xong, không ngờ tiêu hóa không ít. Sau khi đoạn tuyệt con đường hợp tác với Ngô Hiểu Dương ngay tức khắc chọn điểm vào khác, hơn nữa cần phải nói là lựa rất khéo léo. Nói như vậy thì cuộc trò chuyện giữa Lâm Song Bồng và Diệp Thiên Nam nhất định là rất vui vẻ. Thoáng chút trầm tư nhưng Hạ Tưởng liền ý thức rất sâu sắc một khả năng khác, hành trình đến Mai Hoa của Diệp Thiên Nam ắt hẳn là đề nghị của Lâm Song Bồng, mà ông ta lại nắm ngay lấy cơ hội đó để bắt tay với Lâm Song Bồng. Lật lại lịch sử ghi chép. Thì nhà họ Quý trước nay chưa từng tiếp xúc mật thiết với phe ngoại tỉnh, càng không thể có chuyện đề nghị hợp tác thân thiết, thế nên Lâm Song Bồng đã lợi dụng mối qua bất hòa từ trước giữa Diệp Thiên Nam và hắn, cố gắng lôi kéo Diệp Thiên Nam, và để Diệp Thiên Nam phân hóa và làm tan rã cục diện trước mắt không dễ gì đoàn kết nhất trí của phe ngoại tỉnh. Cao Minh. Hạ Tưởng đã rõ đây là đòn phản kích của Lâm Song Bồng, còn Quý Như Lan có phối hợp phía sau hay không thì cũng không biết được, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Diệp Thiên Nam đã đề nghị nghiêm túc với tỉnh ủy thì hiển nhiên ông ta đã làm tốt công tác giai đoạn đầu, nói cách khác, là ông ta không chỉ có chung nhận thức với Lâm Song Bồng ở sau, Lâm Song Bồng đã nhận được sự đồng ý của nhân vật chủ chốt nhà họ Quý. Diệp Thiên Nam vừa đến lĩnh Nam, nhà họ Quý vốn không mấy cởi mở liền có chút thay đổi, chẳng lẽ phía sau còn có ẩn khuất gì đó chăng? Trần Hạo Thiên hơi trầm ngâm rồi vui vẻ đồng tình với đề nghị của Diệp Thiên Nam. Rất hay! Xuất phát điểm của đồng chí Diệp Thiên Nam rất sáng tạo, tính tích cực phục vụ công tác rất đáng biểu dương, tôi không có ý kiến gì. Hạ Tưởng, đồng chí thì thấy sao?
Hạ Tưởng biết rằng khi mà Trần Hạo Thiên đã đồng ý thì có nghĩa là người đó phải gặp gỡ riêng, có muốn ngăn thì cũng chẳng được, thôi thì thuận nước đẩy thuyền để xem nhà họ Quý khoản đãi Diệp Thiên Nam thế nào. Thế thì Hạ Tưởng có ý kiến gì được? Tôi ủng hộ chuyến công tác của đồng chí Thiên Nam. Cảm ơn Bí thư Trần, Phó Bí thư Hạ đã ủng hộ, tôi rất cảm động. Diệp Thiên Nam làm như là cảm động thật sự vậy. Trần Hạo Thiên xua xua tay. Đồng chí đừng khách sáo, việc chung cả mà với lại rất dân chủ, ha ha. Vừa dứt lời, giọng điệu cũng chuyển. Đồng chí Hạ Tưởng cho rằng hành động đặc biệt cần sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc nên đề nghị với tôi để anh gia nhập tổ lãnh đạo hành động đặc biệt, tôi thay mặt anh ta hỏi ý kiến anh. Diệp Thiên Nam gần như không chút do dự. Vừa đến lĩnh Nam mà có thể gia nhập hành động đặc biệt là sự tín nhiệm mà tỉnh ủy đã dành cho tôi sẽ tuân thủ mọi sắp xếp của tỉnh ủy. Diệp Thiên Nam về rồi nhưng Hạ Tưởng vẫn nán lại. Tình thế thay đổi thật chóng vánh, chẳng trách Quý Như Lan lại muốn tặng trà, hóa ra là để ném đá giỏ đường, đây mà. Trần Hạo Thiên nói lời thấm thía với Hạ Tưởng. Diệp Thiên Nam có thể đến lĩnh Nam là tôi đã đồng ý. Hạ Tưởng, sau khi Diệp Thiên Nam tới lĩnh Nam như thả hổ về rừng hay ngựa thả Nam Sơn, tất cả đều xem anh. Quả thật, tình thế biến đổi quá nhanh cũng vượt qua suy tính của Hạ Tưởng. Nhưng cũng có thể lý giải, tỉnh ủy lĩnh Nam là tiết tấu nhanh, tốc độ dưới thang máy của Dương Thành còn nhanh hơn cả thành phố Lỗ và thành phố Yến một tí, cuộc sống gấp gáp, chính trị cũng cần phải chiều theo tình thế. Trong tầm mắt của Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam là một người có trí tuệ chính trị nhất trong tất cả các đối thủ chính trị của hắn. Khi ở tỉnh Tương bị hắn sở dĩ đánh bại là vì không biết dạy con, nhưng giờ đây ở lĩnh Nam, mặc dù Diệp Thiên Nam đang chịu xử phạt, nhưng không có Diệp Địa Bắc liên lụy, lại càng gọn nhẹ, nhìn từ cách mà Diệp Thiên Nam triển khai công việc khi mới tới lĩnh Nam liền có thể kết luận. Diệp Thiên Nam không cam tâm để người khác đặt đâu ngồi đó ở lĩnh Nam mà là muốn trở thành một nhân vật điểm tựa mấu chốt. Điều có thể đoán trước là, giữa hắn và Diệp Thiên Nam sẽ có một cuộc đụng độ chính trị trí tuệ cao. Hạ Tưởng, cậu lo giải quyết triệt để những công việc quan trọng ở trong tỉnh, còn mưa gió bên ngoài đừng quan tâm nữa. Trần Hạo Thiên đột nhiên lại nói một câu không đầu không cuối, rồi trịnh trọng vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Cậu còn trẻ không cần phải lao đầu vào hiểm nguy, Thu Thật nói đúng, phải trân trọng cậu. Sau này có việc, tôi sẽ trực tiếp liên hệ với Chiêu Độ. Về tới văn phòng, lời của Trần Hạo Thiên vẫn văng vẳng bên tai, tự nhiên hắn hiểu ý của Trần Hạo Thiên. Là bảo hắn không cần phải tham gia cuộc tranh đấu vào thường vụ của Trần Hạo Thiên. Hành động này của Trần Hạo Thiên có ý trân trọng hắn cũng là vì thế cục lĩnh Nam bỗng chốc trở nên cực kỳ phức tạp, nhà họ Quý lại câu kết với Diệp Thiên Nam, lại cộng thêm Lâm Song Bồng trước đây luôn ở sau màn nay lại ra trước đài, một loạt các hành động cho thấy nhà họ Quý đang điều chỉnh sách lược. Nhà họ Quý đang điều chỉnh sách lược, Trần Hạo Thiên cũng tùy cơ ứng biến, đó là điều hiển nhiên. Hạ Tưởng cũng nhận sự xếp đặt của Trần Hạo Thiên, hơn nữa lần này gặp gỡ Hầu Khang Khứ ở nhà họ Phó, khiến cho hắn có chút ấn tượng mới về Hầu Khang Khứ, dù thực tế hiểu biết của hắn về Hầu Khang Khứ vẫn chỉ là xã giao mặt ngoài, nhưng hắn vẫn không tán thành thủ đoạn chính trị của Hầu Khang Khứ. Mặc dù Trần Hạo Thiên nói rõ là để hắn rời xa cuộc tranh đấu vào thường vụ, nhưng Hạ Tưởng rất rõ cười đến sau cùng vẫn sẽ là Trần Hạo Thiên. Vì Trần Hạo Thiên trẻ hơn Hầu Khang Khứ 5-6 tuổi. Vừa đúng một nhiệm kỳ, mà trong chính trường càng trẻ càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Nam khởi hành tới Mai Hoa. Vừa nhậm chức một ngày đã tới thăm Mai Hoa với danh nghĩa điều tra nghiên cứu, đã khiến cho tỉnh ủy có khá nhiều liên tưởng. Điều khiến không ít người ngạc nhiên chính là trưởng ban Diệp đúng là chuyên nghiệp, ngay cả cuối tuần cũng chẳng ngơi nghỉ. Hôm Diệp Thiên Nam khởi hành chính là cuối tuần. Đồng chí Diệp Thiên Nam đã nỗ lực hết mình. Đồng chí Hạ Tưởng được buổi nghỉ ngơi hiếm có. Ngủ nướng một giấc vào cuối tuần, sau khi hắn đến lĩnh Nam, chưa có được một lần ngủ đến 9 giờ, ngủ được đến chừng đó quả thật không tồi, chờ mình vẫn còn muốn ngủ thêm lúc nữa, nhất định phải ngủ một giấc no say, thì chuông điện thoại lại réo liên hồi. Người gọi cuộc điện thoại này không đúng lúc này, khẳng định là một người không thức thời. Hạ Tưởng đoán trúng phóc, đó là Quý Như Lan. Phó Bí Thư Hạ. Tiếng Quý Như Lan trong trẻo như ánh dương buổi sớm vừa dịu dàng quyến rũ lại véo von. Hôm nay hoa của Hoa Vô Khuyết nở rất đẹp, tôi muốn mời anh đến uống trà ngắm hoa, không biết quý ngài đây có hạ cố tới thăm. Không biết vì sao Hạ Tưởng vốn yêu thích tiếng phổ thông êm tai của con gái phương Nam,
nhưng lại nghe không lọt tai cái giọng, ẻo lả, của Quý Như Lan, luôn có hương vị mưu mô mời ông vào chồng. Để sau đi, tiểu thư Quý, hôm nay trời đẹp tôi muốn đi bộ một mình. Hạ Tường đáp lại với giọng nhạt hơn nước ốc. Đi mà, dù sao cũng chẳng có việc gì, chỉ bằng mình gặp nhau có lẽ còn có chút hứng thú để nói chuyện. Quý Như Lan tiếp tục trèo kéo. Nếu cô ta cứ thẳng thắn mời có lẽ Hạ Tường đã nhận lời, nhưng cô ta lại bày ra mình hấp dẫn, mà đáng tiếc là trong mắt Hạ Tường, cô ta chỉ là một phụ nữ chẳng có chút gì hấp dẫn. Lẽ ra không nên so sánh, mặc dù cô ta dịu dàng quyến rũ hơn Mai Hiểu Lâm, xinh đẹp không thua gì Nghiêm Tiểu Thì, nhưng cuối cùng cũng không được Hạ Tường coi như đàn bà. Điều đáng buồn nhất ở đàn bà là quá tự phụ để, rồi lại không được người đàn ông trong mộng tán thành. Chỉ là sau một câu nói của Quý Như Lan, đã làm Hạ Tưởng rung động trong nháy mắt, khiến hắn chạy đi thẳng tới ngôi biệt thự bên bờ hồ. Mặc dù cái tên của căn biệt thự bên hồ Hoa Vô Khuyết rất thích hợp mà lại có ý thơ, Hạ Tưởng lại vẫn quen gọi là ngôi biệt thự bên bờ hồ. Xe vừa dừng, Quý Như Lan đã khẩn khoản tiếp đón. Quý Như Lan khoác trên mình bộ đồ truyền thống của người Hẹ, trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt tựa tranh vẽ thoáng qua có nét hao hao giống Nghiêm Tiểu Thì. Hạ Tưởng cười thầm, chắc là cô ta cũng học được kha khá kỹ năng trang điểm của Nghiêm Tiểu Thì. Trang phục của người Hẹ đối với Hạ Tưởng vô cùng mới lạ, hắn ngắm đi ngắm lại, sự dịu dàng và khí chất của Quý Như Lan hoàn toàn hài hòa với bộ trang phục dân tộc, hơn nữa lại tôn lên nét thon thả quyến rũ của cô ta, quả thật có cảm giác xinh đẹp kinh người đập vào mặt. Quý Như Lan có làn da trắng ngọc ngà, eo thon nhỏ, ánh mắt cực kỳ quyến rũ, nhưng có lẽ nét đẹp ấy không thể bằng Nghiêm Tiểu Thì, nét thanh xuân không thể bằng Tống Nhất Phàm, đoan trang không thể so với Cổ Ngọc, nhưng với dáng người đồng đều và khuôn mặt không chỗ để chê, với làn da trắng hồng và căng mịn cùng với dáng eo thon thả hoàn mỹ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ miều. Xin mời, Phó Bí Thư Hạ. Quý Như Lan rất hài lòng khi thấy ánh mắt của Hạ Tưởng nhìn mình. Cô chìa tay lịch sự mời Hạ Tưởng vào trong. Hạ Tưởng bước vào trong, bỗng sửng sốt khi thấy cách bài trí trong phòng khách. Hôm nay Quý Như Lan lại muốn bày trận long môn gì, cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ thật, Hạ Tưởng đến gặp Quý Như Lan không phải để vì bình phẩm trà, cũng không phải vì để ngắm hoa, lại càng không phải vì cái ý tưởng kỳ quái với Quý Như Lan mà là vì một câu nói. Phó Bí Thư Hạ, ông cụ có lời muốn tôi chuyển tới anh. Nhân lúc Diệp Thiên Nam đến Mai Hoa, Hạ Tưởng rất CNA 62 biết rõ thái độ và lập trường của gia chủ nhà họ Quý gia, hắn thừa nhận Quý Như Lan đã nắm bắt chính xác tâm lý của hắn. Về phía Hạ Tưởng, hắn không muốn đối đầu với nhà họ Quý. Lĩnh Nam là bắt nguồn của nhà họ Quý, là nơi con cháu nhà họ Quý đời đời sinh sống, hắn chỉ là người ngoại lai, lẽ nào lại muốn đoạn diệt hạnh phúc và hy vọng của người khác. Chỉ cần nhà họ Quý không ngáng chân hắn. Chẳng sợ không chung sức phối hợp hành động đặc biệt, hắn cũng sẽ không khiêu chiến với quyền uy của nhà họ Quý. Xuất phát từ sự tôn trọng hậu duệ của công thần khai quốc, nên trong một số việc Hạ Tưởng đành phải một mắt nhắm một mắt mở. Huống chi nói đi phải nói lại, xuất phát điểm trong hành động đặc biệt của Trần Hạo Thiên, tuyệt nhiên là nghĩ cho đại cuộc Lĩnh Nam mà không nhằm vào nhà họ Quý cũng như bất cứ phe phái chính trị nào. Suy cho cùng vẫn là ý chí tranh đấu của Quý Như Lan mới khiến hắn không thể không chống trả, mà đã mấy lần đánh vào điểm yếu của cô ta. Không đánh không được, mặc dù là do mình cô ta gây nên, nhưng nhà họ Quý không ngăn Quý Như Lan lại, thì đã nói rõ vấn đề. Điều này cho thấy nhà họ Quý đang mượn tay Quý Như Lan để dò xét hắn. Nếu Quý Như Lan càn quấy mà bức lui được hắn, không những nhà họ Quý xem thường hắn, mà phái Khoát Đệ và phe Thủy Đầu cũng sẽ chẳng xem hắn ra gì. Sau này công việc ở tỉnh ủy rất khó triển khai, đừng nói hành động đặc biệt phải làm nên chiến tích, mà chỉ cần cấp dưới không lá mặt lá trái cố ý làm hỏng việc thôi đã là quá tốt rồi. Nếu như ở tỉnh Tề, hoặc là nhà họ Quý đổi thành phái Khoát Đệ và phe Thủy Đầu, thì hắn sẽ trả đòn kịch liệt hơn. Hạ Tưởng tự nhận mình còn nương tay, mà cũng chẳng biết nhà họ Quý có cảm kích hay không, nên Quý Như Lan mượn danh nghĩa Quý Trường Hạnh mời hắn tới và hắn đã đồng ý ngay tức thì. Chính giữa bầy một thùng gỗ, trong thùng gỗ đầy ắp nước ấm phủ đầy hoa tươi, nếu Hạ Tưởng đoán không lầm thì đây chính là nơi mà các tiểu thư khuê các trong thời cổ đại dùng để tắm. Khi thấy được trận thế trước mắt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, phải chăng Quý Như Lan muốn diễn màn người đẹp yêu kiều diễm lệ bước ra buồng tắm. Quý Như Lan che miệng khúc khích. Phó Bí Thư Hạ đừng nghĩ đây là thùng gỗ để tắm chứ, thùng này tôi dùng nó để chế dầu thơm. Hạ Tưởng khẽ hít một hơi, quả nhiên là cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm, cười nói.
Tiểu thư quý quả là có thú vui tao nhã. Xin gọi tôi là Như Lan. Quý Như Lan buông lời trách nhẹ nhàng rồi rót trà cho Hạ Tưởng. Hôm nay mời Phó Bí Thư Hạ tới là muốn đàm đạo nhân sinh và lý tưởng với Phó Bí Thư, nghe Tiểu thì nói Phó Bí Thư rất hiểu phụ nữ. Mặt Hạ Tưởng hơi ửng đỏ không trả lời Quý Như Lan, lảng tránh. Như Lan, tôi muốn biết ông cụ có gì dạy bảo. Phải chăng là Phó Bí Thư Hạ rất ghét tôi? Quý Như Lan rất tự nhiên. Dù cho trước đây tôi đã đắc tội với Phó Bí Thư, tuy nhiên cũng là bình thường anh qua tôi lại thôi, thì cũng như trước đây Phó Bí Thư với Diệp Thiên Nam như nước với lửa giờ lại bắt tay giảng hòa đó thôi. Hạ Tưởng cười nói. Như Lan thật khéo đùa, với tôi mà nói, tao nhã và xa cách, không thể nói là chán ghét, nhưng nếu nói là thích, cũng chưa chắc. Trái lại Quý Như Lan lại rất vui vẻ. Phó Bí Thư Hạ, nếu thành thật thì anh thua rồi. Suy nghĩ của đồng chí Song Bồng cũng có ý nghĩa, Diệp Thiên Nam đến Mai Hoa xem như một diệu kế nhưng điều mà Song Bồng không biết là Diệp Thiên Nam hơn hẳn những gì ông ta nghĩ. Hạ Tưởng không tiếp lời của Quý Như Lan mà dứt khoát nói rõ quan điểm của hắn. Cũng có thể nói trí tuệ Diệp Thiên Nam cũng hơn cô, cả cô và Lâm Song Bồng đều không thể điều khiển nổi Diệp Thiên Nam nên coi chừng kẻo lụy thân. Hạ Tưởng chưa bao giờ nói xấu người khác trước mặt ai như hôm nay. Đó cũng đâu phải là nói xấu mà là nói thật, vì hắn không đả kích Diệp Thiên Nam. Là người đã từng đánh bại Diệp Thiên Nam, lời nói Phó Bí Thư Hạm có vài phần đạo lý. Quý Như Lan đẩy đĩa điểm tâm tới trước mặt Hạ Tưởng. Nhưng nói gì thì nói, Phó Bí Thư Hạ có thể đặt Diệp Thiên Nam dưới trướng của mình tại sao nhà họ Quý lại không? Diệp Thiên Nam là một quân cờ, anh có thể dùng tôi cũng có thể dùng, chỉ xem ai có thể dùng tốt hơn ai mà thôi. Nếu Diệp Thiên Nam nghe được cuộc trò chuyện này không biết sẽ nghĩ gì. Bị hai người họ xem như là quân cờ thì chua xót thật. Nhưng dựa vào tính cách và thể diện của Diệp Thiên Nam mà nói, dù ông ta có ở đây cũng chỉ là cười trừ mà thôi. Diệp Thiên Nam là quân cờ, kỳ thật mỗi người không phải đều là một quân cờ sao? Chỉ cần anh giỏi hơn người khác, thì trong ván cờ, quân cờ có lẽ sẽ thuộc về tay anh. Hạ Tưởng cũng không khách sáo, hắn cũng chưa ăn sáng nên hơi đói bụng. Cầm mẩu bánh ngọt đưa lên miệng, mùi vị cũng không đến nỗi nào, mềm dẻo rất dễ ăn, thơm lừng cả miệng, không ngớt miệng khen. Ngon! Quý Như Lan đắc ý, thể hiện ra cả trong ánh mắt. Điểm tâm là do tự tay tôi làm, mà được Phó Bí Thư Hạ khen ngợi thì không uổng công tôi cả buổi sáng. Hạ Tưởng bồi hồi không khỏi liếc nhìn Quý Như Lan cũng chẳng trách được tâm ý của cô ta, quả là một cô gái giỏi giang, tinh thông mọi thứ lại có phong thái thanh lịch tao nhã. Đúng là chẳng ai có thể sánh được. Nếu không quá hiếu chiến lại hiếu thắng. Cảm ơn nhé. Hạ Tưởng thản nhiên thốt ra lời cảm ơn, hỏi lại. Ý vừa rồi chính là ý của ông cụ Quý. Hắn cũng nghe ra, ông cụ Quý chắc hẳn cũng đoán được dụng ý của hắn. Đằng sau việc hắn lôi kéo Diệp Thiên Nam về lĩnh Nam là vì để hắn lợi dụng Diệp Thiên Nam, mà ông cụ Quý lại thông qua Lâm Song Bồng ra mặt đưa Diệp Thiên Nam đến Mai Hoa, rõ ràng muốn tuyên bố Diệp Thiên Nam được nhà họ Quý trọng dụng. Diệp Thiên Nam đúng là cái bánh ngọt. Như thế đi. Quý Như Lan không phủ nhận, lại tiếp thêm một ấm trà mới, sau khi rửa trà cho thêm nước rồi mời Hạ Tưởng tách đầu tiên. Đổi loại trà khác mời Phó Bí Thư Hạ nếm thử. Thật ra trong lúc tối mặt tối mũi vì công việc lại được bình phẩm trà nói chuyện phiếm với một phụ nữ như Quý Như Lan thì cũng có thể xem là nhã hứng trong đời người, chẳng qua. Hạ Tưởng than thầm, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thầm nghĩ, cầm tách trà lên. Khẽ nhấp một ngụm. Đặc hơn so với lúc trước, như là đang chứa chút sơ sắc tiêu điều. Quý Như Lan mỉm cười, tán thành. Phó Bí Thư Hạ cũng khéo thật, trà trước là trà xuân nên nhạt mà ấm, còn đây là trà thu nồng chút mà sơ sắc tiêu điều. Tôi đã tiếp không ít các quan chức lớn nhỏ, nhưng người hiểu trà chỉ có mình anh. Lại ánh mắt mê hồn, lại cố nói một giọng thật khẽ khàng. Nghe nói, cũng là một người hiểu rõ lòng phụ nữ nhất. Hạ Tưởng là một người hiểu tâm lý phụ nữ, nhưng không phải với tất cả các chị em phụ nữ mà chỉ với một số người mà hắn thật sự quan tâm, còn với những người không lọt vào mắt hắn thì, xin lỗi nhé, hắn cũng không muốn hiểu. Hạ Tưởng lờ đi lời của Quý Như Lan, thay vào đó là. Như Lan, tôi nói chân thành nhé. Tôi nghe đây. Quý Như Lan nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, không chút nề hà. Hạ Tưởng cũng không tránh né ánh mắt ấy. Sau này Diệp Thiên Nam sẽ là thành viên của tổ lãnh đạo hành động đặc biệt. Quý Như Lan hơi ngượng nghịu,
Phó Bí Thư Hạ cao tay thật, không sợ cõng rắn cắn gà nhà đấy chứ. Ha ha! Hạ Tưởng cười lớn. Tôi và Diệp Thiên Nam, đụng độ, nhau quá nhiều rồi, cô hiểu ông ta được bao nhiêu. Không phải tôi không tôn trọng lão quý cũng chưa hẳn đã nhìn thấu con người Diệp Thiên Nam. Giờ đừng để ý có phải tôi cõng rắn cắn gà nhà hay không, mà nhà họ Quý cũng phải cẩn thận kẻo dẫn sói vào nhà. Cuộc gặp gỡ giữa Hạ Tưởng và Quý Như Lan chẳng qua là để gây áp lực tâm lý đối phương, mà Diệp Thiên Nam là tấm khiên, dựa vào việc đánh giá hoạt động tư tưởng và chiến thuật hòng chia rẽ đối phương với Diệp Thiên Nam. Thương thay cho Diệp Thiên Nam, vừa chân ướt chân ráo tới lĩnh Nam đã trở thành câu chuyện phiếm của hai người đối lập. Quý Như Lan trầm ngâm, cúi đầu tư lự, lát sau ngẩng lên với nét mặt tươi vui. Hôm nay trời đẹp, vườn đầy hoa thơm sao lại nói những chuyện mất hứng thế này. Bỏ đi, kệ ông ta là sói hay hổ cũng đều bị người lợi dụng, kệ ông ta đi. Vậy thì vui vẻ thưởng ngoạn những gì trước mắt đi, Phó Bí Thư Hạ xem những gốc hoa tôi chăm xem sao. Hạ Tưởng đành thuận theo liền đứng dậy cùng Quý Như Lan bước vào vườn, muôn hoa khoe sắc tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, dưới ánh mặt trời sắc hoa lại càng thêm rực rỡ mà không ngôn từ nào tả được, khiến hắn nhất thời quên hết mọi sự. Khi đưa mắt nhìn lại thì chẳng thấy Quý Như Lan đâu, chắc là cô ta đã về phòng. Hạ Tưởng thấy khó hiểu cũng chẳng suy nghĩ sâu xa, một mình lang thang trong vườn, ngắm hoa, phơi nắng, nghe tiếng chim hót líu lo, nghĩ đã bao lâu rồi chưa hề có phút giây nhàn nhã mà thư thái tới vậy, nhất thời say mê. Cũng không biết bao lâu vẫn không thấy Quý Như Lan ra, suýt chút nữa thì Hạ Tưởng đã vòng quanh vườn một vòng rồi, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, để lại đây một mình khách quý, không lo tiếp đãi. Chẳng lẽ Quý Như Lan lại sơ suất trong tiếp đón tới vậy sao? Nhưng trái lại cô lại sắp đặt đâu ra đấy, thì sao thất lễ như thế? Loanh quanh một hồi, Hạ Tưởng thấy không còn sớm nữa nên quyết định cáo từ, dù gì chuyện cần biết cũng đã biết cả rồi, nhà họ Quý đã quyết định nắm lấy quân cờ Diệp Thiên Nam, như thế lại hay bởi nhà họ Quý không thể thao túng được Diệp Thiên Nam, không chừng nuôi cò cũng có ngày bị cò mổ mắt cũng nên. Về thì phải chào hỏi chủ nhà một câu. Hạ Tưởng rảo bước vào phòng bỗng ngẩn người. Hơi bốc lên nghi ngút từ cái thùng gỗ trong phòng, trong làn hơi ấy có người con gái đang ngồi trong đó chỉ nhô lên mỗi cái đầu, rõ ràng là đang tắm rửa. Cũng không biết trong làn nước nóng ấy có cho thêm tinh dầu thơm gì hay không nhưng làn hương thơm xộc thẳng vào cánh mũi, đã kích thích các mạch máu của Hạ Tưởng. Mà Quý Như Lan trong thùng gỗ như hoa trong tranh, vẻ ngọc ngà lộ rõ, cánh tay và cổ như ngọc, đẹp không gì sánh nổi. Điều làm mê lòng người chính là Quý Như Lan thấy Hạ Tưởng bước vào, không chút hoang mang khẽ liếc nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt đó quả là quyến rũ khiến ai chạm vào cũng khó mà cầm lòng. Trong nháy mắt Hạ Tưởng tưởng như ngừng thở. 5 giây trôi qua, ngoài tiếng vẩy nước của Quý Như Lan trong phòng không có bất kỳ một âm thanh nào. Nhưng lúc này tiếng nước nhẹ nhàng ấy lại là tiếng khiêu khích chết người. 10 giây trôi qua Hạ Tưởng vẫn không nhúc nhích. Mấy giây sau... Hạ Tưởng bỗng nhiên động đậy làm ra một hành động lớn mật, khiến người ta bàng hoàng. Cả căn phòng tràn ngập hương thơm, lại chỉ có một nam một nữ, một người tắm một kẻ ngắm, quả thật là một khung cảnh rất lãng mạn, đầy chất thơ. Hạ Tưởng chết chân một lúc cuối cùng cũng đã nhấc chân. Bước về phía trước nhưng không đến gần vẫn còn cách Quý Như Lan một khoảng tầm tầm. Tầm tầm đủ để tầm tay không với tới bất kỳ những gì hiện hữu trên cơ thể cô ta. Tầm tầm đủ để nhìn rõ hơn từng nét ngọc ngà thuộc về cô ta. Hạ Tưởng đứng như trời trồng bất động, nhìn được khoảng nửa phút, sau đó gật đầu thỏa mãn. Được, trà ngon, hoa thắm, cảnh đẹp, thấm thía làm sao? Nói xong, nhẹ nhàng quay người, bước những bước dài ra cửa phòng, tới cửa phòng mới giơ tay lên tạm biệt Quý Như Lan mà không ngoái đầu lại. Cảm ơn thịnh tình khoản đãi của Như Lan, cảm ơn nhé. Cảnh xuân đẹp vô cùng. Cô cứ tự thưởng ngoạn. Hạ Tưởng cười to rồi bước đi. Hạ Tưởng về khá lâu, Quý Như Lan mới đứng dậy, bước ra, mới lộ ra cô không đâu trần truồng, hóa ra cô vẫn mặc trên mình bộ áo tắm. Quý Như Lan thất thần, vẻ thất bại hiện rõ trên nét mặt, nhẹ nhàng bước ra ngoài, tới trước móc treo đồ giật chiếc túi trên đó. Sau đó lấy ra chiếc camera mini từ trong túi, sửng sốt một lát, đột nhiên quăng xuống nền gạch, giận dữ. Hạ Tưởng thối. Hạ Tưởng chết bầm, thật phí cho anh thấy, anh thật có bản lĩnh. Nào sợ anh chạm tay cũng được đi, anh thấy tôi thế này mà vẫn thờ ơ, anh có còn là đàn ông nữa hay không? Vạch ra kế hoạch tỉ mỉ như vậy, mà cuối cùng lại thất bại nên sao tránh khỏi sự chua xót, thất vọng mà còn và cả đau lòng nữa.
cũng thương tâm thật vì cử chỉ của Hạ Tưởng ban nãy rõ ràng đã biết trước âm mưu của cô ta, không những không mắc mưu mà trái lại còn cố ý trêu ghẹo cô ta, mặc dù trên người vẫn khoác chiếc áo tắm nhưng ánh mắt nham hiểm của Hạ Tưởng hình như còn xuyên qua cả chiếc áo tắm khiến cô ta toàn thân nóng ran. Cứ tưởng là cô ta đưa được Hạ Tưởng vào bẫy, ai dè lại bị hắn chơi cho một vố. Thất bại ê chề. Quý Như Lan xấu hổ vô cùng, cũng không biết nghĩ gì mà bỗng nhiên mặt đỏ như gấc chín. Hạ Tưởng lái xe rời khỏi căn biệt thự bên bờ hồ, phóng như bay trên đường, mở cửa kính cho gió xuân lùa vào trong, đến lúc này hắn mới thấy mình có thể thở được. Nghĩ lại mưu kế dày công vừa rồi của Quý Như Lan mà không khỏi lắc đầu cười, trong lòng cũng không thể nói ra hết đó là cảm giác gì. Quý Như Lan là người tài sắc vẹn toàn, lại là tiểu thư đài các nên có thể nói trên thế gian hiếm lắm mới có người thứ hai, với điều kiện như cô ta thì đàn ông nào dám làm ngơ. Nếu như cô ta bằng lòng với thiên chức của người phụ nữ, hết lòng với gia đình, không ham quyền đoạt vị thì giờ đây ắt hẳn cô ta đã có một mái ấm trọn vẹn với một người đàn ông yêu thương cô chân thành và cả một đứa trẻ kháu khỉnh rồi cũng nên. Thân đàn bà, hiếu thắng quá cũng chẳng tốt gì. Thương trường không cần người đàn bà mạnh mẽ và trên chính trường cũng thế. Hạ Tưởng cũng không rõ là đáng thương hay đáng tiếc cho Quý Như Lan, không biết tại sao Quý Như Lan lại làm hắn nhớ tới Vương Hy Phượng. Nhưng cũng không thể không nói. Hạ Tưởng cũng thấy thú vị, Quý Như Lan quả nhiên là tuyệt thế giai nhân lại là gái chưa chồng, hơn nữa nếp sống của cô ta khá khoa học, lại có thú vui tao nhã, vóc dáng và nước da không kém gì thiếu nữ đôi mươi. Ai biểu cô ta tự cho rằng mình thông minh thừa sức lôi được hắn xuống nước, hắn cũng không phải là quá tự tin, cho rằng phụ nữ trong thiên hạ đều sẽ nhào vào ôm lấy hắn. Vừa mới thay Diệp Thiên Nam đào một cái hố, lại vùi luôn Lâm Song Bồng. Nên Quý Như Lan chắc hẳn rất khó chịu, muốn đánh hắn một cái, muốn chôn sống hắn một lần nhưng tiếc là nước trong thùng quá ít nên không thể dìm nổi. Nhớ tới ác mộng của Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng lắc đầu cười, cô bé Phàm đúng là vị cứu tinh của hắn, nhắc nhở hắn rất kịp thời. Không ngờ sau vẻ đẹp như hoa tươi, nụ cười rạng rỡ trên môi của Quý Như Lan lại là những nhát dao giết người không gớm tay. Cũng tới trưa rồi, Hạ Tưởng đã bị Quý Như Lan tính kế một lần. Mặc dù có món ăn phong phú, cũng không thể thật sự no được, đành phải tự đi tìm lấy cái bỏ bụng đã. Hôm nay, Hạ Tưởng một mình lái xe ra khỏi nhà, tự mình lái chiếc Volvo S60 với cấu hình thấp nhất là 1.6, phía trên là giấy phép lái xe thông thường, ở Dương Thành BMW và Mercedes khá khiêm nhường mà không được chuộng như là chiếc Volvo rất bình thường này. Thực ra chiếc xe mà Hạ Tưởng lái không đắt, rơi vào khoảng 300.000 tệ, nhưng nếu là người không biết xem xe, thì có lẽ cho rằng nó chỉ đáng giá hơn trăm mấy ngàn. Hạ Tưởng thấy một nhà hàng xem ra thì có vẻ đặc sắc tên là Hoa Khách, vừa đúng lúc gọi món xong, thì chuông điện thoại lại reo, vừa mới thoáng qua liền sững người lại, Phó Tiên Tiên. Một tiếng sau, Hạ Tưởng cũng đón được Phó Tiên Tiên đến nhà hàng Hoa Khách. Phó Tiên Tiên gầy đi rất nhiều, lại đeo cặp kính khá to nên trông lại càng hốc hác, đã thấy bộ đồ lại khá giản dị nên thoạt nhìn cứ ngỡ là một sinh viên đại học. Hạ Tưởng cũng ăn mặc vô cùng giản dị, đi xe cũng chẳng lấy gì làm sang trọng nên trong mắt người khác thì giống như là những du khách tới Dương Thành dạo chơi. Lúc nãy, sau khi gọi món thì nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng liền để lại 200 tệ yêu cầu nhà hàng cứ theo thực đơn đó mà làm, và còn bảo nhà hàng cho thêm vài món đặc biệt nữa. Đón Phó Tiên Tiên về tới nơi thì các món Hạ Tưởng gọi đã đâu vào đấy cả rồi, nên rất nhanh chóng được mang lên, loáng cái đã bày kín một bàn. Rất thịnh soạn nhưng phần lớn không phải những món mà Hạ Tưởng gọi. Vì tính cách của Hạ Tưởng thì không thể gọi nhiều như thế, hắn không thích lãng phí, nhưng có Phó Tiên Tiên nên cũng coi như chút thành ý của hắn, mà cũng chẳng thể trách nhà hàng được câu nào. Phó Tiên Tiên cũng chẳng chút hứng thú. Nhiều quá, ăn sao hết, em đâu phải cô bé tham ăn, lần sau đừng làm thế này nữa, không được lãng phí. Được rồi, lần sau không thế, em ốm quá đấy, ăn nhiều chút. Sự quan tâm của Hạ Tưởng dành cho Phó Tiên Tiên là xuất phát từ lòng chân thành, còn với Quý Như Lan thì hắn sẽ không chút mảy may động lòng trắc ẩn. Phó Tiên Tiên vui vẻ cười, liếc nhìn Hạ Tưởng thăm dò. Xem ra anh cũng có lương tâm, vẫn còn nhớ đến em cơ đấy. Dù rất thịnh soạn, nhưng phần lớn là hải sản, mà Hạ Tưởng lại không thích hải sản, nên chỉ cầm chừng vài ba miếng rồi buông đũa ngồi nhìn Phó Tiên Tiên ăn. Có lẽ Phó Tiên Tiên cũng không quen khẩu vị miền Nam nên cũng ăn rất ít. Lần này đến Dương Thành, Phó Tiên Tiên phần vì muốn khuây khỏa,
phần vì thay nhà họ Phó thảo luận vấn đề kinh doanh ở đây, nên có thể sẽ ở lại đây khoảng một tuần. Cơm xong, Hạ Tưởng định đưa Phó Tiên Tiên đến khách sạn nghỉ ngơi nhưng trong lúc thanh toán lại xảy ra chuyện. Lúc gọi món là một nhân viên nữ có dáng người nhỏ nhắn nhưng khi tính tiền lại là một nam nhân viên khỏe mạnh, điều đó cũng đâu có sao, chỉ có điều khi nhận tờ hóa đơn thanh toán, nhìn thoáng qua thôi đã khiến hắn nổi giận đùng đùng. Một bàn thức ăn thịnh soạn thật, nhưng mỗi món rất ít, chắc gì đã được một con cá nhưng lại viết thành 10 con, mà mỗi cân cá lại những 100 tệ, đúng là một cân cá giá ngàn vàng. Còn đồ ăn, rau xanh 200 một đĩa, thịt 500 một đĩa, cơm 20 đồng một chén. Hắn và Phó Tiên Tiên cũng chỉ ăn cầm chừng vì vô cùng khó ăn mà lại hét 18.188 tệ. Đúng là làm con gà cho người ta thịt, Hạ Tưởng bao năm vào Nam ra Bắc nhưng đây là lần đầu tiên. Phó Tiên Tiên thấy Hạ Tưởng sững người lại biết là có chuyện bèn liền chia tay với lấy tờ hóa đơn lập tức giận dữ nạt lớn. 18.000, mày đi ăn cướp đấy à? Thằng Bồi bàn đầu chọc lóc, lại lực lưỡng, béo tốt vừa nghe thấy lời của Phó Tiên Tiên, lạnh lùng cười. Cướp thì rất không kỹ thuật, chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ. Nhưng tôi cảnh cáo các vị, ăn được thì ăn, không ăn được thì biến. Đã nghèo học đòi làm chi? Đây còn có cả chữ ký của vị khách này, như thế có nghĩa là đã chấp nhận giá ở đây. Hạ Tưởng nở nụ cười lạnh lùng. Phần lớn các món ăn đều do các anh tự ý đem lên. Nhà hàng các anh rốt cuộc là gì, ăn một bữa cơm mà tới hơn 18.000, cho dù có giết người cướp của cũng không thể trắng trợn như thế này. Giết người cướp của, anh cũng bạo miệng thật đấy. Nhà hàng Hoa Khách, anh cứ đi hỏi khắp Dương Thành này ai mà chẳng biết. Nhanh lên, thanh toán đi, đừng làm mất thời gian. Thằng chọc đầu biết Hạ Tưởng là người nơi khác, vì hắn nói tiếng phổ thông rất chuẩn, hơn nữa diện mạo thoạt nhìn đã biết là người miền Bắc, y liếc xéo Phó Tiên Tiên một cái, ha hả cười. Sao, không có tiền à? Đúng thế, Hạ Tưởng lấy đâu ra 18.000 ngay bây giờ. Bình thường trên người cũng đâu có mang theo nhiều tiền mặt như thế. Quẹt thẻ cũng được nhưng trong đó cũng chẳng biết có bao nhiêu tiền. Nhưng bây giờ vấn đề không phải là tiền mà bị chém một cách khó hiểu. Nhưng hắn là người tổng phụ trách của tổ hành động đặc biệt, mà hành động đặc biệt là gì? Là tam đả lưỡng kiến, trong tam đả thì điều đầu tiên là phải chặn đứng sự lũng đoạn thị trường. Được lắm, đến cả phó bí thư tỉnh ủy kiêm tổng phụ trách tổ hành động đặc biệt cũng không tha. Ở Dương Thành Hạ Tưởng đường đường là người triển khai hành động đặc biệt hoành tráng thế, mà lại bị chặt chém những 18.000, chuyện này mà đồn ra ngoài thì thành trò cười cho thiên hạ mất. Gần đây trong tỉnh triển khai hành động đặc biệt, tam đả lưỡng kiến, trong đó có một điều là, chặn đứng sự lũng đoạn thị trường, hành vi này của anh rõ ràng là lũng đoạn thị trường, lẽ nào lại không sợ tôi phản ánh vấn đề này lên trên? Hạ Tưởng vắn tắt hỏi. Thằng chọc đầu nổi quạo. Hành động đặc biệt vớ vẩn gì? Chỉ là hù ma dọa quỷ thôi chứ có thể làm được gì. Mà có thể đi chăng nữa cũng chẳng tới lượt tôi, anh muốn phản ánh vấn đề nào thì cứ tự nhiên, thành ủy, tỉnh ủy đều được, sợ anh sao? Không phải khoác lác chứ, trong tỉnh trong thành đều có người cả rồi, nếu không làm sao có thể mở ra một nhà hàng Hoa Khách trong trung tâm một cây em xung quanh thành ủy này được. Xem anh mỏng da non thịt, nên chắc không đấu được đâu. Nếu không có tiền thì con đàn bà của anh phải thay tôi tiếp khách 3 ngày. Rồi sẽ tha cho anh. Vốn dĩ Hạ Tưởng muốn biết cụ thể, muốn hiểu qua sức ảnh hưởng của việc triển khai hành động đặc biệt tới dân chúng, bây giờ mới biết hóa ra về cơ bản coi như không, hoặc là noi, Lâm Song Bồng ở Dương Thành không thực sự dùng sức thúc đẩy chứng thực công tác của hành động đặc biệt. Câu cuối cùng của thằng chọc bỗng làm Hạ Tưởng giận dữ. Khi chưa tới Dương Thành hắn đã nghe thế lực đen ở đây cực kỳ hung hãn, đã từng bắn cả cảnh sát trên phố lớn, mặt khác những người lái xe chạy quá tốc độ. Còn có trường hợp bắt cóc trẻ em nhà giàu không phải không phổ biến, thậm chí còn có người, còn làm ra những việc bất lương kinh khủng hơn nữa. Hạ Tưởng chưa kịp nói Phó Tiên Tiên đã cầm cốc trà lên hất vào mặt thằng chọc. Cút! Mặt thằng chọc đột nhiên biến sắc, rồi cười ha hả. Con này được, ngon, vụ làm ăn này không lỗ. Khi nói chuyện, vươn đôi bàn tay sáng bóng hướng ngực Phó Tiên Tiên mà chộp tới. Hạ Tưởng ra tay rồi, chẳng những động thủ mà còn. Nước trà của Phó Tiên Tiên đã nguội bớt, có tạt vào mặt nó thì cũng giống như là rửa mặt cho nó chẳng thể làm bỏng được. Nếu muốn chơi xỏ, Phó Tiên Tiên không thể bằng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng luôn cho mình là người tốt, nhưng người xấu mà hắn quen thì nhiều lắm, dù không chủ động hại người nhưng thủ pháp hại người không thiếu. Trước lúc Phó Tiên Tiên hất cốc trà,
hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một ấm trà. Nếu bắt tay đối phó với kẻ xấu thì ai có tâm linh tương thông với Hạ Tưởng nhất nào? Đó là Phó Tiên Tiên. Trước khi tay phải Phó Tiên Tiên cầm cốc trà đã liếc mắt với Hạ Tưởng một cái. Cô ta và Hạ Tưởng đã cùng nhau trải qua sự kiện bắt cóc còn hung hãn gấp trăm lần cảnh trước mắt, đối diện với những kẻ giết người cướp của còn hung hãn hơn thằng đầu chọc này, cho nên nó đâu đã là gì, Phó Tiên Tiên chẳng sợ y. Nhưng thằng đầu chọc lại thò tay sờ ngực thì đã hoàn toàn chọc tức Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên mặt ngoài là cô gái hiện đại nhưng lại cực kỳ bảo thủ, thủ thân giữ ngọc bao năm, giờ bàn tay nhơ bẩn đó lại có thể tùy tiện chạm vào sao. Phó Tiên Tiên lùi lại để tránh bàn tay bẩn thỉu của thằng chọc và cũng là nhường chỗ để Hạ Tưởng cho y một trận. Cô vừa lùi lại một bước thì ấm trà bay thẳng vào giữa ngực thằng đầu chọc. Ấm trà bằng gốm sứ cho dù có đập vào đầu cũng không thể giết chết người, huống chi là đánh vào ngực của thằng chọc béo múp thì có khác nào như đấm bị bong, nhưng vấn đề là ấm trà chứa đầy nước. Mà lại là nước nóng. Choang, một tiếng, ấm trà nát vụn, nước trà tràn ra lập tức bắn tung tóe khắp người thằng chọc. Thì cũng giống như nước cạo lông lợn, cho dù mỡ của nó có dày thì cũng chịu không nổi sức nóng có thể luộc tái một con lợn, y ngay tức khắc la lên như heo cắt tiết, nhảy bật lên cao. Lúc tiếp đất chân cũng đứng không vững, nên đập mông xuống sàn, đau quá khiến nó la oai oái. Mẹ kiếp, vãng lai mà còn dám dương oai ở hoa khách này, bố cho mày chết. Thằng chọc đầu lồm cồm bò dậy, cầm lấy cái ghế định nện Hạ Tưởng. Dừng tay! Phó Tiên Tiên quát thằng chọc đầu. Đừng đánh nữa, chẳng phải cái mày muốn là tiền sao? Tiền đây! Thằng chọc đầu nhìn Phó Tiên Tiên đầy nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ buông cái ghế xuống, xoa xoa ngực. Tiền cơm 18.000, gây thương tích 12.000, tổng cộng 30.000. Thiếu một xu nam thì đánh nữ thì vào phòng, ha ha ha, chọn đi. Hạ Tưởng cố nén cơn giận, bố trí hành động đặc biệt đã triển khai cũng được một thời gian rồi, mà chẳng có chút hiệu quả nào. Lãnh đạo Trung ương đã từng than phiền vì lệnh không thể ra Trung Nam Hải, bây giờ hắn xem như rõ ràng cảm nhận được cái khó lệnh không thể ra khỏi tỉnh ủy. Một nhà hàng bình thường lại dám lũng đoạn thị trường đến mức này, đã thế lại còn phát ngôn bừa bãi trong tỉnh trong thành đều đã có người, không đơn giản, thật không đơn giản. Phó Tiên Tiên rút ra tấm các hơ hơ trước mặt thằng chọc đầu. 30.000, không thành vấn đề, nhưng phải cho tao thấy cái giá phải trả là xứng đáng mới được. Mày không sợ tao đến Bộ Công Thương tố cáo sao? Thằng chọc đầu cướp tấm các trong tay Phó Tiên Tiên, cười khẩy. Công Thương cũng không thể nhúng tay vào việc của hoa khách. Nói cho mày biết, sếp tao là người có nhiều mánh khóe tới thẳng tỉnh ủy, ngay cả Lâm Song Bồng có gặp cũng phải biết phép tắc. Có biết Lâm Song Bồng là ai không? Là bí thư thành ủy, trong tỉnh ủy ngoài Trần Hạo Thiên ai cũng phải nể mặt ông chủ, ngay đến Hạ Tưởng phó bí thư tỉnh ủy mới tới mà ngạo mạn ngút trời. Tam đả lưỡng kiến của hắn là cái thá gì, đừng hòng đụng tới hoa khách này một đầu ngón tay. Chẳng mấy chốc, thằng chọc quẹt thẻ xong, quay lại, vỗ ngực như người trượng nghĩa. Tôi đây đại nhân đây đại lượng, vừa nãy anh luộc tái tôi thì bỏ đi, 10.000 phí tiền thuốc cũng đủ rồi. Hạ Tưởng tỏ vẻ không giận vẫn thân thiết nắm tay thằng chọc. Cảm ơn đã đối đãi. Đầu chọc, nói xem, xếp các anh rốt cuộc dùng con đường gì, mà sao lại lợi hại tới vậy? Nắm thằng có tóc ai nắm thằng chọc đầu mãi là chân lý, thằng chọc mặc dù bị bỏng nhưng lại kiếm được 12.000 nên rất thoải mái, cũng rất tử tế với Hạ Tưởng, đắc ý. Ông chủ tôi họ Khang, chú của ông chủ là nhân vật có tiếng trong tỉnh ủy, cụ thể là ai thì không thể nói. Không nói đến chú ông chủ còn có một người anh em ở tỉnh ủy cũng là nhân vật, bự, tên là Trương Lực. Trương Lực, mắt Hạ Tưởng lập tức híp lên. Có lẽ nói là nguyên do đầu cơ. Thằng chọc tiến Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên ra cửa, cho tới khi Hạ Tưởng sắp lên xe, nó mới nói nhỏ. Tôi thấy anh lương thiện nên nói cho anh biết điều này, anh và cô ấy hãy mau chóng rời khỏi đây, vừa nãy tôi thấy Sa Đại Bao nói với ông chủ, gã đã nhìn chúng cô ấy, muốn đoạt để chơi một trận. Sa Đại Bao là tay ăn chơi khét tiếng ở Dương Thành, cứ thích cô gái nào là cướp vào xe chơi xong sẽ vứt xuống ven đường, đi mau đi, ông chủ Khang tôi vẫn đang lên kế hoạch. Sa Đại Bao hoàn toàn mất hết tính người vô sỉ khốn khiếp, việc làm của gã chính là kinh doanh gái mại dâm. Hạ Tưởng vỗ mạnh vai thằng chọc đầu. Chọc đầu, lời vừa rồi đã cứu mạng anh. Sau khi Hạ Tưởng đi, chọc đầu xoa đầu một lúc, nhớ lại chuyện vừa rồi. Không đúng, là mình cứu hắn mới đúng, tại sao lại nói là mình cứu chính mình?
thằng này tưởng ai cũng ngu chắc, nhưng con bé cá tính thật, lại đẹp nữa, mẹ kiếp. Vừa quay lại đã thấy ba chiếc xe của Sa Đại Bao nổ máy rồi phóng đi, chọc đầu miệng há hốc, lắc đầu. Con bé đẹp quá, rơi vào tay Sa Đại Bao thì coi như xong, thật đáng tiếc. Vừa bước vào cửa đã bị Khang Chí gọi giật lại. Chọc đầu, hai khách vừa rồi có lai lịch thế nào? Sao tao thấy một người trong đó khá quen? Không rõ nhưng đều là người phương Bắc, nghe giọng nói thì giống như dân Bắc Kinh, đi xe cũng không đắt và giấy phép lái xe do Dương Thành cấp, đoán là thuê thôi. Chọc đầu cũng có con mắt tinh đời, nhận xét Hạ Tưởng khá thận trọng. Diện mạo của Khang Chí và Khang Hiếu thoạt nhìn thì rất giống nhau, y nhíu mày. Sa Đại Bao đừng gây chuyện lớn thì được. Do dự giây lát, xuất phát từ sự bảo đảm, y lại căn dặn. Mau chóng liên lạc với đồn trưởng Bạch, nói tôi mời ông ấy đến uống trà. Chọc đầu gọi điện mà thấy vô cùng khó hiểu, đồn trưởng Bạch khởi đồng ý ngay lập tức, nói rằng đúng lúc rảnh rỗi nên sẽ đến ngay. Sự lo lắng của Khang Chí không phải không có lý, điện thoại vừa mới gọi đi, trước khi Bạch khởi tới, chiếc Volvo của Hạ Tưởng lại quay trở lại hơn nữa còn nhanh hơn cả điện chớp. Theo sau là ba chiếc xe sang trọng của Sa Đại Bao. Sau khi Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên xuống xe, chạy như bay vào nhà hàng, xin Khang Chí bảo toàn cho họ, Phó Tiên Tiên vẫn còn hoảng sợ chỉnh lại mắt kính nói với Chọc Đầu. Nhanh chóng báo công an, có người uy hiếp tới sự an toàn của chúng tôi. Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên vừa bước vào, Sa Đại Bao liền hiên ngang phóng vào, theo sau gã là 7-8 tên đàn em hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt Hạ Tưởng, quan sát Hạ Tưởng mấy lượt. Tao thích cô ta, ngắn gọn một câu, có cho hay không? Cho, thì sao? Không cho, thì sao? Dường như vừa nãy còn bối rối, nhưng Hạ Tưởng hình như đã trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa vào thành ghế rất thoải mái. Nghe khẩu khí của mày thì đâu đến nỗi nào. Hạ Tưởng đã thấy hồ sơ của Sa Đại Bao ở văn phòng tỉnh ủy, hơn nữa còn chất dày thành đống. Hắn là người phụ trách hành động đặc biệt, đã là diệt gian trừ ác trong phạm vi toàn tỉnh, thì sao có thể thiếu hồ sơ một số tên đầu sỏ ở Dương Thành chứ? Nói thật, về cơ bản những hồ sơ này khá chi tiết mà mỗi người trong lãnh đạo tỉnh ủy đều phải có một bản. Sa Đại Bao gần như không có chuyện xấu xa rác rưởi nào mà không làm, bao năm qua ở Dương Thành làm sằng làm bậy, mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không những cưỡng bức, cướp giật, buôn lậu ma túy, còn cưỡng ép thiếu nữ bán dâm, nếu không theo sẽ dùng khói thuốc lá dí vào các cô gái vô tội khiến họ không chịu nổi phải phục tùng. Bao năm qua các cô rên rỉ dưới móng vuốt tên ma cô của Sa Đại Bao, không biết có bao nhiêu máu và nước mắt. Nhưng Sa Đại Bao hoành hành ngang ngược thế, nguyên nhân chính là do sự thờ ơ của cảnh sát Dương Thành, mà sâu trong đó thì không thể biết được, nhưng nhất định phải có ô dù che chắn. Bất kỳ thế lực xã hội đen lớn mạnh nào, đều nhờ những chiếc ô che chắn mới thoát được những quả đấm thép dân chủ chuyên chính của nhân dân. Người đứng phía sau Sa Đại Bao đó là ai thì Hạ Tưởng không rõ, nhưng là ai đi nữa, dù có là vị nào trong tỉnh ủy thì hắn cũng không quan tâm. Hôm nay, Hạ Tưởng hoàn toàn có ý giết người đối với Sa Đại Bao. Tao không giỏi nhưng so với mày thì tao ăn đứt. Sa Đại Bao cười kiêu ngạo. Cho, tao chán con bé này sẽ để nó về. Không cho, tao chơi xong nó sẽ phải tiếp khách cho tao. Hạ Tưởng lạnh lùng cười một tràng. Đúng là coi trời bằng vung, trong mắt mày có còn luật pháp không hả? Luật pháp, ha 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 ha. Sa Đại Bao ngửa mặt lên trời cười hô hố. Pháp luật không phải để phục vụ cho những người như bọn mày mà là phục vụ những người như bọn tao, đúng không hả, Khang Chí? Khang Chí im lặng, ánh mắt nhấp nháy không ngừng, y luôn cảm thấy trong lòng hơi bất an, vì Hạ Tưởng quá bình tĩnh, một chút cũng không giống như người ngoại lai bị ép vào đường cùng, đã thế hắn và cô gái cũng chẳng chút sợ hãi, dường như đã nắm trọn mọi thứ sẽ diễn ra. Khang Chí âm thầm quan sát Hạ Tưởng, vẫn chưa dám chắc đã gặp hắn ở đâu rồi. Sa Đại Bao là thằng bạn chó má nhưng công việc làm ăn của y vẫn còn trong sạch gấp bội lần so với Sa Đại Bao, nếu Sa Đại Bao cướp người trong nhà hàng thì việc kinh doanh cũng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Thế cho nên, thực khách thấy vậy bèn bỏ chạy hết. Anh Sa, tốt nhất là ra ngoài giải quyết, đừng làm ảnh hưởng tới công việc làm ăn của tôi. Bạn là bạn, làm ăn là làm ăn, cái nào ra cái nấy. Khang Chí cũng không đếm xỉa tới ai, cũng chẳng giúp bên nào. Sa Đại Bao không đồng ý. Người trong tiệm tao sẽ mang đi, nếu là anh em, thì ít nói nhảm, sau này không thể thiếu sự chiếu cố việc kinh doanh của mày.
Sa Đại Bao nói nhưng mắt vẫn dán chặt lên thân thể Phó Tiên Tiên, dung mạo và khí chất của Phó Tiên Tiên đúng là hạng nhất, y thấy cái mình thích là thèm, càng thêm khẩn cấp không đợi Hạ Tưởng dài dòng, giơ tay. Bắt người. Vừa dứt lời, rầm, một tiếng vang lên, cửa nhà hàng bị đẩy ra, một đám người hùng hổ bước vào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn tới người tới. Là cảnh sát, cả thảy 7-8 người với hai người chỉ huy, một người hơn 40 tuổi một người ngoài 30, được mấy người vây quanh bên trong, vừa bước vào cửa đã ngẩn cả người. To gan, dám kháng cự sao? Ánh mắt của vị 40 tuổi rất sáng, quét khắp người Hạ Tưởng một lượt, dừng lại một chút mà chẳng phản ứng, sau đó ánh mắt ấy lại thấy khuôn mặt Phó Tiên Tiên ngay lập tức lại sáng lên. Còn vị 30 phía sau cũng liếc nhanh Hạ Tưởng một lượt có vẻ coi thường hắn, nhưng hoàn toàn bị vẻ đẹp của Phó Tiên Tiên chinh phục lập tức cứ nhìn cô ta chằm chằm. Và Phó Tiên Tiên trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Khang Chí vừa trông thấy vội vã lên trước nghênh tiếp. Xếp thai, xếp Bạch. Xếp thai, thai Sở Phong, Phó Cục trưởng phân khu cục công an Lam Thiên Dương Thành. Xếp Bạch, Bạch Khởi, đồn trưởng đồn công an phân khu. Thai Sở Phong gật gật. Bắt gặp ánh mắt ẩn ý của Sa Đại Bao sau đó nháy nháy mắt, nhỏ tiếng hỏi. Cô ta là ai? Được đấy. Khang Chí ghé bên tai thai Sở Phong thì thầm mấy câu gì đó, khiến thai Sở Phong nhìn Hạ Tưởng thoáng nghi ngờ, lại giao lưu ánh mắt với Sa Đại Bao, thần thái ông ta liền biến đổi, vô cùng nghiêm khắc nạt lớn. Anh tên gì? Ở đâu? Cơ quan nào? Có người báo anh ăn cơm không trả tiền lại còn lái xe chạy trốn. Trên đường gây ra tai nạn làm hỏng chiếc xe trị giá 5 triệu của anh Sa Đại Bao đây, giờ bồi thường cho anh ta hay là muốn tới cơ quan công an lấy cung? Hạ Tưởng hầu như không thể hình dung ra sự phẫn nộ của hắn, hắn đã gặp rất nhiều tội phạm câu kết với cảnh sát, ở thành phố Lang, Tần Đường thậm chí ở tỉnh Tề cũng chưa hề thấy trắng đen lẫn lộn như cảnh tượng trước mắt. Nếu trước đây Nga Ni Trần và Ngưu Lâm Quảng ít nhất vẫn còn biết e dè trên đầu vẫn còn trời xanh. Vậy mà ở đây thế lực đen chẳng coi ai ra gì dưới sự che chở của cảnh sát, mang tiếng là phó cục trưởng cục công an mà vô sỉ đến nỗi phải trái còn chẳng thể phân biệt nổi. Trước đây Hạ Tưởng đã xem qua một báo cáo nói rằng có mấy cảnh sát vì hãm hại một tên tội phạm, nửa đường nhân lúc đi tiểu, đã nổ súng bắn chết rồi tạo hiện trường tội phạm chạy trốn buộc phải nổ súng, sau đó sự thật được làm sáng tỏ, sau khi thẩm vấn mới rõ nguyên do cơ bản là, chỉ vì tội phạm quanh co khiến họ mệt mỏi. Mấy người mới bàn nhau nhất định phải giết gã để bớt phiền, lúc ấy Hạ Tưởng vẫn còn nghi ngờ, đội ngũ cảnh sát sao lại có những con sâu làm dầu nồi canh đến vậy. Hôm nay tận mắt thấy một cán bộ trung tầng trong đội ngũ trật tự trị an, mà Hạ Tưởng cũng không biết thai Sở Phong là ai nhưng nhìn quân hàm thì nhất định có vai vế. Chưa rõ trắng đen đã thiên về bọn tội phạm, hiển nhiên là dồn hắn vào đường cùng, khiến cho hắn vốn đã định sát tâm thì lại đằng đằng sát khí. Anh là cục trưởng gì? Hạ Tưởng không trả lời câu hỏi của thai Sở Phong mà hỏi ngược lại. Phân cục Lam Thiên à? Nhà hàng hoa khách ở khu Lam Thiên nên Hạ Tưởng đoán họ hẳn là cục trưởng hay phó cục trưởng phân khu Lam Thiên. Cục trưởng hay phó cục trưởng phân khu đều được, chẳng đáng lọt vào mắt hắn, đừng nói là hắn quen biết, ngay cả cái tên cũng chẳng nghe qua. Thai Sở Phong hẳn là đã uống rượu, vẫn chưa hiểu nổi vì sao Hạ Tưởng lại có thể bình tĩnh tới thế mà càng cao giọng nói. Mày vẫn còn ngoan cố à? Đến địa bàn của tao, mày nên thành thật đi. Bạch Khởi, còng hắn lại. Bạch Khởi là cấp dưới của thai Sở Phong, cục trưởng có lệnh nhất định phải theo bèn bước lên trước còng tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng chẳng phản kháng lại còn giơ tay ra để Bạch Khởi làm nhiệm vụ. Bạch Khởi, anh là đồn trưởng đồn công an à? Có biết Lý Dật Phong không? Lý Dật Phong từng là chủ tịch khu Lam Thiên nên đương nhiên Bạch Khởi biết. Nhưng anh ta biết Lý Dật Phong mà Lý Dật Phong thì chưa chắc đã biết anh ta, vì cấp bậc của anh ta không lọt vào tầm ngắm của Lý Dật Phong. Nghe Hạ Tưởng nhắc tới tên Lý Dật Phong rất tùy tiện đã khiến Bạch Khởi sững sờ, động tác cũng có phần chậm đôi chút, vẫn chưa còng lại. Anh quen chủ tịch khu Lý. Hạ Tưởng không nói chỉ đưa tay ra trực sẵn để Bạch Khởi còng lại. Bạch Khởi bị câu nói của Hạ Tưởng phủ đầu, quay đầu lại nhìn thai Sở Phong. Thai Sở Phong gầm lên. Hiện tại Lý Dật Phong đâu còn ở khu Lam Thiên, dù ông ta còn ở đây, cũng đâu làm được gì. Còng lại, Bạch Khởi do dự một lát nhưng rốt cuộc vẫn làm cái việc mà suốt đời hối hận đó là còng Hạ Tưởng. Phó Tiên Tiên cũng chìa tay ra. Có cần khóa cả tôi lại không? Cổ tay Phó Tiên Tiên rất nhỏ lại trắng như ngọc duỗi về phía trước,
để lộ ra một nửa cánh tay ngọc càng khiến cho Sa Đại Bao thèm muốn không thể kìm nổi vẻ hừng hực trong gã. Phụ nữ thì miễn. Thái Sở Phong khoát khoát tay ra vẻ rộng lượng. Trước tiên hãy để cô ta ở lại đây, còn nó thì đưa về cục. Nếu đưa Hạ Tưởng đi để lại Phó Tiên Tiên lại đây thì thằng đần cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thái Sở Phong vẫn cứ bênh vực Sa Đại Bao chằm chặp, cảnh phỉ một nhà, mà vẫn còn cố ý tạo điều kiện cho Sa Đại Bao hại Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng bao năm trên chính trường chưa một lần nào giận dữ ngút trời như hôm nay. Được, dứt khoát hôm nay phải cùng nhau xuống nước, nếu Nga Ni Trần ở đây nhất định sẽ âm thầm kinh hãi, vì năm ấy lúc Hạ Tưởng và ông ta rằng có ác liệt nhất cũng không thể bằng sát khí đằng đằng lúc Hạ Tưởng quay lại hỏi Khang Chí. Ông chủ Khang, tôi có ăn cơm không trả tiền hay không, có đâm hỏng xe của Sa Đại Bao hay không, trong lòng ông rất rõ, vậy phiền ông nói rõ mọi chuyện với sếp thay trả lại sự trong sạch cho tôi. Khang Chí dù có chú là phó chủ tịch thường trực tỉnh nhưng bình thường việc kinh doanh đưa đẩy dính tới một vài vụ làm ăn phi pháp trộm gà cắp chó, Khang Hiếu không thể việc nào cũng ra mặt mà vẫn phải dựa vào sự quan tâm của đồn cảnh sát và phân khu cục là chính. Mối quan hệ của ông ta, Thái Sở Phong và Bạch Khởi vừa là đôi bên cùng có lợi, lại chơi với nhau từ nhỏ nên khá thân thiết. Mà Sa Đại Bao luôn chiếu cố cho công việc làm ăn của ông ta, ngoài nhà hàng hoa khách, Khang Chí vẫn còn có mấy khách sạn khác. Việc kinh doanh gái mại dâm của Sa Đại Bao đều được bố trí trong những khách sạn đó, đảm bảo việc kinh doanh khách sạn luôn thịnh vượng. Cho nên mặc dù cảm thấy Hạ Tưởng quen quen, bên trong sự trấn tĩnh điềm nhiên ấy luôn tiềm ẩn một sức mạnh khiến người ta không khỏi lo lắng, làm ông ta thấp tha thấp thỏm cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng làm mưa làm gió bao năm qua ở Dương Thành đã khiến ông ta mụ mị đầu óc, cho rằng trên có Khang Hiếu che chắn và Sở Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ, dưới có Cục Công an thành phố, Công an quận, đồn công an ba cấp liên hợp phối hợp, ngay cả Mễ Kỷ Hỏa cũng phải nể mặt Khang Hiếu, không thể làm gì ông ta. Chần chừ giây lát, Khang Chí thốt ra một câu mà cả đời ông ta nuối tiếc. Anh quả thật là ăn cơm không trả tiền, cũng đâm hỏng xe của Sa Đại Bao, chính tôi trông thấy rõ ràng. Hạ Tưởng cười nhạt. Được, anh nhớ lấy câu anh vừa nói, đừng hối hận là được. Khang Chí mặt tối sầm lại, Thái Sở Phong cười ha hả, nói. Anh Khang, nó mới dọa có mấy câu mà đã hồn siêu phách lạc là sao? Mấy anh em ta bao năm nơi này có loại người nào mà chưa gặp? Lúc nào xảy ra chuyện nào? Ừ, thì với quan hệ của anh, đừng nói là Dương Thành mà là cả cái lĩnh Nam này có mấy ai dám đụng tới anh? Thế mà bây giờ lại như rùa rụt đầu là sao? Bạch Khởi bước lên trước một bước, quát tháo. Nói ít thôi, chứng minh thư. Hạ Tưởng không mang theo chứng minh thư cũng chẳng đem theo thẻ công tác nhưng Phó Tiên Tiên thì có, cô đưa cái chứng minh thư đáng thương ra, khiếp đảm đến một câu cũng không dám nói, giống như quá sợ tới mức không biết làm gì. Bạch Khởi lại liếc nhìn giả bộ như đối chiếu chứng minh thư để mà quan sát gần Phó Tiên Tiên, đúng là gái Bắc Kinh có khác, đẹp, da trắng mịn, khá phong cách, dáng thon thả lại mạnh mẽ, nếu có được chơi một lần cũng đáng. Bạch Khởi đưa chứng minh thư cho Thái Sở Phong. Thái Sở Phong khẽ liếc qua rồi thu lại, trong lòng đưa ra kết luận khẳng định Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên không có lai lịch gì, mà lại từ Bắc Kinh tới, trên đất của ông ta thì phải ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp đặt của ông ta. Thái Sở Phong nháy mắt ra hiệu với Sa Đại Bao lại giao lưu ánh mắt với Khang Chí, đó là những ám hiệu đã hình thành bao năm qua khiến ba người họ chẳng cần mở miệng cũng đã biết đó là gì. Ám hiệu của ba người đó là, Thái Sở Phong và Bạch Khởi dẫn Hạ Tưởng đi trước, phạt hành chính. Dọa dẫm còn Phó Tiên Tiên giữ lại giao cho Sa Đại Bao và Khang Chí, cưỡng ép hay vâng theo còn tùy theo thủ đoạn của hai người họ. Đợi sau khi xử lý Hạ Tưởng xong, sẽ nhốt hắn lại, rồi Thái Sở Phong sẽ quay lại và, vui vẻ, với Phó Tiên Tiên. Kế hoạch quá hoàn mỹ, gạo đã nấu thành cơm, ai ai cũng được ăn, thế gọi là có phúc cùng hưởng, song trong từ điển của bọn xấu có họa có cùng chịu hay không thì thật khó mà biết được. Bạch Khởi và hai tên cảnh sát bước lên, lạnh lùng nói. Hãy theo chúng tôi về đồn. Hạ Tưởng là tổng chỉ huy hành động đặc biệt, đó là ngăn chặn lũng đoạn thị trường, thiết lập hệ thống tín dụng xã hội, vốn định thật lòng vì nhân dân lĩnh Nam làm chút việc cho đáng việc. Từ trước tới giờ xoay quanh quá trình phát triển kinh tế ở lĩnh Nam với tốc độ chóng mặt, thì đạo đức và tín dụng đã bị quên lãng. Quả thật, là một tỉnh phát triển nhất trong nước mà mâu thuẫn xã hội khá gay gắt, vấn đề trị an thật đáng lo ngại, không thể xây dựng lại hệ thống tín dụng xã hội thì có tiền để làm gì. Ra cửa lo bị cướp giật, lái xe đẹp thì sợ con bị bắt cóc, sống trong thấp thỏm âu lo, tiền càng nhiều càng không an toàn,
càng bất hạnh, kinh tế càng phát triển càng mỏi mệt, vậy tiền để làm gì? Là tỉnh có nền kinh tế phát triển bậc nhất để làm gì? Hạ Tưởng không chỉ phẫn nộ mà còn quá đau thương, lĩnh Nam là một mảnh vỡ, chỉ phát triển kinh tế thôi mà không nâng cao đạo đức và văn hóa tương ứng, thì giống như học sinh bây giờ chỉ biết tới lý thuyết suông mà thôi, không chú ý giáo dục tư tưởng đạo đức, thì một sinh viên có tri thức lại trở thành hiểm họa cho xã hội. Thì cũng giống như quyền lực nằm trong tay kẻ lạm quyền hám lợi sẽ ăn mòn cả nền móng đảng cầm quyền. Đợi đã. Hạ Tưởng dửng dưng nhưng vẫn dõng dạc. Đợi một người đến đã, rồi đến đồn cũng không muộn. Hạ Tưởng tuyệt đối không thể để Phó Tiên Tiên ở lại một mình, kẻo có quay lại cứu thì đã quá muộn rồi. Đợi người, người nào, đừng lôi thôi, đi mau, không thì sẽ không khách sáo với mày đâu. Bạch Khởi tàn nhẫn đẩy Hạ Tưởng. Đột nhiên, cửa bật mở, 4-5 người vội vã chạy vào, đi đầu là vị rất có quan uy, nhưng không có sự cẩn trọng thường tình mà là sải bước dẫn đường, bỏ lại những người phía sau ở sau lưng, tới trước mặt Hạ Tưởng chưa nói gì đã làm một động tác giật gân, khiến bao người sững sờ, quỳ rạp trên đất. Kể từ lúc một hàng mấy người xuất hiện, gồm cả Khang Chí trong đó, Sa Đại Bao, Thái Sở Phong và Bạch Khởi, đều ngây cả người. Bởi vì người đến không là ai khác. Người đi đầu chính là Bí thư Quận ủy Lam Thiên Trúc Cảnh Hoa, người theo sát sau đó là Cục trưởng Cục Công an Quận Thiên Lam Trần Quang. Trúc Cảnh Hoa và Trần Quang vừa xuất hiện, Khang Chí, Sa Đại Bao và Thái Sở Phong liền nhìn nhau, trong lòng cảm thấy không ổn. Không đợi mấy người có trao đổi ánh mắt thêm nữa, Trúc Cảnh Hoa bất ngờ quỳ bụp một cái xuống trước mặt Hạ Tưởng, liền gây kinh ngạc cho tất cả mọi người ở đó. Thật ra Trúc Cảnh Hoa không phải thật sự quỳ trước Hạ Tưởng, mà là y nhận được điện thoại khẩn cấp. Nghe nói Phó Bí thư Tỉnh ủy Hạ Tưởng bị chém tiền ở quán rượu Hoa Khách, lại bị Sa Đại Bao vây chặn, y vốn dĩ đang nhàn rỗi vừa nghe đã vô cùng sợ hãi. Nếu Phó Bí thư Hạ xảy ra chuyện gì ở quận y quản lý, con đường quan trường của y cũng sẽ kết thúc, quán rượu Hoa Khách là nơi thế nào trong lòng y biết rõ, Sa Đại Bao là loại hàng gì y càng biết rõ, Phó Bí thư Hạ rơi vào tay bọn họ, không chắc sẽ xảy ra bất trắc lớn thế nào. Nếu chẳng may tai họa lớn xảy ra, y muộn một bước chẳng những mũ quan sẽ bị mất, dưới cơn thịnh nộ của Bí thư Trần, nói không chừng y còn phải gánh vác trách nhiệm liên quan. Lòng như lửa đốt, Trúc Cảnh Hoa vội vàng chạy tới, vừa vào cửa, liền phát hiện Hạ Tưởng bị bao vây ở giữa, thậm chí còn bị còng tay, y lúc này kinh hãi vô cùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy bị còng, là sự việc chính trị nghiêm trọng không kịp nhìn qua những người có mặt, cũng không hề để ý đến ánh mắt của Khang Chí và Thái Sở Phong, y làm động tác nhanh nhẹn nhất trong đời. Ba bước thành hai bước đến trước mặt Hạ Tưởng, kết quả không cẩn thận liền vấp phải chân Bạch Khởi, rốt cuộc chân mềm nhũn, liền lập tức quỳ trên mặt đất. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên giống như y bỗng chốc quỳ rạp trước mặt Hạ Tưởng vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, không nói được một câu. Biến cố càng khiến mọi người kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Cục trưởng Cục Công an Quận Lam Thiên Trần Quang vốn dĩ ở sau Trúc Cảnh Hoa, y là cấp dưới, không thể đi quá giới hạn. Vừa bước vào cửa, Trúc Cảnh Hoa bước nhanh thẳng về phía Hạ Tưởng, y vừa sửng sốt đã bị tụt lại đằng xa, bởi vì y không hề biết Hạ Tưởng, trên cả đoạn đường Trúc Cảnh Hoa cứ lo lắng phương diện nào đó, không hề nói với y là ai đã xảy ra chuyện. Chỉ thấy Hạ Tưởng trên TV mấy lần, muốn để Trần Quang vừa nhìn đã nhận ra Hạ Tưởng cũng hơi khó, nhưng khi y bước gần mấy bước, dụi dụi mắt, xác nhận người trẻ tuổi lại điềm tĩnh đứng ở phía trước đường đường là Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hạ Tưởng. Trần Quang bỗng chốc ngừng thở. Sau đó ánh mắt của y liền dừng lại trên đôi tay mang còng của Hạ Tưởng, trong nháy mắt chỉ cảm thấy máu tăng ngùn ngụt, mắt nổ đom đóm, Phó Bí thư Tỉnh ủy bị cảnh sát quận y quản lý còng lại, việc này. Quả thật là chuyện tày trời, việc này, thật sự là muốn đòi mạng già của y. Trần Quang nghĩ đến hậu quả chính trị nghiêm trọng do việc này gây ra, nghĩ đến Hạ Tưởng không những là Phó Bí thư Tỉnh ủy, còn kiêm cả chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Lại nghĩ đến sau khi Hạ Tưởng nhậm chức, liên tiếp ra tay, liên tiếp loại bỏ mấy phó giám đốc sở, quan chức cấp cục trưởng, lấy mũ quan giống như bổ dưa, y liền cảm thấy ngực khó chịu, sau lưng phát tê, đầu đổ mồ hôi lạnh, chân như nhũn ra. Đến lúc Trúc Cảnh Hoa quỳ xuống, trong lòng y hoàn toàn sụp đổ, miễn cưỡng đến bên cạnh Thái Sở Phong, miễn cưỡng nặn ra một câu nói. Thái Sở Phong, tổ tông tám đời nhà mày làm được việc đấy nhỉ? Sau đó trước mặt tối sầm, ngã dầm một cái xuống đất, ngất đi. Một loạt biến cố, như ánh chớp đá lấy lửa,
chỉ xảy ra trong nháy mắt, bí thư quận ủy quỳ xuống, cục trưởng cục công an quận ngất đi, tên ngốc cũng biết đã xảy ra sự việc tày trời chống cự không nổi. Sa Đại Bao đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Khang Chí gần như không suy nghĩ được gì. Thái Sở Phong hoảng sợ đến nỗi cũng mất đi năng lực suy nghĩ, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại có thể. Lẽ nào là mọi người ở đó, ngoại trừ Bạch Khởi, không ai rõ Trúc Cảnh Hoa vì sao lại quỳ lạy người trước mặt. Đang lúc Bạch Khởi không hiểu người bị y còng lại là người thế nào, liền thấy Trần Quang bất ngờ ngất đi. Y vốn dĩ vẫn vì làm Trúc Cảnh Hoa vấp ngã mà trong lòng lo lắng, bây giờ Trần Quang vừa lộ mặt đến một câu còn chưa nói đã ngất ngay tại chỗ, sự lo lắng trong lòng y giống như đang có ngàn quân vạn mã phi nước đại. Đúng lúc này nghe Trúc Cảnh Hoa đang quỳ dưới đất, đến đứng dậy cũng không quan tâm, nói một câu khiến y kinh hồn bạt vía. Phó Bí Thư Hạ, xin anh xử phạt tôi có lỗi. Phó Bí Thư Hạ, Bạch Khởi há to miệng, y không nghe nhầm chứ. Nhân vật cao tầng có thể khiến Bí Thư quận ủy cung kính gọi Phó Bí Thư như thế này, trong ấn tượng của y, người mang họ Hạ, chỉ có một mình Phó Bí Thư tỉnh ủy Hạ Tường. Lẽ nào hắn thật sự là Hạ Tường? Tức là, người mà y dùng còng tay còng lại đường đường là Phó Bí Thư tỉnh ủy. Bạch Khởi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, y bình thường bon chen kiếm ăn kiếm uống, bắt nạt đàn ông ức hiếp đàn bà, thuận tay vơ vét vài cái lợi. Ẩu đả quậy phá còn được, thật sự nếu gặp phải chuyện lớn, y làm gì còn có nửa phần sức mạnh. Đừng nói đối diện với Phó Bí Thư tỉnh ủy, chỉ thấy Phó Bí Thư thành ủy, y cũng không đứng thẳng lưng nổi. Bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh là chuyện thường thấy của nhân vật quan trường. Bạch Khởi sợ tới mức toàn thân run rẩy, hai chân phát run, không đứng vững nữa, người siêu vẹo, mông ngồi xuống đất. Nghĩ lại y lúc nãy hung dữ với Hạ Tưởng Nhất, lại chính tay y còng tay lại. Lớn từng này nhưng trước giờ chưa từng có tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh ủy ở khoảng cách gần như vậy, hôm nay là lần đầu tiên, thì lại còng tay lãnh đạo tỉnh ủy. Nghĩ tới tin đồn có liên quan đến Hạ Tưởng, Bạch Khởi, liền cảm thấy đúng quần ướt cả, đồn trưởng Bạch bình thường uy phong khắp nơi ở quận, khiến ai cũng kính sợ, hôm nay sau khi biết được thân phận của Hạ Tưởng, trước khi Hạ Tưởng còn chưa mở miệng nói, đã sợ hãi vãi cả ra quần. Trong mấy người, tỉnh táo nhất, phản ứng nhanh nhất là Sa Đại Bao. Nguyên nhân của sự việc hôm nay thật ra là do Khang Chí thấy tiền mờ mắt, muốn chém khách, kết quả Sa Đại Bao vừa hay đang âm thầm dòm ngó Phó Tiên Tiên xinh đẹp, nổi tà dâm, hơn nữa việc y làm vốn là buôn bán da thịt không vốn, thường bảo mấy ma cô thuộc hạ đến trường trung học lựa chọn nữ sinh trung học bán dâm cho y, không nghe theo thì dụi thuốc lá lên người, có thể nói không điều tàn ác gì không làm. Việc tính toán như ý của Sa Đại Bao chính là để Khang Chí hại Hạ Tưởng, y chơi Phó Tiên Tiên, ai cũng được lợi. Không ngờ rằng, Hạ Tưởng là một tấm thép, cắn một miếng, rớt cả răng. Thấy tình hình không ổn, thừa lúc người khác không chú ý, y lặng lẽ lùi mấy bước, sau đó trốn đi từ cửa sau. 36 kế, chạy là thượng sách, Sa Đại Bao tự nhận không phải là người trong quan trường, không có giác ngộ quan cao một bậc đè chết người. Bây giờ chuồn mất, Hạ Tưởng vẫn có thể đuổi bắt y sao? Không được nữa thì nhanh chóng trốn chạy, lẽ nào Hạ Tưởng vẫn muốn truy nã y sao? Sa Đại Bao tự cho là thông minh, hơn nữa còn nhẹ tay nhẹ chân, lại không ai chú ý đến y chắc chắn có thể toàn thân rút lui. Im lặng không tiếng động rút lui đến cổng, bản lĩnh trộm cắp được nuôi dưỡng từ nhỏ, bây giờ phát huy tác dụng, y đẩy cửa sau, thấy bên ngoài không một bóng người, đến chiếc xe đẹp dựng trước cổng cũng không thèm nữa. Mà nhanh chân bỏ chạy. Mới chạy vài bước, bỗng nhiên cảm thấy đâu đó không đúng, cảm giác sau lưng dường như có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào y. Bản năng của con người có đôi khi phán đoán vô cùng chuẩn xác, cảm giác lo lắng trong lòng Sa Đại Bao càng lúc càng mãnh liệt, càng chạy càng nhanh. Lúc y đã chạy xa khỏi mười mấy mét, bên tai vang lên âm thanh bằng một cái. Sa Đại Bao từng bắn súng, cũng từng nổ súng làm bị thương người khác, trong đầu lập tức phản ứng lại là tiếng súng. Chỉ có điều lúc ý thức được có người nổ súng, liền cảm giác sau lưng bị một lực rất mạnh tấn công, một sự đau đớn ghê gớm truyền đến, người y đổ về phía trước, ngã xuống đất, không động đậy được nữa. Trong quán rượu, hiện tại miễn cưỡng duy trì sự bình thường, chỉ có Thái Sở Phong và Khang Chí. Thái Sở Phong bây giờ đã xác định người trước mắt chính là Phó Bí Thư Hạ Tưởng, sau kinh ngạc lúc ban đầu, y ít nhiều hồi phục sự bình tĩnh, tuy rất sợ hãi. Tuy rất rõ có khả năng sẽ đối mặt với cơn giận lôi đình của Hạ Tưởng, nhưng y tự nhận hậu đài vững chắc, Hạ Tưởng không thể làm gì y, cùng lắm là chửi mắng y một trận là xong.
y chẳng những quan hệ tâm đầu ý hợp với cục trưởng cục công an thành phố Hàng Minh, tình cảm qua lại với Lâm Song Bồng cũng không nhạt, hơn nữa y còn là em họ của bí thư chính ủy tỉnh Ngưu Nguyên Hải. Có một mạng lưới quan hệ tầng tầng lớp lớp, Hạ Tưởng dám phạm phải sai lầm lớn nhất trong thiên hạ cũng sẽ nhất định muốn xử lý y sao? Cho là Hạ Tưởng muốn, cũng không động nổi đến gốc rễ của y. Thái Sở Phong thầm chửi Trần Quang không có triển vọng, lại có thể bỗng chốc sợ ngất đi, thật chưa từng thấy cảnh thằng nhà quê như thế. Khang Chí và Thái Sở Phong suy nghĩ gần giống nhau, y lúc nãy cũng bị việc Trúc Cảnh Hoa quỳ xuống dọa không biết làm sao, nhưng sau cơn sợ hãi, cũng nhìn ra đầu mối, là Bạch Khởi không cẩn thận gạt ngã Trúc Cảnh Hoa, đã như thế, y vẫn thầm khua chiêng gõ trống, chém một nhát lớn trên đầu quan lớn tỉnh ủy, quán rượu của y xem như là nơi độc nhất vô nhị trên cả nước. Tuy chém Hạ Tưởng một phát, nhưng sau sự việc đưa lên mấy trăm ngàn, chắc chắn có thể lấp được việc này. Còn chuyện còng Hạ Tưởng, là chuyện của cảnh sát, không liên quan nhiều đến y, chỉ là lúc nãy trợn mắt nói bừa, yểm trợ thay Sa Đại Bao, chắc chắn sẽ khiến Hạ Tưởng rất không vui, nhưng Hạ Tưởng cũng không thể vì một câu nói bậy của y mà làm gì y. Cùng lắm là đóng cửa nhà hàng hoa khách, qua một thời gian lại mở cửa kinh doanh thôi. Khang Chí đưa ra tính toán xấu nhất. Lúc này, trong nhà hàng, bầu không khí kỳ lạ, cảnh tượng cũng kỳ lạ, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở Hạ Tưởng. Hạ Tưởng giơ tay đỡ Trúc Cảnh Hoa dậy. Đồng chí Cảnh Hoa, sao lại không cẩn thận thế này, bước đi cũng té ngã. Lại nhìn Trần Quang đang ngất dưới đất và Bạch Khởi đang ngồi liệt dưới đất, nói. Sao bây giờ tố chất cơ thể của cảnh sát đều kém như vậy? Động chút là ngất đi, làm sao bảo vệ an toàn sinh mạng của quần chúng nhân dân? Làm sao tranh đấu với kẻ xấu việc xấu? Hạ Tưởng vừa dứt lời, những người có mặt đều nghe thấy rõ ràng tiếng súng vang lên từ bên ngoài, Khang Chí và Thái Sở Phong sớm đã phát hiện lại giả vờ không chú ý đến Sa Đại Bao chuồn đi, lập tức thay đổi sắc mặt. Lẽ nào là, thuộc hạ của Hạ Tưởng giết chết Sa Đại Bao? Làm sao có thể? Sớm đã từng nghe danh hiệu Mặt Ngọc Hạ Tưởng, Thái Sở Phong vẫn cứ cho rằng là lời đồn sai nói ngoa của người ngoài giới. Hạ Tưởng mạnh mẽ đi nữa cũng có thể mạnh mẽ đến đâu, con rồng mạnh khó đẻ đầu rắn địa phương mãi mãi là một chân lý. Nhưng sau tiếng súng, Thái Sở Phong và Khang Chí nhìn nhau, không hẹn mà cùng kinh hồn bạt vía. Trúc Cảnh Hoa tuy mất mặt khi đã quỳ xuống, lại không lòng dạ nào để ý, có lẽ sẽ khiến Phó Bí Thư Hạ không truy cứu trách nhiệm của y nữa cũng chưa biết được, bởi vậy y chỉ hơi lúng túng, sau khi được Hạ Tưởng dìu dậy, lập tức quát Thái Sở Phong. Còn không mau mở còng cho Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng lại nói một câu khiến Trúc Cảnh Hoa suýt nữa lại quỳ xuống đất. Không cần, tôi đợi đồng chí Lâm Song Bồng đích thân đến mở cho tôi. Nếu nói một tiếng súng lúc nãy, tương đương với sự cảnh cáo gián tiếp đối với Thái Sở Phong và Khang Chí, thì hành động Hạ Tưởng kiên quyết phải đợi Lâm Song Bồng đích thân mở còng tay cho y, đồng nghĩa với đòn cảnh tỉnh trực tiếp. Tuy giọng Hạ Tưởng nói rất nhẹ, cũng không nghiêm khắc, nhưng lại lộ ra một sự kiên quyết không có gì nghi ngờ, ngụ ý chính là, sự việc hôm nay, đừng mong dễ dàng kết thúc. Khang Chí cảm giác hai chân hơi nhũn ra. Phó Bí Thư Hạ, là tôi không đúng, tôi sai rồi, xin anh trừng phạt tôi. Phó Bí Thư Hạ, Thái Sở Phong cũng không thể không tỏ thái độ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, lúc nãy nếu Phó Bí Thư Hạ sớm tỏ rõ thân thận, cũng sẽ không có chuyện thế này, Phó Bí Thư Hạ đại nhân đại lượng. Anh hãy rộng lòng, để tôi mở. Thái Sở Phong cúi đầu khom lưng, mặt mũi như nô tài, tuy nhiên cũng không thừa nhận, bộ dạng của y vẫn thật sự khiến lãnh đạo cấp trên bình thường hết cách với y. Đáng tiếc, Hạ Tưởng không phải là lãnh đạo cấp trên bình thường. Thái Sở Phong tiến gần hơn về phía trước, Hạ Tưởng lùi lại sau một bước, ngồi lại xuống ghế, cười lạnh lùng một tiếng. Hiểu lầm, Phó Cục trưởng Thái, hiểu lầm của anh thật là qua loa. Nếu tôi không phải Phó Bí Thư tỉnh ủy, chỉ là một du khách bình thường đến Dương Thành du lịch, hôm nay có phải là chẳng những bị chém 30.000 đồng, sau đó đến em gái của Chủ tịch tỉnh Phó cũng bị các anh làm nhục không? Cả nước chỉ có một Chủ tịch tỉnh Phó, là Phó Tiên Phong sức mạnh trung kiên của nhà họ Phó mà ai ai cũng biết, Thái Sở Phong tuy chỉ là một Phó Cục trưởng nhỏ bé của Phân Cục Công an quận Lam Thiên Dương Thành, nhưng đối với Phó Tiên Phong danh tiếng khắp thiên hạ cũng nghe như sấm bên tai. Một câu em gái của Chủ tịch tỉnh Phó của Hạ Tưởng, giống như một nhát búa nặng đánh trúng ngực của Thái Sở Phong. Phó Tiên Phong tuy chỉ là Chủ tịch tỉnh Tương, nhưng con người anh ta làm việc ân oán rõ ràng, hơn nữa tính cách ra tay không chừa lối thoát,
cho dù Thái Sở Phong ở xa tận Dương Thành cũng có nghe tới, vừa nghe, suýt nữa sợ hãi rất cả cằm. May là không để Sa Đại Bao động đến Phó Tiên Tiên, nếu không không cần Hạ Tưởng ra tay, dưới sự tức giận của nhà họ Phó, thậm chí dám mang người từ Bắc Kinh giết thẳng đến Dương Thành, cũng phải đòi phân thây Sa Đại Bao. Mà y phỏng chừng cũng không thoát đi đâu được, nói không chừng cũng sẽ phơi thây đầu đường. Tay Thái Sở Phong đơ giữa không trung, không đưa ra trước được chút nào nữa, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Khang Chí muốn nói gì đó, lại nuốt trở vào, tình hình hiện tại nói gì thêm nữa cũng vô dụng, y bèn yên lặng đưa mắt ra hiệu với chọc đầu, ám chỉ chọc đầu lập tức điện thoại báo cho Khang Hiếu. Có lẽ, chỉ có Khang Hiếu mới có thể giải vây. Phó Bí Thư Hạ, mở ra trước đã. Được không, cứ đeo cái đồ này như thế, tôi thấy khó chịu. Trúc Cảnh Hoa mặt như đưa đám nói, y thật sự khó chịu muốn chết, bởi vì y phải chịu trách nhiệm liên quan. Hạ Tưởng khoát tay. Cảnh Hoa, xảy ra chuyện thế này, tôi rất đau lòng. Tỉnh ủy tổ chức hành động đặc biệt đã được một thời gian rồi, quận Lam Thiên không hề nghiêm túc thực hiện tổ chức công tác của tỉnh ủy. Chiếc mũ lớn trên đầu bị lấy xuống, Trúc Cảnh Hoa càng thấp thỏm lo âu trong lòng, hận chết Thái Sở Phong, y giữ tợn chừng Thái Sở Phong một cái. Thái Sở Phong lại không hề sợ Trúc Cảnh Hoa, tuy Trúc Cảnh Hoa là người lãnh đạo trực tiếp của y, nhưng quyền quyết định vận mệnh của y một chia làm hai, Trúc Cảnh Hoa chỉ chiếm một nửa, nửa còn lại, nằm trong tay Cục trưởng Cục Công an thành phố Hướng Dân Tân, tức là Trúc Cảnh Hoa trong trường hợp Hướng Dân Tân chưa gật đầu, không thể cách chức y ngay tại chỗ. Chủ yếu còn một điều, hậu đài của y cứng rắn, Trúc Cảnh Hoa không dám vì lấy lòng Hạ Tưởng mà đắc tội với y. Phó Bí Thư Hạ, đang lúc rằng co, lâm vào thế khó phân thắng bại, Lâm Song Bồng rốt cục cũng tới rồi. Xuất hiện cùng Lâm Song Bồng, lại còn có Trương Lực. Sự xuất hiện của Trương Lực, khiến Trúc Cảnh Hoa rất ngạc nhiên, Trương Lực thân phận đặc biệt, chẳng những quan hệ riêng tư của y vô cùng phức tạp, quan trọng nhất là thư ký chủ tịch tỉnh. Sự xuất hiện của y, là với thân phận cá nhân hay là đại diện Mễ Kỷ Hòa đích thân tới, ý nghĩa không hề giống nhau. Lâm Song Bồng còn không biết sự việc nghiêm trọng thế nào, sau khi nhận được thông báo, vội vàng chạy tới, trên đường trong lòng còn nghĩ, Hạ Tưởng lại đào hố cho y, hay là sắp đặt cái bẫy. Lẽ nào là Hạ Tưởng không cam lòng sự tiếp xúc của Diệp Thiên Nam và nhà họ Quý, mượn cớ gây sự, muốn trả một vố. Ôm tâm trạng một phần khó hiểu mấy phần bất mãn. Lúc Lâm Song Bồng đang muốn xuất phát chạy đến nhà hàng hoa khách, bối cảnh của nhà hàng hoa khách y đương nhiên rất rõ, Trương Lực lại đột nhiên đề xuất muốn đi cùng y, y cũng không tiện từ chối, bất luận Trương Lực xuất phát từ mục đích gì, y hoàn toàn chưa nghĩ sâu xa. Không phải không muốn suy nghĩ dụng ý của Trương Lực, mà là không kịp nghĩ nhiều. Lâm Song Bồng lắng nghe báo cáo điện thoại trên đường, chỉ biết đại khái, cho rằng sự việc rất dễ giải quyết, để nhà hàng hoa khách nhận lỗi xin lỗi và bồi thường thiệt hại là được. Y thậm chí còn trách Hạ Tưởng chuyện bé xé ra to, chuyện lớn bao nhiêu đâu, cứ muốn kinh động y ra mặt, dù sao y cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy. Đến lúc đẩy cửa phòng, Lâm Song Bồng liền lập tức dựng lên chính trị quan chính xác, cho dù không thông báo y đến, y cũng phải đến, bởi vì sự việc thật sự làm lớn rồi, e rằng y cũng không giải quyết nổi. Phó bí thư tỉnh ủy bị còng lại, là sự việc chính trị nghiêm trọng, mấy quan lớn nhỏ có mặt. Nếu là cách chức hết thì hơi quá, nhưng xử phạt toàn bộ thì không thoát một người, nói không chừng dưới cơn thịnh nộ của Trần Hạo Thiên, đến y cũng khó chối được tội này. Lâm Song Bồng suy cho cùng giác ngộ chính trị cao hơn Trúc Cảnh Hoa, Thái Sở Phong nhiều, sau sự kinh hãi trong chớp mắt, lập tức lại ý thức được một vấn đề quan trọng hơn khác, bỗng chốc ướt cả lưng. Hành động đặc biệt triển khai đến nay, ngoại trừ Hạ Tưởng đích thân tới Hồng Hoa cách chức mấy tên tham ô ngay tại chỗ, thì không có tiến triển quan trọng khác. Dương Thành càng đối đãi tiêu cực, không hề có một lần hành động quy mô lớn. Chính vì Dương Thành bất động, các thành phố địa phương khác cũng im hơi lặng tiếng, đều đang xem chừng thế nào, Hạ Tưởng phỏng chừng sớm đã muốn bắt đầu từ Dương Thành, đang lo tìm không được điểm đột phá, việc hôm nay, đồng nghĩa với việc tạo ra một cơ hội tốt cho Hạ Tưởng. Đường đường phó bí thư tỉnh ủy ăn cơm bị chém, hệ thống tín nhiệm của Dương Thành nên đến lúc xây dựng lại. Nghĩ thông được điểm này, Lâm Song Bồng sợ sệt kinh hãi. Không được, bị Hạ Tưởng bắt được thóp của y, vốn dĩ sự việc kẹt đường lần trước còn chưa hoàn toàn qua đi, vốn muốn mời Diệp Thiên Nam đến Hoa Mai trả lại một vố, lại không ngờ Hạ Tưởng khéo léo tận dụng lợi thế, mượn một lần chém khách, lần nữa đặt y vào ranh giới khó cả đôi đường.
Lâm Song Bồng gần như phải ngửa mặt lên trời thở dài, đã sinh bồng, sao còn sinh tưởng. Chỉ có điều thở dài thì thở dài, việc nên làm vẫn phải làm, hơn nữa còn phải không được qua loa chút nào. Bước nhanh đến trước Hạ Tưởng, Lâm Song Bồng hơi cúi đầu cong lưng. Phó Bí Thư Hạ, xin anh phê bình tôi, là sai lầm trong công tác của tôi, để anh phải sợ rồi. Lại quay lưng nói với Trúc Cảnh Hoa. Bí Thư Trúc, sao còn không mở còng cho Phó Bí Thư Hạ? Trúc Cảnh Hoa nghẹn đi. Phó Bí Thư Hạ nói. Hạ Tưởng giơ giơ chiếc còng trên tay. Tôi vốn bảo phải mời đồng chí Song Bồng mở dùm tôi, tuy nhiên bây giờ đổi chủ ý rồi, phải mời đồng chí Ngưu Nguyên Hải đích thân đến mở ra cho tôi. Nếu Bí Thư Ngưu không chịu, tôi thật không sợ mang còng tay về tỉnh ủy, tin là Bí Thư Trần cũng được, Chủ tịch tỉnh Mễ cũng được, đều vui lòng tự tay mở ra cho tôi. Lâm Song Bồng suýt nữa lùi lại mấy bước, lại chửi thề mấy câu, tuy nhiên suy cho cùng vẫn là trí tuệ chính trị chiến thắng sự kích động. Phó Bí Thư Hạ, tôi biết anh chịu ấm ức, tôi trịnh trọng hứa với anh, việc hôm nay chắc chắn sẽ cho anh một trả lời vừa lòng, nếu không vừa lòng, xin anh xử phạt tôi. Đồng chí Song Bồng, anh trước tiên đừng vội ôm trách nhiệm, nợ phải tính từng món một. Hạ Tưởng vừa nói xong, vẻ mặt thản nhiên bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm khắc, ánh mắt như điện nhìn Trương Lực. Thư ký Trương, anh nói thử xem là hàng hoa khách chẳng những lũng đoạn thị trường, còn tồn tại hành vi lừa gạt giá cả nghiêm trọng, nên xử lý thế nào mới thích hợp. Lâm Song Bồng hít một hơi lạnh, Hạ Tưởng muốn bắt Trương Lực khai đao. Sau sự việc đào hầm lần trước, Lâm Song Bồng đã biết một điều, Hạ Tưởng nhất định biết Trương Lực có tác dụng bắt cầu giật dây trong sự việc Mộc Phong, Hạ Tưởng chắc sẽ có thủ đoạn công khai và âm thầm đối đầu với y, vậy thì tất nhiên sẽ không khách sáo với Trương Lực. Đừng thấy Trương Lực là thư ký của Mễ Kỳ Hỏa, nhưng nếu Trương Lực vi phạm nguyên tắc lớn của Hạ Tưởng, Mễ Kỳ Hỏa sẽ không bao che khuyết điểm, thậm chí còn sẽ vứt bỏ Trương Lực không hề do dự. Trương Lực và Hạ Tưởng khi ở Bắc Kinh từng có qua lại xem như bạn bè, Lâm Song Bồng cũng rõ, nhưng cũng chính vì thế, y mới phỏng đoán Hạ Tưởng đối với Trương Lực có thành kiến lớn rồi. Lâm Song Bồng không hề đồng cảm với Trương Lực, ngược lại, y còn hơi có ý xem thường Trương Lực, cho rằng Trương Lực vì một người con gái mà không kiên định lập trường chính trị, thật sự là rất không nên. Bây giờ, Hạ Tưởng chuyển họng súng, y lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, muốn xem Trương Lực sẽ hóa giải đề khó Hạ Tưởng đưa ra thế nào. Trương Lực quả thật khó xử. Nói nặng đi, sẽ đắc tội với Khang Chí và Khanh Hiếu, nói nhẹ đi, có khả năng sẽ khiến Phó Bí Thư Hạ thêm thành kiến sâu sắc với y. Y rất rõ, lúc Đường Thiên Vân dưới sự bày mưu đặt kế của Hạ Tưởng mà điện thoại mời y đến nhà hàng hoa khách, y sẽ đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn trước giờ chưa từng có. Trương Lực liền hiểu, nội tình y ở giữa phối hợp tác chiến trong sự việc Mộc Phong, đã bị Phó Bí Thư Hạ tra ra rồi. Do dự khoảng vài giây, Trương Lực khó khăn mở miệng. Tôi cho rằng, đang lúc tỉnh ủy bắt đầu xây dựng kiến tạo, sự việc nhà hàng hoa khách chặt chém khách tính chất vô cùng xấu xa, tình tiết vô cùng nghiêm trọng, nên ngừng kinh doanh chấn chỉnh, và phạt nặng. Song Bồng, anh có đồng ý với cách nghĩ của Trương Lực không? Hạ Tưởng lại đá bóng vào chân Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng không chút do dự nói. Tôi hoàn toàn đồng ý. Kết quả xử lý việc lũng đoạn thị trường là ngừng kinh doanh chấn chỉnh. Nếu nhà hàng hoa khách còn tồn tại các hành vi cưỡng bức, mại dâm chơi gái, Khang Chí thân làm chủ nhà hàng hoa khách, nên xử lý thế nào? Khang Chí sắc mặt lập tức trắng bệch. Phó Bí Thư Hạ, Lâm Song Bồng cũng hoảng hốt, Khang Chí là cháu trai của Khang Hiếu, lại là bạn tri kỷ của Trương Lực, lại có mạng lưới quan hệ tầng tầng lớp lớp ở Dương Thành, Hạ Tưởng là muốn một phát loại bỏ Khang Chí, lẽ nào là muốn làm giải phẫu lớn, y chừng Khang Chí một cái trước. Không có chỗ cho anh nói. Rồi vội giải thích với Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, sự việc còn phải xác minh thêm bước nữa, bây giờ hay là về tỉnh ủy đã, tình hình cụ thể tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ hơn. Hạ Tưởng khoát tay. Đồng chí Song Bồng, về vấn đề xử lý Khang Chí như thế nào, tôi không hỏi anh. Lâm Song Bồng bỗng nhiên sững đi, còn chưa phản ứng lại, đã thấy Hạ Tưởng hướng về cửa sau nhà hàng, cao giọng nói. Tôi là hỏi Bí Thư Mưu và Bí Thư Hướng. Cửa sau vừa vang lên, Bí Thư Chính ủy tỉnh kiêm Giám đốc Sở Công an tỉnh Ngưu Nguyên Hải và Bí Thư Chính ủy thành phố kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Hướng Dân Tân, theo tiếng đẩy cửa đi vào. Mà phía sau Ngưu Nguyên Hải và Hướng Dân Tân, mấy người khiêng một người, rõ ràng là Sa Đại Bao đang sống dở chết dở.
Tình thế phát triển đến hiện tại, không chỉ Khang Chí, Thái Sở Phong đã hoàn toàn không suy nghĩ được gì, không hiểu tại sao trong nháy mắt, người nên đến đều đến cả, người không nên đến cũng đã đến. Hạ Tưởng vẫn cứ ở ngay trước mắt không rời đi một khắc, ai thay hắn ở đằng sau bố trí tất cả từng bước như thế. Ngay đến Lâm Song Bồng và Trương Lực cũng sợ ngây người, Ngưu Nguyên Hải và Hướng Dân Tân đã đến từ khi nào rồi. Điều càng khiến Lâm Song Bồng kinh ngạc hơn là, Sa Đại Bao lại làm sao rồi? Xem ra giống như đã chết vậy, không đúng, có lẽ chưa chết, nhưng cả người mềm nhũn, rõ ràng là đi đứng đều không được. Sao lại ra tay ác như vậy? Lâm Song Bồng lúc này còn không biết Sa Đại Bao uy hiếp Hạ Tưởng, càng không biết đằng sau toàn bộ sự việc rốt cuộc xảy ra điều gì, nhưng có một điều y xem như đã hiểu rõ, thật ra Hạ Tưởng mời y đến, hoàn toàn không phải mời y đến giải vây, mà là mời y đến xem kịch, phỏng chừng cùng lúc với việc mời y, không chừng có lãnh đạo tỉnh ủy nào đó cũng được mời. Lấy danh nghĩa phó bí thư tỉnh ủy ra lệnh sai khiến, nhìn cả lĩnh Nam, ngoại trừ Trần Hạo Thiên và Mễ Kỷ Hỏa, ai dám không nghe. Hoặc nói, thật ra Hạ Tưởng đã âm thầm bố trí xong tất cả, mời y đến, chỉ là muốn y tỏ thái độ và làm điểm tựa. Lại thấy phía sau Ngưu Nguyên Hải và Hướng Dân Tân, là một người thần khí vững vàng, tuổi không lớn, lại rất lão luyện thành thục, bước đi ung dung, thậm chí còn có vẻ mặt như cười như không, không phải ai khác, chính là Đường Thiên Vân. Ồ, Lâm Song Bồng ít nhiều hiểu được chút gì đó, chắc chắn là Đường Thiên Vân theo lệnh Hạ Tưởng, ở đằng sau sắp xếp tất cả, nhưng... Điều Lâm Song Bồng không thể hiểu nổi là, trước đây sao lại không phát hiện ra Đường Thiên Vân còn có bản lĩnh chỉ huy như thế. Lâm Song Bồng vẫn thật sự đoán đúng rồi, người bố trí hoàn tất và sắp xếp thỏa đáng tất cả, chính là Đường Thiên Vân. Hạ Tưởng đi ra ngoài, trừ phi là việc công, việc cá nhân thường không mang theo thư ký, so với các quan lớn cấp phó tỉnh khác, hắn xem như rất có cá tính. Sau khi vừa cùng Phó Tiên Tiên ra cửa, dưới sự nhắc nhở của chọc đầu, hắn lập tức thông báo Đường Thiên Vân, yêu cầu Đường Thiên Vân mang người đến nhà hàng hoa khách, và còn đặc biệt dặn dò chú ý mấy việc. Đường Thiên Vân tuy thời gian ở bên cạnh Hạ Tưởng không dài, nhưng trong sự chín chắn của y, tự có chủ kiến và chừng mực, đối với ý đồ của Hạ Tưởng cũng lĩnh hội rất thông suốt, lại thêm vào y trong lòng hiểu rõ nhà hàng hoa khách là nơi thế nào, liền thông báo ngay cho Trúc Cảnh Hoa và Lâm Song Bồng. Tiếp theo, sau khi gọi điện cho Hướng Dân Tân, anh ta lại đích thân gõ cửa văn phòng của Ngưu Nguyên Hải. Phó Bí Thư Hạ An nguy tính mạng bị uy hiếp, Ngưu Nguyên Hải sao dám có nửa phần chậm trễ, lập tức xuất phát cùng Đường Thiên Vân chạy thẳng đến nhà hàng hoa khách. Ngưu Nguyên Hải đi rất vội vàng, cũng không biết là cố ý hay vô tình, trong lúc sơ suất quên mang người đến, đi đến nửa đường y mới vỗ đầu nói. Quên mang người rồi. Đường Thiên Vân lại cười thản nhiên. Không phiền Bí Thư Ngưu nữa. Cục trưởng Hướng đã mang người tới trước rồi, cảnh sát của Cục Công an thành phố đối phó với thế lực xấu xa, càng thuận buồm xuôi gió hơn so với Sở Công an tỉnh. Ngưu Nguyên Hải trong lòng không khỏi căng thẳng, sao giọng điệu nói chuyện và vẻ mặt đã tính trước mọi việc của Đường Thiên Vân, không khác gì với Hạ Tưởng, y mới theo Hạ Tưởng thời gian bao lâu, đã học được điệu bộ của Hạ Tưởng rồi. Tuy trong lòng oán thầm, nhưng vẫn không thể không cảm thán Đường Thiên Vân trong nét mặt không đổi sắp xếp tất cả thật thỏa đáng. Trước đây vẫn xem thường Đường Thiên Vân, đồng thời y trong lòng cũng kinh ngạc, Hướng Dân Tân dựa vào Hạ Tưởng từ khi nào vậy? Hướng Dân Tân đâu chỉ dựa vào Hạ Tưởng, hơn nữa còn dựa vô cùng chặt chẽ. Sau khi nhận được điện thoại của Đường Thiên Vân, Hướng Dân Tân triệu tập ngay mấy viên cảnh sát, đến nhà hàng hoa khách với tốc độ nhanh nhất, và theo kế hoạch đã định, im lặng không lên tiếng mai phục bốn phía. Từ sau khi Ngô Công Tử đại náo lần trước, dưới sự giới thiệu của Lý Dật Phong, Hướng Dân Tân nhanh chóng đến gần và dựa sát Hạ Tưởng, quan hệ thân thiết giữa y và Hạ Tưởng, vì cách bảo mật thích hợp, vẫn không có mấy người biết. Phải thừa nhận, Hạ Tưởng có thể có được niềm tin và sự dựa dẫm của Hướng Dân Tân, thì không thể không có sự phối hợp chặt chẽ của Lý Dật Phong trong đó. Nếu là bình thường, Hướng Dân Tân cũng không xử lý Sa Đại Bao, suy cho cùng y và Sa Đại Bao chưa từng có mâu thuẫn, tuy Sa Đại Bao làm sằng làm bậy ở Dương Thành, vết xấu loang lổ. Y không có chuyện gì là không biết, nhưng Sa Đại Bao ở trên có người, Sa Đại Bao cũng chưa từng đắc tội với y, lại không có quan trên mở miệng đòi tiêu diệt gã, y hà tất phí công sức làm chuyện không được kết quả tốt. Thật ra cũng không thể trách Hướng Dân Tân thân làm Cục trưởng Cục Công an không hết chức trách, rất nhiều tình huống ở khắp nơi trong nước đều tương tự, sự lớn mạnh của thế lực đen tối, nếu không phải có ô dù của cấp trên,
thì cũng là ô dù của cục công an, hai cái phải có một, nếu không ở nền chính trị trong sạch trong nước, tuyệt đối không có khả năng có thổ nhưỡng để sinh trưởng. Hướng Dân Tân tuy không hết chức trách, ít nhất y không bao che thế lực xấu xa, không đóng vai ô dù không màu sắc, cũng chính vì thế, y mới có được sự tán thưởng của Hạ Tường. Việc hôm nay, Đường Thiên Vân nhiều lần nhấn mạnh, sự an nguy của Phó Bí Thư Hạ hoàn toàn gắn với một mình Hướng Dân Tân, tuy Phó Bí Thư Hạ cũng mời được Mưu Nguyên Hải, nhưng Phó Bí Thư Hạ đặc biệt chỉ ra, chỉ để Cục Công an thành phố điều động cảnh lực. Hướng Dân Tân rất cảm động với sự tín nhiệm của Phó Bí Thư Hạ. Vừa mới bố trí lưới bủa vây xong, liền có người rơi vào lưới, lại là Sa Đại Bao. Sa Đại Bao uy hiếp an nguy tính mạng Phó Bí Thư Hạ như thế nào, quá trình cụ thể Hướng Dân Tân vẫn chưa được biết, tuy nhiên nhìn bộ dạng hốt hoảng chật vật chạy trốn của Sa Đại Bao, y vẫn quyết đoán đưa ra lệnh nổ súng. Dám uy hiếp tính mạng Phó Bí Thư Hạ, thà giết lầm, không bỏ sót. Càng huống hồ Hướng Dân Tân sớm đã muốn tấn công thế lực xấu xa, làm kinh sợ băng đảng xấu xa lớn nhỏ ngày một điên cuồng ngang ngược của Dương Thành, cũng tiện thể thể hiện chức trách làm cục trưởng cục công an của y. Đương nhiên, Hướng Dân Tân cũng sẽ không thể không hỏi ngọn ngành thì đã giết người ngay, bắn chúng Sa Đại Bao, chỉ là đạn cao su. Sau khi bắt được Sa Đại Bao vẫn rất ngang ngạnh, gì cũng không chịu nói. Vừa may chọc đầu vừa điện thoại cầu cứu Khang Hiếu xong, vừa bước ra, lại bị Hướng Dân Tân tóm lấy. Chọc đầu bị bắt, Hướng Dân Tân cũng không khách sáo, đang muốn ra tay xử lý chọc đầu một trận, chọc đầu nhút nhát hơn Sa Đại Bao nhiều, lập tức kể lại hết đầu đuôi ngọn ngành sự việc, và đến đoạn sau cùng khi Hạ Tưởng vỗ vai y bảo y mật báo chính là đã tự cứu mạng mình, cũng được vội vàng nói ra như hiến vật báu, chỉ sợ muộn một bước sẽ bị đánh tơi tả như Sa Đại Bao. Nghe lời của chọc đầu xong, sắc mặt của Đường Thiên Vân chùn xuống đáng sợ, chỉ nói với Hướng Dân Tân một câu. Cục trưởng Hướng, sự việc hôm nay là một cơ hội to lớn, Phó Bí Thư Hạ phải mượn cơ hội để lập uy. Hành động đặc biệt, nếu nói từ phương diện lớn, Nhâm Xương chính là điểm đột phá. Nếu nói từ phương diện nhỏ, nhà hàng Hoa Khách là điểm đột phá. Hướng Dân Tân đã rõ, ám chỉ của Đường Thiên Vân chính là, có thể làm mạnh tay, chuyện hôm nay, càng lớn càng tốt. Hướng Dân Tân liền hạ lệnh xuống, phải khiến Sa Đại Bao biến thành cát thật. Kết quả Sa Đại Bao bị nhét vào trong xe cảnh sát bên cạnh, không bao lâu đã bị gãy cả tay chân. Đối phó với loại rác rưởi, thì không thể chú ý nhân từ và nhân quyền, bởi vì lúc bọn chúng ra tay tàn nhẫn với bà con vô tội, lúc cưỡng bức thiếu nữ tuổi 16-17 tuổi bán dâm, trong lòng bọn chúng không có một chút nhân tính. Đối với thứ không có nhân tính, nói nhân quyền không khác nào nói chuyện tự do và dân chủ kiểu Mỹ với heo. Hướng Dân Tân cũng biết, nếu là công khai thẩm tra, Sa Đại Bao được nuôi mập mạp trắng trẻo, lại ngâm thêm một năm rưỡi, cuối cùng kết án mười mấy năm, sau đó giam năm ba năm có lẽ lại cho ra. Nếu như thế, chỉ bằng để y hành xử chính nghĩa trước. Sa Đại Bao đều đã làm những việc tàn nhẫn gì, Hướng Dân Tân đều rõ hơn ai hết, y cũng hận thấu xương Sa Đại Bao, bởi vì sự tồn tại của loại người như Sa Đại Bao, chính là sự miệt thị và mỉa mai đối với cục trưởng cục công an y. Nhưng y không dám động đến Sa Đại Bao, y không gánh vác được hậu quả của việc đắc tội với nhân vật cao tầng. Bây giờ tốt rồi, có Phó Bí Thư Hạ thay y che mưa chắn gió, thêm vào việc Sa Đại Bao dám uy hiếp an toàn tính mạng của quan cao cấp phó tỉnh, y liền thay cảnh vệ của Phó Bí Thư Hạ đàng hoàng xử lý Sa Đại Bao một chút. Sau khi xử lý xong Sa Đại Bao, Mưu Nguyên Hải mới vội vã tới. Thật ra Mưu Nguyên Hải vốn đi cùng Đường Thiên Vân, giữa đường, Đường Thiên Vân cố ý đi trước một bước, đến trước mấy phút, cũng là để thuận tiện sắp xếp mọi việc. Mưu Nguyên Hải đang vui mừng được biết thời biết thế, y níu lấy ý nghĩ, biết được càng ít trách nhiệm phải gánh vác sẽ càng ít, dự định cố hết sức đưa ảnh hưởng của sự việc hạ xuống mức thấp nhất. Chỉ có điều trí tuệ chính trị của Mưu Nguyên Hải chung quy kém hơn Lâm Song Bồng một chút, ngay đến lúc này y vẫn không ý thức được, Hạ Tưởng mời y đến, không phải là mời y đến xem cảnh náo nhiệt, càng không phải để y đứng ngoài cuộc. Mà là sẽ đưa ra một đề lựa chọn vô cùng khó khăn để tuyển chọn, nhưng nhất định phải lựa chọn, bắt y phải làm. Tuy nhiên Mưu Nguyên Hải suy cho cùng cũng là người từng trải, khi thấy Hướng Dân Tân vội vàng ra tay tàn nhẫn với Sa Đại Bao trước khi y đến, gần như xử lý Sa Đại Bao không còn gì, y liền rất kinh ngạc, Hướng Dân Tân trước nay vẫn cứ muốn làm gì đó ở Dương Thành nhưng bất lực, bây giờ rốt cuộc tìm được điểm tựa, muốn thể hiện bản lĩnh rồi sao? Hướng Dân Tân quá ngây thơ rồi. Hạ Tưởng sớm muộn sẽ rời khỏi lĩnh Nam,
y bây giờ theo sát bước đi của Hạ Tưởng, đắc tội với thế lực địa phương của lĩnh Nam, đợi Hạ Tưởng đi khỏi, y lẽ nào cũng có thể điều theo đến Bắc Kinh. Vừa nghĩ, Mưu Nguyên Hải vừa chậm rãi không để ý đẩy cửa phòng, bước vào phòng trong nháy mắt, ánh mắt của y dừng lại trên đôi tay đang mang còng của Hạ Tưởng, giống như một ánh sáng chói lóa chiếu rọi vào đôi mắt y lập tức trừng hai mắt, kinh ngạc không thể tin được. Lại nhìn thấy Bạch Khởi vẫn đang ngồi dưới đất và Trần Quang đang gắng gượng đứng thẳng, còn có Lâm Song Bồng vẻ mặt khó xử, thậm chí còn có thư ký Trương Lực của Chủ tịch tỉnh Mễ, Mưu Nguyên Hải liền cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn, bỗng chốc không thể nghĩ kịp, càng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Từ lúc Mưu Nguyên Hải, Hướng Dân Tân bước vào phòng, nhà hàng hoa khách nhỏ bé bây giờ có 3 vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy, một vị ủy viên thường vụ thành ủy, lại có một vị bí thư quận ủy và một vị cục trưởng cục công an quận, là có thể mở một cuộc họp mở rộng quy mô nhỏ rồi. Quả nhiên, Hạ Tưởng dưới cái nhìn chăm chú bởi ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, nói một câu khiến mọi người có mặt đều kinh hãi. Đồng chí Khang Hiếu cũng nên đến rồi, đợi anh ta đến, sẽ tổ chức một cuộc họp làm việc tại chỗ, nghiên cứu kỹ lưỡng một chút vấn đề hành động đặc biệt nên triển khai thế nào. Lâm Song Bồng và Mưu Nguyên Hải nhìn nhau, cùng sợ hãi, rốt cuộc. Sự việc đã phát triển đến cao độ chính trị, Phó Bí Thư Hạ Tưởng, rốt cuộc muốn mượn cơ hội tạo ra sóng gió lớn thế nào. Chủ tính trong lòng Hạ Tưởng, so với tưởng tượng của Mưu Nguyên Hải còn sâu sắc hơn nhiều, cũng càng chu đáo cẩn thận hơn so với những gì Lâm Song Bồng biết. Từ lúc hành động đặc biệt khai triển tới nay, hiệu quả không lớn, nguyên nhân là do các thành phố cấp 3 ứng đối tiêu cực, cũng bởi vì vẫn không phát sinh sự kiện cụ thể làm tiếng chuông cảnh báo cho các thành phố cấp 3. Sự kiện Nhâm Xương chỉ có thể xem như là dạo thử, không thể xem như phần mở đầu. Như vậy việc hôm nay, tạm thời trở thành một phần mở đầu kiểu mẫu cho các thành phố cấp 3. Sức mạnh của kiểu mẫu là vô cùng, Hạ Tưởng dụng tâm sâu xa, đem còng tay tổ chức một cuộc họp làm việc tại chỗ, chính là muốn nhắc nhở các vị ở đây, trong thể chế làm việc chính là đem còng tay để chỉ huy, xích đôi chân để khiêu vũ. Ở điều kiện ngang nhau, ai hoa chân múa tay càng tự nhiên, phóng khoáng, người đó sẽ cười đến cuối cùng. Khi mọi người ở đây đang sửng sốt, Khang Hiếu xuất hiện. Sở dĩ Khang Hiếu thong dong đến muộn, không phải bởi vì đầu chọc điện thoại chậm, mà là sau khi anh ta nhận được điện thoại, do dự trong chốc lát mới đi, kết quả là tới chậm một chút. Đầu chọc điện thoại cho thư ký Khang Hiếu, hơn nữa nói thật chỉ số thông minh của đầu chọc không quá cao, bình thường những người thích dùng vũ lực có chỉ số thông minh cũng không quá cao, đầu chọc cũng không ngoại lệ. Cho nên sau khi nghe gã kể lại sự tình, tiếp tục thư ký lược bớt, cuối cùng sự việc tới tai Khang Hiếu liền chuyện lớn hóa nhỏ. Vốn ông ta cũng vốn không để ở trong lòng, càng không có gắn sự tình với chuyện Diệp Thiên Nam đến Mai Hoa thăm viếng. Tuy nhiên Khang Hiếu rốt cuộc vẫn là một người có kinh nghiệm quan trường nhất trong ba phái lĩnh Nam, ông ta liền liên hệ với Lâm Song Bồng, lại được biết Lâm Song Bồng không ở tỉnh ủy, đã đi tới quán rượu hoa khách, khiến cho trong lòng ông ta trầm xuống, ý thức được có lẽ sự việc đã quá nghiêm trọng rồi. Chờ tới lúc ông ta liên hệ với Mưu Nguyên Hải, cũng được tặng lại một tin tức là Mưu Nguyên Hải cũng xuất phát đi tới quán rượu hoa khách rồi. Khang Hiếu mới biết chuyện lớn không ổn, bởi vì Lâm Song Bồng và Mưu Nguyên Hải đều được Đường Thiên Vân chủ động mời đi, còn ông ta lại là do đầu chọc thông báo. Việc đối xử khác nhau như vậy đã có thể giải thích một điều là Hạ Tưởng đã coi Lâm Song Bồng và Mưu Nguyên Hải trở thành đối tượng có thể tranh thủ. Còn gã có khả năng là phía đối lập đối xử khác biệt như vậy. Khang Hiếu lập tức vội vàng lên đường, trên đường lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút về những tình huống cụ thể mà ông ta nghe ngóng được. Ông ta biết không chỉ có Lâm Song Bồng và Mưu Nguyên Hải, ở đây còn có đám người Hướng Dân Tân, Trúc Cảnh Hoa, Trần Quang, Lân Sở Phong. Lúc này, ông ta mới cảm giác ra đầu ngứa ngáy, hai mắt đăm đăm, Khang Chí làm thế nào lại đắc tội với Hạ Tưởng rồi. Hạ Tưởng huy động nhân lực như thế, phân tích sự tình hôm nay khẳng định sẽ không chịu để yên. Bởi vì muốn nhân sự có bí thư, muốn chuyên chính có công an cục trưởng, chính là nói khẳng định sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Khang Chí là con của em trai Khang Hiếu, có quan hệ cực kỳ thân thiết với Khang Hiếu. Trước kia, Khang Chí mất cha, vẫn luôn lớn lên bên cạnh Khang Hiếu, được Khang Hiếu coi như đứa con ruột của mình. Lại vừa khéo Khang Hiếu không có con trai, chỉ có con gái, nên càng yêu thương Khang Chí. Ai động tới Khang Chí chẳng khác nào động tới cái mạng của ông ta. Hôm nay, nếu Hạ Tưởng muốn lấy Khang Chí để khai đao, ông ta cũng không tiếc mà trở mặt với Hạ Tưởng. Tin rằng đến lúc đó Mưu Nguyên Hải cũng sẽ vì ông ta mà trợ uy.
ông ta không tin Hạ Tưởng có thể không nể mặt ông ta vài phần. Dù thế nào, ông ta ở tỉnh ủy cũng là người có quyền uy và danh dự lâu năm, lại là nhân vật đại biểu cho phái Khoát Đệ. Hạ Tưởng vừa tới lĩnh Nam, sống chưa yên, còn muốn như thế nào nữa? Như thiêu như đốt chạy tới quán rượu Hoa Khách, đẩy cửa đi vào, chỉ thoáng nhìn qua tình thế hiện trường, Khang Hiếu liền hết sức kinh hãi không biết phải làm thế nào. Nếu nói Bạch Khởi ngồi dưới đất, cùng cười gượng với Lâm Song Bồng, vẻ mặt ngạc nhiên của Mưu Nguyên Hải còn không đủ để khiến Khang Hiếu kinh hãi, vậy hình ảnh Hạ Tưởng bị còng tay, khiến cho ông ta lại khó khép miệng lại được. Phó Bí Thư tỉnh ủy bị còng tay, mắt của ai mọc ở đúng quần, làm ra chuyện mù quáng như vậy. Ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy Khang Chí đang xám mặt đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ Sa Đại Bao lại run sợ giống như chó chết, lại chú ý tới một người phụ nữ đẹp như hoa như ngọc đứng bên cạnh Hạ Tưởng, lập tức Khang Hiếu liền hiểu được đại khái toàn bộ sự việc đã xảy ra. Vừa rồi trên đường đi, sự tự tin mới thiết lập được trong lòng, chỉ nháy mắt đã sụp đổ. Ông ta biết, cửa ải ngày hôm nay, chính là cửa ải lớn nhất mà ông ta gặp phải trong đời. Càng không phải nhắc đến Trương Lực vẻ mặt xấu hổ đứng một bên, tốt xấu cũng là thư ký của chủ tịch tỉnh, ở trước mặt Hạ Tưởng còn không dễ chịu bằng Đường Thiên Vân, giống như đã làm chuyện gì sai, dường như đang cúi đầu chuẩn bị nghe giáo huấn, khiến Khang Hiếu hoàn toàn không thể hiểu rõ được tình thế. Hạ Tưởng là một phó bí thư tỉnh ủy, dựa vào cái gì mà thư ký chủ tịch tỉnh phải đứng ở một bên cung kính chờ đợi. Không rõ cũng không có biện pháp, hiện tại không ai giải thích rõ ràng cho ông ta. Ông ta vừa vào cửa, liền thu hút ánh mắt của mọi người. Đồng chí Khang Hiếu cũng tới rồi, cấp dưới đã chính thức tổ chức cuộc họp làm việc tại chỗ, từ sự kiện tại quán rượu Hoa Khách mở rộng nghiên cứu, thảo luận một chút về sai lầm và thiếu sót trong công tác triển khai hành động đặc biệt cho tới nay. Hạ Tưởng bắt đầu nói chuyện, bởi vì đôi tay của hắn đang bị còng, không có cách nào dùng tay ra hiệu phối hợp, thái độ còn có chút quái lạ. Trước hết mời đồng chí Lân Sở Phong kể lại tỉ mỉ giới thiệu qua một chút về sự việc đã xảy ra. Hiện trường có tổng cộng hơn 10 người, chỉ có một mình Hạ Tưởng ngồi, ngay cả Lâm Song Bồng và Mưu Nguyên Hải đều đang đứng. Khang Hiếu liền biết, ông ta cũng không tư cách ngồi xuống, trong lòng liền không được tự nhiên. Dù thế nào ông ta cũng là phó chủ tịch thường trực tỉnh xếp hạng trên, trước mặt Hạ Tưởng ngay cả tư cách ngồi cũng không có, Hạ Tưởng đâu không phải là Trần Hạo Thiên. Tuy nhiên lại nghĩ, Hạ Tưởng ngay cả cơ hội để ông ta nói chuyện cũng không cho, trực tiếp liền đi vào vấn đề chính. Rõ ràng là có ý lạnh nhạt, chính là muốn ngăn chặn cái miệng của ông ta trước. Khang Hiếu mặc kệ, nói chen vào. Phó Bí Thư Hạ, ngại quá, tôi đã tới chậm, có hai chuyện tôi muốn nói rõ trước một chút, nếu muốn tham gia vào hội nghị làm việc tại chỗ, tôi cho rằng trước hết cần phải có hiểu biết một chút về sự việc đã xảy ra. Thứ nhất, Phó Bí Thư Hạ bị còng cả hai mở hội nghị làm việc, dù sao cũng chướng tai gai mắt, mời Phó Bí Thư Hạ tháo ra. Thứ hai, người không liên quan không được tham gia hội nghị. Đề nghị của Khang Hiếu có hai dụng tâm lớn. Thứ nhất là chiếc còng của Hạ Tưởng còng trên tay của hắn, vô hình trung tạo áp lực lớn đối với ông ta, khiến ông ta không có dũng khí đưa ra ý kiến phản đối. Còng tay sáng loáng giống như một ngọn núi lớn, chẳng những núi cao đến ngưỡng mộ, dường như còn đè trên người ông ta, khiến ông ta không thở nổi. Thứ hai là mời dự họp hội nghị làm việc tại chỗ, khẳng định không có chuyện gì tốt. Khang Chí cũng được, Lân Sở Phong cũng được, thậm chí bao gồm cả Trúc Cảnh Hoa ở bên trong, trước mặt mấy người quan lớn cấp quan trọng của tỉnh ủy, khẳng định nói chuyện không khỏi có dũng khí, thiếu tự tin, dễ dàng dẫn tới nói sai. Một khi đã nói sai, có lẽ không thể quay đầu lại được. Hạ Tưởng sao có thể không biết dụng ý của Khang Hiếu, không chút khách khí đáp lại. Chuyện còng tay, nhắc lại sau. Đồng chí Khang Hiếu, đồng chí Song Bồng và Nguyên Hải là do tôi mời đến. Tôi nhớ hình như đã quên nói Thiên Vân gọi điện thoại mời anh. Một câu khiến Khang Hiếu thiếu chút nữa bị nghẹn, vẻ mặt đỏ bừng. Lời nói của Hạ Tưởng rất trực tiếp, ngụ ý càng sắc bén, ý tứ là ta còn không mời anh tham gia hội nghị, anh có tư cách gì mà lên tiếng. Cũng may, Hạ Tưởng lại nói thêm một câu, ít nhiều cũng cho Khang Hiếu một đường ra. Tuy nhiên nếu đồng chí Khang Hiếu trong lúc vô ý đi ngang qua, dự thính hội nghị một chút cũng không sao. Tuy nhiên, đề nghị đồng chí Khang Hiếu chú ý một chút, hội nghị làm việc tại chỗ chủ yếu thảo luận về đề tài khai triển và bố trí hành động đặc biệt. Cuối cùng, khuôn mặt già nua của Khang Hiếu đỏ ửng lên, thiếu chút nữa bị Hạ Tưởng làm cho tức giận đến xoay người bước đi. Tổ lãnh đạo hành động đặc biệt do Hạ Tưởng phụ tổng trách,
còn có 6 lãnh đạo tỉnh ủy tham gia, trong đó cố tình không có ông ta, nhưng có Mưu Nguyên Hải và Lâm Song Bồng. Nói đúng hơn, Mưu Nguyên Hải và Lâm Song Bồng tham gia hội nghị, là thuộc bổn phận công việc, ông ta tham gia hội nghị, là vượt quá chức trách. Nhưng cuối cùng ông ta cũng nhịn xuống, không có xoay người chạy mất. Nếu đi thì càng mất mặt, hơn nữa còn hoàn toàn mất đi cơ hội thay Khang Chí ngăn cản lửa đạn của Hạ Tưởng. Khang Hiếu nén giận, trong lòng hận Hạ Tưởng muốn chết, nhưng không thể không cung kính nói. Quả thật tôi vốn nên tránh một chút, nhưng bởi vì Khang Chí và tôi có quan hệ thân thích, nó gây ra chuyện, tôi cũng có trách nhiệm liên quan, xin Phó Bí Thư Hạ phê chuẩn để tôi dự thính hội nghị. Sau một hiệp, Khang Hiếu liền nhượng bộ, trong mắt Lâm Song Bồng hiện lên vẻ thất vọng. Mưu Nguyên Hải vốn đang đứng khá gần với Khang Hiếu, lúc này lại yên lặng dịch chuyển bước chân sang một bên, duy trì khoảng cách nhất định với Khang Hiếu. Mí mắt của Trương Lực đột nhiên chớp chớp vài cái, trong lòng càng thêm khẳng định, việc hôm nay, dù muốn không đứng vững lập trường, muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, đã không có khả năng nữa. Phó Bí Thư Hạ Hạ Tưởng, đã giơ dao mổ lên cao rồi. Suy nghĩ của mọi người ở đây khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau chính là, đều hoàn toàn bị khí thế của Hạ Tưởng làm cho sợ hãi. Tất cả mọi người đều nghĩ, sự tình phải ồn ào đến mức nào mới có thể khiến Phó Bí Thư Hạ vừa lòng. Hoặc là nói, phải có bao nhiêu người rơi mũ quan, mới có thể khiến Phó Bí Thư Hạ cảm thấy đủ. Sau một hồi lạnh lùng, Hạ Tưởng còn nói, đồng chí Lân Sở Phong. Lân Sở Phong vốn đã sợ tới mức không biết làm thế nào. Vừa rồi bộ dạng của Sa Đại Bao giống như chó chết bị kéo vào, y thân là một tay lão luyện trong việc tra tấn bức cung, liếc mắt một cái liền nhìn ra Sa Đại Bao gần như đã không thể chịu được cuộc sống của một người bình thường. Đánh người khác thành quen, hiện tại phát hiện khi bản thân mình có khả năng phải chịu khổ, uy phong của một phó cục trưởng đã không còn sót lại chút gì, cũng thiếu chút nữa thì đặt mông ngồi xuống đất. Trước mặt mấy người lãnh đạo tỉnh ủy dám trực tiếp phế đi Sa Đại Bao, ngay cả một cơ hội thẩm vấn. Sa Đại Bao cũng không có, rốt cục y đã biết Hạ Tưởng dưới vẻ ngoài nho nhã yếu đuối, chính là một kẻ vô cùng nhẫn tâm, bình tĩnh khác thường và giết người không chớp mắt. Tuy nhiên, sau khi Khang Hiếu hiện thân, nghe được Khang Hiếu và Hạ Tưởng đối đáp vài câu, y và Lâm Song Bồng, Mưu Nguyên Hải hoàn toàn bị khí thế Hạ Tưởng áp chế không có sức mà trả đòn, nhưng điểm khác biệt chính là, Khang Hiếu còn có sức để đánh một trận, y lại hơi hơi đứng thẳng lưng. Phó Bí Thư Hạ, các vị lãnh đạo, nguyên nhân gây ra chuyện là bởi vì do một sự hiểu lầm gây nên. Lân Sở Phong cố gắng thảo luận về chuyện đã xảy ra. Sau khi Phó Bí Thư Hạ gọi món ăn, phải đi đón người, yêu cầu người phục vụ quán rượu tùy ý đưa lên vài món đặc biệt. Người phục vụ quán rượu nghĩ Phó Bí Thư Hạ là khách từ nơi khác tới, liền đưa lên món ăn ngon nhất, cuối cùng lúc tính tiền, chi phí là 18.000 tệ. Dù người dân ở Dương Thành khá là giàu có, nhưng ăn một bữa cơm mà 18.000 tệ cũng không phải ai cũng ăn được. Hiện tại, Lâm Song Bồng hận Khang Chí thấu xương, chém giá ai không chém, lại chém lên đầu Phó Bí Thư tỉnh ủy, sao anh không đi chém Ngọc Hoàng Đại Đế đi? Sau đó lại bởi vì vấn đề chi phí mà có lời lẽ va chạm, đầu chọc, nhân viên phục vụ khách sạn ra tay đánh người, kết quả lại chịu thiệt, lại yêu cầu Phó Bí Thư Hạ bồi thường tiền thuốc men hết 12.000 tệ. Phó Bí Thư Hạ tính tiền rồi rời khỏi quán rượu. Bởi vì đi vội vàng, nên mới xảy ra sự cố va chạm với xe ô tô của Sa Đại Bao. Sa Đại Bao đuổi theo tới khách sạn, báo cảnh vệ. Sau khi tôi đuổi tới, Bạch Khởi không phân bua đã còng Phó Bí Thư Hạ. Tốt, 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 Hạ Tưởng cười lạnh một hồi, vẫn ồm ảo tưởng chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng có vài người không đánh cho đau, thì đến chết cũng không hối cải. Trong lúc Thái Sở Phong kể lại chuyện đã xảy ra, từ đầu đến cuối, Hạ Tưởng không nói một lời nào. Cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, dường như cũng đồng ý với những điều mà Lân Sở Phong nói, tất nhiên cũng khiến Khang Hiếu có ảo giác nhất định. Khang Hiếu nghe Thái Sở Phong kể lại xong, nghĩ thầm cũng không có gì lớn lắm, chỉ là những hiểu lầm nhỏ. Phó Bí Thư Hạ lại thích chuyện bé xé ra to, thực ra không cần thiết, đều là những người lão luyện kinh nghiệm quan trường, ai còn có thể bị một người trẻ tuổi từ nơi khác tới như anh dọa chứ. Mưu Nguyên Hải cũng khẽ thở vào một cái nhẹ nhõm, nghĩ thầm. Có lẽ sự việc còn có thể linh động mà làm dịu đi. Chỉ có Trương Lực và Lâm Song Bồng liếc nhau, biết sự tình càng thêm không ổn. Biểu hiện bây giờ của Phó Bí Thư Hạ chỉ sợ là sự yên lặng trước núi lửa phun trào. Đường Thiên Vân tự nhiên trấn tĩnh, đứng ở một bên, cũng không đi đến bên cạnh Hạ Tưởng,
dường như cố ý đứng ở ngoài quan sát phản ứng của mọi người vậy. Lân Sở Phong nói xong, Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến, thản nhiên nhìn Khang Chí. Khang Chí, anh nói. Khang Chí hít sâu một hơi, cũng khôi phục ba phần tự tin, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cũng tương tự như lời Lân Sở Phong nói, không hổ danh là bạn bè hư hỏng nhiều năm, không cần thảo luận có thể cho ra kết luận miêu tả sơ lược giống nhau, đem sự kiện vô cùng nghiêm trọng vừa rồi quy kết với lý do hiểu lầm phát sinh khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Nói đúng hơn là, ai cũng không sai, nếu Phó Bí Thư Hạ sớm nói rõ thân phận, thì việc gì cũng sẽ không xảy ra. Nói cách khác, Lân Sở Phong đưa Hạ Tưởng nghỉ ngơi là muốn che giấu giáp tâm hại người, Khang Chí lấp liếm, đổi trắng thay đen còn không đề cập tới Sa Đại Bao. Hai người kẻ sướng người họa, ý đồ lừa dối chót lọt. Cũng không có ai phát hiện chính là, lúc Lân Sở Phong và Khang Chí lần lượt tự thuật, Đường Thiên Vân đang lặng yên đã không thay đổi nét mặt cầm hai phần tư liệu nhét vào trong tay Lâm Song Bồng và Mưu Nguyên Hải. Lâm Song Bồng và Mưu Nguyên Hải thấy vậy thì khó hiểu, sau khi tiếp nhận tư liệu, chỉ xem vài lần, hai người liền cùng bỗng nhiên mà hoảng sợ, liếc nhau, đều thấy sự khiếp sợ trong ánh mắt của đối phương. Lúc này trong lòng Lâm Song Bồng mới nhận định lại, Đường Thiên Vân chẳng những đã trở thành tâm phúc của Hạ Tưởng, hơn nữa còn là phụ tá cực kỳ đắc lực của Hạ Tưởng, gặp chuyện trầm ổn, không chút hoang mang, mơ hồ đã có phong độ của một đại tướng. Dưới sự so sánh, trương lực việc nhỏ thì có thể giành được sự tín nhiệm của người khác, nhưng đối mặt với chuyện lớn, thường không đủ trấn tĩnh. Trước kia, Lâm Song Bồng cố chấp cho rằng, trương lực so với Đường Thiên Vân, sẽ đi được xa hơn so với Đường Thiên Vân, nguyên nhân bởi vì tính cách của Đường Thiên Vân, không dễ dàng được sự ngưỡng mộ của lãnh đạo tinh mắt biết nhìn người. Hiện tại nhìn sự thay đổi của anh ta, rõ ràng sau khi Hạ Tưởng đến, rốt cục đã khiến Đường Thiên Vân rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cùng với sự thay đổi của Đường Thiên Vân, còn có Hướng Dân Tân. Lâm Song Bồng không phải không có trách cứ liếc mắt nhìn Hướng Dân Tân một cái, trong lòng cảm thấy không dễ chịu lắm. Hướng Dân Tân là cấp dưới của gã, lại nghe theo sự chỉ huy của Hạ Tưởng, thế này gọi là chuyện gì chứ? Tuy nhiên, nghĩ tới tư liệu đang cầm trong tay chỉ rõ một loạt sự thật nghe rợn cả người, lửa giận trong lòng Lâm Song Bồng lại không thể kiềm chế được mà tăng vọt. Chờ sau khi Lân Sở Phong và Khang Chí lần lượt kể xong cái gọi là chân tướng sự thật, Hạ Tưởng không có bình luận gì, mà lại hỏi. Đồng chí Sở Phong, anh nói xem chuyện hôm nay nên xử lý như thế nào? Lân Sở Phong hơi do dự. Các vị lãnh đạo đều có mặt ở đây, không tới phần tôi nói chuyện. Phó Bí Thư Hạ cho anh nói, anh cứ mạnh dạn mà nói. Đúng lúc này, Khang Hiếu cắm một câu, dụng ý tự nhiên là bơm hơi cho Lân Sở Phong, ám chỉ y dù thế nào cũng đừng bỏ qua cơ hội này. Lân Sở Phong liền đánh bạo nói. Bạch Khởi tạm thời cách chức quay về tỉnh, quán rượu Hoa Khách ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Khang Chí nhận lỗi trước Bí Thư Hạ, ngoại trừ trả lại tiền cơm ra, đề nghị bồi thường tinh thần nhất định cho tiểu thư Phó Tiên Tiên. Đồng thời, cá nhân tôi đệ trình bản kiểm điểm lên quận ủy và ủy ban nhân dân quận, chấp nhận bất cứ xử phạt nào của quận ủy và ủy ban nhân dân quận, cục công an thành phố. Ngoài mặt, thái độ của Lân Sở Phong rất thành khẩn, dường như cũng xuất ra 10 phần thành ý, nhưng cẩn thận mà phân tích, trên thực tế vẫn là ý nghĩ đem sự việc dọn sạch, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, vận dụng vô cùng cao minh, nắm toàn bộ quyền chủ động trong tay mình. Quyền uy của Hạ Tưởng trong ý kiến xử lý Lân Sở Phong, sức ảnh hưởng bị giảm tới mức thấp nhất. Bởi vì quyền xử trí cuối cùng là ở Cục Công an thành phố và quận ủy. Nói đúng hơn, Hạ Tưởng thân là Phó Bí Thư tỉnh ủy, không có khả năng trực tiếp nhúng tay chuyện của Cục Công an thành phố và quận ủy. Kỹ xảo giảo hoạt mà thực dụng trên quan trường được Lân Sở Phong vận dụng đến mức nhuần nhuyễn. Chỉ tiếc là đối thủ mà gã gặp phải là Hạ Tưởng. Ngay cả một người khôn khéo như Nga Ni Trần và nha nội âm độc như rắn, Hạ Tưởng còn có thể ứng phó một cách thoải mái. So sánh với họ, Lân Sở Phong gần như chính là nhân vật không được xếp hạng. Hạ Tưởng không có bất luận ý kiến gì đối với ý kiến phát biểu của Lân Sở Phong, vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Đồng chí Trần Quang, ý kiến của anh là gì? Sau khi Trần Quang té xỉu vài phút, được người cứu tỉnh lại, vốn định mượn cớ đi bệnh viện cố gắng trốn tránh. Sau lại suy nghĩ, lui về phía sau, không bằng dũng cảm đối mặt, y lại ở lại. Hạ Tưởng vừa mở miệng hỏi, Trần Quang liền cố lấy dũng khí nói. Ý kiến của đồng chí Sở Phong rất khinh suất, tôi cho rằng trải qua sự việc cụ thể, cần thành lập một tổ điều tra.
sau khi trải qua điều tra tỉ mỉ, mới có thể cho ra kết luận. Sự thật đã rất rõ ràng, còn cần gì đến tổ điều tra? Đồng chí Trần Quang không cần chuyện bé xé ra to. Khang Hiếu thấy Trần Quang cố ý thổi phồng sự tình thêm một bước, liền vô cùng không vui nói. Điều khiến Khang Hiếu thật không ngờ được chính là, ông ta vừa dứt lời, Hạ Tưởng bỗng nhiên lại phát tác. Âm, một tiếng, Hạ Tưởng đột nhiên đập bàn, đứng lên. Có muốn chịu nhận lỗi với tôi hay không, không quan trọng, quan trọng là, đến bây giờ các anh còn không ý thức được sai lầm của mình, lại còn có ý đồ đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn. Lân Sở Phong, là ai cho anh quyền lực vừa không biết sự gì xảy ra, lại không hỏi ai đúng ai sai, liền muốn bắt người mang đi. Anh thân là cảnh sát, anh không thấy xấu hổ với quốc huy trên đầu và trang phục cảnh sát trên người hay sao? Hạ Tưởng đột nhiên nổi giận lôi đình, so với sự bình tĩnh thản nhiên vừa rồi dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Trước đó không có dấu hiệu gì, đột nhiên phát tác, khiến Lân Sở Phong lại kinh hãi khó mà giữ được sự trấn tĩnh. A, một tiếng rồi lùi về phía sau vài bước, có chút không có đứng vững được, bất ngờ ngồi xuống đất. Khang Hiếu vội vàng và ba phải. Phó Bí Thư Hạ không cần nổi giận, có chuyện gì cứ từ từ nói. Được, có chuyện gì từ từ nói. Phó Chủ tịch tỉnh Khang, anh tới nghe xem Sa Đại Bao và Đầu Chọc nói như thế nào. Hạ Tưởng vẫn còn chưa hết giận. Đường Thiên Vân nhìn phía Dân Tân gật đầu một cái, hướng Dân Tân vung tay lên, Đầu Chọc bị mang lên. Đầu Chọc đã sợ tới ngây người, lắp bắp nói. Giám đốc Khang bảo tôi chém giá, Sa Đại Bao coi trọng người phụ nữ kia, sau khi cục trưởng Lân đến, muốn dẫn người đàn ông đi. Phạt tiền người đàn ông, giữ người phụ nữ lại để thao túng. Chơi được thì còn được, chơi không vui thì đưa đi làm gái mại dâm. Đầu Chọc vừa nói xong, đã bị người kéo sang một bên. Sa Đại Bao đã không còn sinh khí, khẳng định không có cách nào để mở miệng. Đừng lo, hướng Dân Tân đã sớm có sự chuẩn bị, đưa máy tính về phía trước mặt, ấn nút, trên máy tính liền xuất hiện hình ảnh Sa Đại Bao. Tôi sai rồi, tôi không phải là người, tôi đáng chết, tôi bị ma quỷ ám ảnh. Trước tiên Khang Chí chém giá khách. Tôi đã muốn chơi phụ nữ, y không ngăn cản tôi, ngược lại còn đưa ra chủ động bày mưu cho tôi nói là giả bộ đụng xe, sau đó quay lại đây xử lý tiếp. Khuôn mặt già nua của Khang Hiếu cảm giác nóng như phát sốt, mất mặt, quá mất mặt, thì ra Hạ Tưởng đã sớm bố trí tất cả, chờ ông ta nhảy xuống, kết quả ông ta còn tưởng rằng sự tình có thể giải quyết được, liền giống như một kẻ đại ngốc không chút do dự liền nhảy vào. Ông ta là đại ngốc, Lân Sở Phong chính là đồ con lừa. Vừa rồi còn mở miệng nói hay như vậy, hiện tại, lời nói ra như bát nước đổ đi, Lân Sở Phong muốn đổi ý cũng không có khả năng. Nếu không có lời nói vừa rồi, Lân Sở Phong có lẽ còn có một tia hy vọng. Hiện tại Khang Hiếu biết, Lân Sở Phong tiến vào bên trong hố sâu của Hạ Tưởng, đã bị ngã đến gần chết, trên cơ bản đã không có khả năng cứu vãn được. Hạ Tưởng giương tay lên, đồng hồ sáng loáng làm cho mọi người ở đây đều thấy đau cả hai mắt. Có một câu. Không đến Bắc Kinh không biết quan nhỏ, không đến Dương Thành không biết tiền ít. Ngược lại tôi muốn hỏi các vị, Dương Thành giàu có, nhưng xây dựng tinh thần văn minh có mặt mũi để so sánh với các thành phố khác hay không? Tôi thân là phó bí thư tỉnh ủy ở Dương Thành cũng không có cảm giác an toàn, như vậy du khách bình thường đi vào Dương Thành, đối với sự tốt đẹp nào đó của Dương Thành sẽ có ấn tượng như thế nào? Tôi còn muốn hỏi các anh vừa đi, vừa hỏi mọi người dân của thành phố Dương Thành một câu. Chính là có mấy người dám đến Dương Thành bằng tàu hỏa mà không bị cướp tiền, không bị lừa gạt. Tam đả lưỡng kiến không phải là một câu khẩu hiệu, xây dựng lại sự tín nhiệm trong hệ thống xã hội, là hành động quan trọng nhất để Dương Thành và lĩnh Nam ổn định và hòa bình lâu dài. Hôm nay, tôi còng tay mời dự họp làm việc tại chỗ với mục đích chính là, nếu trong thời gian tôi nhậm chức ở lĩnh Nam, không thể làm tốt công tác của mình, không thể chủ trì xây dựng tốt công tác tam đả lưỡng kiến. Tôi sẽ tự còng tay chính mình, dưới sự chế nhạo của dân chúng Dương Thành mà rời khỏi Dương Thành. Đồng chí Nguyên Hải, đồng chí Song Bồng, đồng chí Dân Tân, các anh nói xem chuyện hôm nay nghiêm trọng đến mức nào, nên xử lý như thế nào mới phù hợp với yêu cầu của tỉnh ủy khi bố trí hành động chuyên nghiệp. Khang Hiếu lúc này hoàn toàn bị khí thế Hạ Tưởng đè ép, chỉ kinh ngạc mở to mắt, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, đã không thể xử lý được như trong tưởng tượng. Chỉ có thể hy vọng Mưu Nguyên Hải và Lâm Song Bồng cuối cùng sẽ thay ông ta nói đỡ một câu. Bởi vì ông ta mới phát hiện, Hạ Tưởng đã sớm thiết kế tốt mọi chuyện, ông ta căn bản là không còn sức lực để thúc đẩy, trừ phi.
trừ phi Ngưu Nguyên Hải và ông ta nói chuyện. Ngưu Nguyên Hải cầm tư liệu trong tay, MU bàn tay run nhẹ nhẹ, giọng nói cũng hơi rung. Tùy theo mức độ nghiêm trọng mà xử lý. Khang Hiếu vô cùng khiếp sợ liếc mắt nhìn Ngưu Nguyên Hải một cái. Ngưu Nguyên Hải không nhìn ông ta, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn lên trên không, không có tiêu điểm. Biết rõ tính tình Ngưu Nguyên Hải, tim ông ta lập tức đập nhanh hơn. Đã xảy ra chuyện gì khiến Ngưu Nguyên Hải bị sợ thành ra bộ dạng như vậy? Điều càng làm cho Khang Hiếu giật mình hơn chính là, Lâm Song Bồng tỏ thái độ mạnh mẽ, cứng rắn, càng kiên quyết. Lấy sự kiện khách sạn Hoa Khách làm cơ hội, triển khai hành động trong phạm vi toàn thành phố, nghiêm túc điều tra, lấy hành động thực tế giao cho tỉnh ủy một phần giải đáp về bài thi hành động đặc biệt. Về phần vấn đề cụ thể của đám người Khang Chí, Lân Sở Phong và Bạch Khởi, Sa Đại Bao, xin mời đồng chí Dân Tân, Cảnh Hoa xác định rõ rồi thi hành. Hướng Dân Tân cũng lập tức tỏ thái độ. Khang Chí, tạm giam hình sự. Lân Sở Phong, Bạch Khởi, ngay tại chỗ miễn chức và truy cứu trách nhiệm có liên quan. Sa Đại Bao cũng đệ trình bắt tạm giam hình sự. Khang Hiếu không thể tin được vào tai mình. Ngay trước mặt ông ta yêu cầu tạm giam Khang Chí, một chút nể tình cũng không có, đều bị quyền uy của Hạ Tưởng làm cho kinh sợ. Ông ta đang muốn tức giận mà phản kháng sự lạm dụng uy quyền của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng lại không có cho ông ta cơ hội. Hành động đặc biệt trạm thứ nhất Dương Thành, chính thức bắt đầu. Hạ Tưởng truyền đạt mệnh lệnh, còn nói ra một câu khiến Khang Hiếu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trạm thứ nhất Dương Thành, bắt đầu tiến hành bắt giữ quán rượu Hoa Khách lũng đoạn thị trường. Khang Hiếu từ lúc đến, từ đầu đến cuối chỉ làm hai chuyện này tóm lại vì một câu nói, chính là bị Hạ Tưởng tròng dây vào cổ. Chuyện thứ nhất chính là ông ta muốn chuyện lớn hóa nhỏ, muốn bảo vệ mấy người, nếu không tốt cũng muốn bảo vệ Khang Chí. Theo ông ta thấy, tuy rằng Khang Chí chém giá khách không đúng, nhưng còn không đến mức trở thành đối tượng điển hình để Hạ Tưởng dùng hành động đặc biệt tấn công. Nếu hành động đặc biệt muốn tạo ra một trường hợp lũng đoạn thị trường điển hình, tuyệt đối sẽ bị đả kích rất thảm, không chết cũng phải lột da, bởi vì sức mạnh của tấm gương này là vô cùng, mặc kệ là tấm gương này tốt thế nào vẫn phải phá hỏng. Chuyện thứ hai chính là đối mặt so chiêu với Hạ Tưởng một lần, ông ta vẫn muốn xem, ông ta với tư cách là lão thành tại tỉnh ủy, lấy ưu thế thân phận của ông ta là người tại địa phương lĩnh Nam, lấy thân phận của người phát ngôn phái Khoát Đệ, mặc kệ Khang Chí phạm phải lỗi lớn thế nào. Hạ Tưởng còn có thể muốn trực tiếp trở mặt không? Tính toán như ý của ông ta chính là, ông ta vừa ra mặt, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, ngăn cơn sóng dữ, vô hình chung đều hóa giải toàn bộ. Đánh nát răng nanh mà Hạ Tưởng nuốt vào bụng, uổng phí lại chịu một cơn tức giận, cũng khiến hắn nhìn lại chính mình một chút, hiểu rằng người Dương Thành không dễ chọc. Kết quả lại là, Khang Hiếu chẳng những một bước dẫm lên khoảng không, còn bị Hạ Tưởng biến thành rối gỗ mà đùa nghịch. Trước sau, ông ta vẫn không thể nắm giữ một chút chủ động nào, còn bị làm bài trí, thậm chí. Toàn bộ kỳ vọng của ông ta đối với việc Ngưu Nguyên Hải và Lâm Song Bồng sẽ ủng hộ đã thất bại, cả hai người còn đồng thanh cùng duy trì sự nhất trí cao độ với Hạ Tưởng, không tiếc trực diện đồng ý bắt Khang Chí. Khang Chí là cháu trai của ông ta, trong lòng Ngưu Nguyên Hải và Lâm Song Bồng đều biết rõ. Sao lại làm như thế? Sao có thể? Khang Hiếu chỉ cảm thấy sao kim đang bay loạn trước mắt, không phải ông ta không hiểu là thế giới thay đổi rất nhanh. Còn có chuyện làm cho ông ta không thể tiếp nhận được. Sau khi Hạ Tưởng tuyên bố hành động ở trạm thứ nhất Dương Thành chính thức bắt đầu, Ngưu Nguyên Hải bước về phía trước một bước, tự mình tháo còng tay cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đưa tay giơ lên cao, lớn tiếng nói. Ai muốn ngăn cản hành động đặc biệt, trừ phi người đó tự mình tới còng hai tay tôi, nếu không, sẽ chiến đấu tới cùng. Hạ Tưởng nói xong, nhìn về phía Ngưu Nguyên Hải và Lâm Song Bồng gật gật đầu. Ngưu Nguyên Hải và Lâm Song Bồng liếc nhau, dưới tình thế bức bách, không đường thối lui, sẽ đành nhìn về phía Hướng Dân Tân gật đầu nói. Bắt đầu thực hiện. Hướng Dân Tân cúi chào nói. Vâng. Vung tay lên, vài người cảnh sát liền tiến về phía trước mang Lân Sở Phong và Bạch Khởi đi. Lúc này, sắc mặt Lân Sở Phong đã trắng bệch, không biện luận điều gì. Ngay cả đi cũng không xong, uy phong dọa nam nạt nữ bình thường đã hoàn toàn không thấy nữa. Bạch Khởi thì ngược lại so với y, dáng vẻ lưu manh, tự mình ngang nhiên đi ra ngoài. Sau đó lại có hai người tới trước mặt Khang Chí. Khang Chí hơi hơi run rẩy, vẻ mặt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Khang Hiếu một cái. Đã bao nhiêu năm nay,
gã và Sa Đại Bao, Sở Phong ở Dương Thành bị người ta coi là ba cậu ấm Dương Thành, tuy rằng danh tiếng không vang dội bằng bốn cậu ấm Tỉnh Tương, nhưng trong Dương Thành cũng không người nào là không biết, không người nào không hiểu. Tung hoành ở Dương Thành nhiều năm như vậy, từng một thời nghĩ ở trên đất Dương Thành, bất cứ ai cũng không có thể làm gì được gã, không ngờ ngày hôm nay rốt cục ngã quỵ cả đám. Hạ Tưởng, ánh mắt Khang Chí ác độc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, tuy rằng gã cũng sụp đổ theo Lân Sở Phong nhưng oán hận trong ánh mắt cho thấy, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, nhất định phải lấy mạng chó của Hạ Tưởng. Liều mạng, chỉ cần có thể sống đi ra, thế nào cũng phải tiêu diệt Hạ Tưởng. Khang Chí cũng ngẩng đầu đi ra ngoài, biểu hiện lưu manh không biết sợ được luyện nhiều năm đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Chẳng qua, khi Khang Chí và Lân Sở Phong còn chưa ra khỏi cửa quán rượu, chợt có tiếng vang lên như tiếng pháo truyền từ bên ngoài vào tiếng súng. Hướng Dân Tân xông tới chiếc bộ đàm nói vài câu gì đó, chợt nghe bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mỗi tiếng hét thảm liền như một cái roi đánh lên trên người Khang Chí và Lân Sở Phong, cũng khiến mồ hôi lạnh trên người Khang Hiếu cuối cùng cũng chảy xuống. Báo cáo Phó Bí Thư Hạ, Bí Thư Mưu, Bí Thư Lâm, thủ hạ của Sa Đại Bao liều chết, chống cự, nổ súng tập kích cảnh sát, công an cảnh chúng tôi ra sức đánh trả, giết chết tại chỗ 3 người, đánh bị thương 4 người, bắt được 6 người. Hướng Dân Tân lớn tiếng báo cáo, sợ là Khang Hiếu nghe không rõ ràng lắm. Không cần Hướng Dân Tân báo cáo, Khang Hiếu cũng đã đoán được điều gì, ông ta nắm chặt hai tay, cố nén đến mức cả người phát run. Hạ Tưởng mới đến lĩnh Nam không lâu, cũng đã thu phục Hướng Dân Tân, với thủ đoạn cay độc, cưỡng bức Ngư Nguyên Hải giận mà không dám nói gì, bức bách Lâm Song Bồng thuận theo ý hắn, Hạ Tưởng chính là nhân tố bất an lớn nhất ở lĩnh Nam. Trong nháy mắt, Khang Hiếu hạ quyết tâm, ông ta phải vứt bỏ nguyên tắc trước kia, cùng liên kết với Ngô Hiểu Dương, vì đánh bại Hạ Tưởng mà không tiếc phải trả giá tất cả. Lúc này Khang Hiếu không đường tiến về phía trước, hiện tại ông ta chỉ người đứng ngoài, gần như mất đi quyền phát ngôn, cũng không có cửa để lui về phía sau, chung quy hiện tại cũng không thể xoay người chạy trốn, cũng quá mất mặt, giống như một cây cột điện ở trước mặt Hạ Tưởng, ngoại trừ bị Hạ Tưởng nhạo báng ra, ông ta còn có tác dụng gì. Khang Hiếu nhớ kỹ hôm nay vì đây là nỗi nhục nhã lớn nhất từ trước tới nay. 5 phút sau, một đám phụ nữ quần áo không chỉnh tề từ trên lầu chạy xuống, tuổi tác của những người này cũng không lớn, lớn nhất cũng không hơn 20 tuổi, nhỏ nhất không quá 13 tuổi, có người hoảng sợ đến thất sắc, có người che mặt khóc lóc, phía trên bắp đùi lộ ra, có khi là vết phỏng, có khi là vết cắt, dù sao không có một người nào không có vết thương. Hạ Tưởng phẫn nộ mắng. Một đám súc sinh. Mồ hôi trên trán Khang Hiếu rốt cuộc không ngừng rơi xuống, chỉ sợ Khang Chí sẽ gặp nguy hiểm, ép người lương thiện ca hát, chơi gái mại dâm, hơn nữa hiếp bức các cô gái trẻ, các tội danh này nếu liệt kê ra, có thể đi ra được hay không thì khó mà nói được. 10 phút sau, Hướng Dân Tân lại báo cáo. Toàn bộ thủ hạ của Sa Đại Bao đã bị bắt về quy án. Toàn bộ khu vui chơi giải trí do Sa Đại Bao khống chế đã được niêm phong, giải thoát được tổng cộng 120 người phụ nữ. Hóa ra không chỉ bố trí rất nhiều thiên la địa võng ở quán rượu hoa khách, ngay cả những tình tiết bên trong của Sa Đại Bao cũng đã sớm bị điều tra ra rõ ràng. Trong lòng Khang Hiếu thầm nghĩ, Hạ Tưởng, có bản lĩnh, xuống tay không để lại lối thoát, chờ đấy, sẽ có lúc ngươi phải hối hận. Lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Hướng Dân Tân một cái, Khang Hiếu không khỏi có chút khinh miệt, Hướng Dân Tân, cậu cho là có Hạ Tưởng làm chỗ dựa rồi thì tha hồ mà hóng gió. Đừng quá đắc ý. Nói không chừng lúc nào đó Hạ Tưởng sẽ phải lăn ra khỏi lĩnh Nam, cho dù không lăn ra khỏi lĩnh Nam, cũng phải chắp tay bỏ ra cái ghế chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đến lúc đó Hạ Tưởng còn có thể kiêu ngạo như vậy ở tỉnh ủy nữa không? Hơn nữa, Hạ Tưởng làm việc không để đường lui, giáng một gậy vào Sa Đại Bao, thì thế giới ngầm tại Dương Thành cũng không phải chỉ có Sa Đại Bao. Một người khác vì tự bảo vệ mình, nói không chừng sẽ cũng xuống tay với Hạ Tưởng trước. Hạ Tưởng còn muốn ở Dương Thành lập uy. Khi đi đường không cẩn thận sẽ bị xe đâm chết. Trong lòng Khang Hiếu với những suy nghĩ độc ác còn chưa có nghĩ xong, Lâm Song Bồng cũng truyền đạt một loạt mệnh lệnh, yêu cầu thành ủy ủy ban nhân dân thành phố lập tức huy động toàn thể đứng lên, các bộ môn kết hợp hành động, triển khai công tác tam đả lưỡng kiến trong phạm vi toàn thành phố, lấy quán rượu hoa khách làm sự kiện điển hình, nghiêm túc điều tra đánh thật, tuyệt không nương tay. Ông chủ quán rượu hoa khách là Khang Chí, là cháu trai phó chủ tịch thường trực tỉnh. Lấy sản nghiệp của cháu trai phó chủ tịch thường trực tỉnh làm điển hình, Lâm Song Bồng cũng bị buộc phải hạ độc thủ.
Khang Hiếu đến tận đây mới nghĩ trước nghĩ sau, hoàn toàn thấy rõ ý đồ của Hạ Tưởng, giơ dao mổ lên cao, một đao chém xuống đầu Sa Đại Bao, lại chém mấy người Khang Chí, Lân Sở Phong, mượn thân phận Khang Chí là cháu trai của ông ta để lập uy, còng tay bức Lâm Song Bồng phải phục tùng, một hành động mượn cơ hội chính thức đánh vỡ cục diện bế tắc đầu voi đuôi chuột của hành động đặc biệt. Dương Thành oanh oanh liệt liệt mà khai triển hành động đặc biệt, cũng đem quán rượu Hoa Khách tạo thành một điển hình phản diện, vì các thành phố ở lĩnh Nam mở ra một khởi đầu tốt. Mặc dù Khang Hiếu căm hận Hạ Tưởng, nhưng là không thể không bội phục tâm cơ của Hạ Tưởng, từ nhỏ gặp lớn, từ sự kiện chém giá dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, thành công mà mượn quyền đánh Khang Chí, chân đá Lân Sở Phong mà mở ra một cánh cửa đặt nền móng cho hành động đặc biệt. Tuy nhiên, Khang Hiếu không phải không có ác ý nghĩ, Dương Thành khai triển hành động đặc biệt, thành phố cấp 3 khác chưa chắc làm được. Nói về Bằng Thành đi, nếu Bằng Thành vẫn chỉ là lặng lẽ không chút động tĩnh, vậy tấm gương Dương Thành không đủ để kéo toàn cảnh lĩnh Nam. Khang Hiếu nào biết được rằng, mấy giờ sau, kế tiếp sau Dương Thành, Bằng Thành cũng toàn diện khai triển hành động đặc biệt với thanh thế lớn. Sự liên động của Dương Thành và Bằng Thành hai thành phố lớn cấp phó tỉnh, khiến thành phố cấp 3 phía dưới không hẹn mà cùng ngửi được sự bất thường trong chính trị, đều lập tức bắt tay vào, nhanh chóng khai triển hành động đặc biệt. Còn có vài thành phố cấp 3 trần trừ, khi biết được Dương Thành khai triển hành động đặc biệt đả kích quán rượu Hoa Khách của Khang Chí làm điểm đột phá, đều không tự chủ được mà thu hồi tâm tư may mắn. Mà ảnh hưởng tiếp theo của sự kiện quán rượu Hoa Khách, còn tiến xa, không chỉ dừng lại ở đó. Hành trình của Diệp Thiên Nam tới Mai Hoa thu được hiệu quả như mong muốn, cùng nói chuyện với bộ máy thành ủy Mai Hoa, lại dưới sự an bài của thành ủy, mở một buổi tiệc trà tiếp đãi một số Hoa Kiều ở Mai Hoa. Toàn bộ đều thuận lợi viên mãn, khiến cho tâm tình của ông ta rất tốt. Nói không chút khoa trương, Diệp Thiên Nam vừa đến lĩnh Nam, bước đầu tiên đã vô cùng vững chắc, chẳng những chọn được điểm dừng chân đặc biệt tốt, hơn nữa còn thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, khiến ông ta trước khi đến lĩnh Nam thì uể oải, ngược lại bây giờ lại rất sáng lạng, bỗng nhiên cảm giác phong cảnh lĩnh Nam quả nhiên rất tốt, thậm chí còn có thể nói. Cảnh xuân tốt vô cùng. Diệp Thiên Nam còn thiếu chút có ảo giác đường làm quan rộng mở vó ngựa tung bay. Thật may, ông ta vẫn kiềm chế được đắc ý đang dục dịch trong lòng, tự bảo mình làm việc không thể quá lạc quan, trước mắt chỉ mở ra bước đầu tiên, chỉ sau khi chính thức gặp mặt nhà họ Quý, hành trình tới Mai Hoa mới được tính là viên mãn. Theo kế hoạch, ông ta sẽ gặp nhà họ Quý vào buổi tối. Diệp Thiên Nam vừa nghĩ tới việc sắp gặp nhà họ Quý thì có chút hưng phấn. Việc thu xếp gặp nhà họ Quý được bảo mật rất nghiêm ngặt. Phía trong tỉnh ủy chỉ sợ chỉ có ông ta và Lâm Song Bồng biết, toàn bộ những người khác hoàn toàn chẳng hay biết gì, bao gồm cả Hạ Tưởng thông minh tuyệt đỉnh. Hạ Tưởng, nhớ tới Hạ Tưởng, trong lòng Diệp Thiên Nam liền có đủ các loại cảm giác lẫn lộn, không thể nói rõ là thù hay là oán. Ông ta cũng biết rõ, giữa Hạ Tưởng và ông ta không có oán thù cá nhân, nhưng không ai có thể chân chính phân biệt công và tư rõ ràng được. Công thù thường thường sẽ diễn biến thành ân oán cá nhân. Ông ta càng hiểu được chính là, Hạ Tưởng ở đằng sau việc bổ nhiệm ông ta đến lĩnh Nam, đã thầm thi triển không ít lực để thúc đẩy, mục đích chính là để ông ta ở lĩnh Nam mặc cho hắn sử dụng. Hạ Tưởng nghĩ vậy không khỏi quá ngây thơ rồi. Trong lòng Diệp Thiên Nam cười thầm, sự việc là chết, người thì sống, Hạ Tưởng có thể chi phối việc bổ nhiệm của ông ta, nhưng lại không thể thay đổi lập trường của ông ta. Không tin, cứ chờ xem. Đêm nay gặp mặt nhà họ Quý, nói không khoa trương chút nào, cục diện chính trị ở lĩnh Nam cũng chỉ là một bước ngoặt. Diệp Thiên Nam đắc ý, tới buổi tối, ông ta liền chỉ dẫn cho lái xe, lặng lẽ đi vào một tòa nhà của nhà họ Quý ở phía nam thành phố. Mới đến cửa nhà họ Quý, lại không ngờ thu được một tin tức giống như sét đánh giữa trời quang, nhà họ Quý đột nhiên hủy bỏ cuộc gặp với ông ta. Diệp Thiên Nam lập tức ý thức được, chỉ sợ là tỉnh ủy đã có thay đổi. Không thể phủ nhận rằng, trên phương diện chính trị, trí tuệ của Diệp Thiên Nam cao hơn một bậc so với cả Khang Hiếu, Mưu Nguyên Hải. Chỉ tiếc rằng, Diệp Chính Nam chưa từng có cơ hội để trở thành nhân vật cốt cán của phe phái. Nếu không, y sẽ trở thành kình địch khó đối phó nhất của Hạ Tưởng.